Hôm qua mẹ cô suýt ném giày vào Dương Tiêu, bây giờ lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy khiến Đường Mộc Tuyết cảm thấy khó chịu. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu đang bình tĩnh nhẹ nhàng, Triệu Văn Chiết như phát điên, anh ta đột nhiên chế nhạo, Dương Tiêu cậu nói đi, rốt cuộc cậu đã bỏ ra bao nhiêu mua chuộc viện trưởng Ôn? Mua chuộc viện trưởng Ôn, ý gì? Dương Tiêu khó hiểu nói. Triệu Văn Chiết như thể phát hiện ra bí mật lớn, khinh thường nói, Dương Tiêu, đến lúc này mà cậu còn giả vờ. Ôn Bảo Tốn là do cậu mua chuộc, cậu bỏ tiền ra mua chuộc. Hóa ra là mua chuộc, người nhà họ Triệu chợt nhận ra. Ở trong mắt bọn họ, Dương Tiêu không có khả năng quen biết Vạn Tứ Hải, Triệu Văn Chiết nói như vậy, tất cả mọi người đều nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt khinh thường, như thể Ôn Bảo Tốn chính là do Dương Tiêu mua chuộc. Mua chuộc, anh chắc chứ? Trong giây tiếp theo, một giọng nói cao ngạo vang lên. Ngay lập tức, với tiếng cọt kẹt, cánh cửa phòng tướng tương được mở ra, bóng dáng xinh đẹp của Vạn Thiến bước vào. Nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, tất cả ánh mắt người nhà họ Triệu đều sáng lên, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp một người phụ nữ xinh đẹp như vậy trong đời thực. Phải nói rằng quả thực Vạn Thiến rất đẹp, giá trị nhan sắc cao, cùng với dáng người thướt tha, bảo dưỡng tốt, không biết thì còn tưởng đó là ngôi sao nữ nào đến. Cô là, Triệu Văn Chiết đứng dậy nhìn Vạn Thiến. Lúc này, trong mắt Triệu Văn Chiết lóe lên một tia bỉ y, loại phụ nữ có giá trị nhan sắc cao này, đối với Triệu Văn Chiết quá mức mê người. Nhìn thấy ánh mắt bỉ ổi của Triệu Văn Chiết, Vạn Thiến cau mày, cô ta lạnh lùng nói như nhìn một con ruồi hôi thối, Vạn Thiến nhà họ Vạn. Nếu không nể mặt của Dương Tiêu, cô ta thật sự không thèm để ý tới Triệu Văn Chiết ham mê sắc đẹp này. Vừa dứt lời, Vạn Thiến nhìn Đường Mộc Tuyết bên cạnh Dương Tiêu, nhìn thấy gương mặt quyến rũ của Đường Mộc Tuyết, trong lòng Vạn Thiến vô cùng sửng sốt. Lần đầu tiên Vạn Thiến người luôn vô cùng tự tin về ngoại hình của mình, cảm thấy bị đe dọa mạnh mẽ trước một người đẹp vô song với vẻ đẹp tự nhiên này. Cô ta nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Dương Tiêu, anh đối với nhan sắc xinh đẹp của cô ta không hề rung động, hóa ra anh chàng này lại có một cô vợ xinh đẹp không tưởng. Tương tự, Đường Mộc Tuyết cũng sững sờ trước ngoại hình của Vạn Thiến. Đường Mộc Tuyết thừa nhận Vạn Thiến thực sự rất đẹp. Vạn Thiến, cái tên này nghe quen quá. À phải rồi, không phải con gái của người giàu nhất huyện Thiên Sơn tên là Vạn Thiến sao? Một người nói. Đúng, con gái của Vạn Tứ Hải tên là Vạn Ị Thiến, chẳng lẽ đây là con gái của người giàu nhất sao? Gạch dưới. Sau khi đoán ra thân phận của Vạn Thiến, đám người nhà Ị họ Triệu nhìn Vạn Thiến và Triệu Văn Chiết với ánh mắt ám muội. Đêm qua, Vạn Thiến đã lái chiếc Porsche 918 trị giá 1.500 vạn đến Bệnh viện Nhân dân số 1 của huyện Thiên Sơn đã gây ra một chấn động lớn. Đám người nhà họ Triệu đều cho rằng Vạn Thiến đến tìm Triệu Văn Chiết, mà Triệu Văn Chiết đã không biết xấu hổ thừa nhận. Cô là cô Vạn Vạn Thiến. Nghe vậy Triệu Văn Chiết ngây ra như phỗng. Lúc trước anh ta đã từng gặp Vạn Tứ Hải nhưng chưa từng gặp Vạn Thiến, nghĩ đến những gì mình đã nói phét hôm qua, trong lòng anh ta cảm thấy hoảng sợ. Nếu Vạn Thiến biết mình phát ngôn bừa bãi, sợ là Vạn Thiến sẽ trực tiếp đánh gãy chân thứ ba của anh ta. Triệu Văn Chiết đã nghe nói Vạn Thiến có một tính tình nổi nóng và bất chấp, cô ta là một hạt tiêu nhỏ thật sự. Vạn Thiến nhìn Triệu Văn Chiết không hài lòng nói, chứ còn gì. Tôi không phải là Vạn Thiến thì ai là Vạn Thiến? Cảm nhận được hơi thở ớn lạnh trên người của Vạn Thiến, Triệu Văn Chiết ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hoàn toàn không dám làm bừa trước mặt Vạn Thiến này. Thấy thái độ của Vạn Thiến đối với Triệu Văn Chiết lạnh nhạt như vậy, Triệu Liên trêu ghẹo nói, cô Vạn, đôi tình nhân trẻ hai người đừng đùa nữa, ai mà không biết cô thích Văn Chiết nhà chúng tôi chứ? Thì đúng vậy, cô Vạn, chúng tôi đều biết chuyện của cô và Văn Chiết. Đám người họ Triệu nháy mắt ra hiệu nói. Văn Chiết, cậu với cô Vạn đang giận dỗi nhau à? Còn không mau dỗ dành cô Vạn đi, khi con gái tức giận cần được dỗ dành. Đêm qua bọn họ đã nghe rất rõ ràng. Triệu Văn Chiết đã đích thân thừa nhận mối quan hệ của mình với Vạn Thiến, nói nếu không phải Vạn Thiến ngại ngùng, anh ta đã đưa Vạn Thiến đến gặp bọn họ. Nghe thấy những lời này của người nhà họ Triệu, sắc mặt Triệu Văn Chiết lập tức xanh mét. Anh ta là một người nhỏ bé ở huyện Thiên Sơn, nào có thể trèo cao vào nhà họ Vạn. Sở dĩ tối hôm qua anh ta thốt ra những lời ngông cuồng chỉ là để khoe khoang, ai mà biết bây giờ đám người nhà họ Triệu đã làm rung chuyển mọi thứ trước mặt Vạn Thiến. Vạn Thiến nghe thấy lời này thì đột nhiên cau mày, tôi thích anh ta. Không phải sao cô Vạn, đừng ngại, chúng tôi biết tất cả mọi chuyện của hai người. Triệu Liên hào hứng nói. Như thể chỉ cần Triệu Văn Chiết và Vạn Thiến trăm năm hòa hợp thì cả nhà họ Triệu bọn họ có thể được nhờ.
Nhìn thấy Triệu Liên hào hứng, trong lòng Triệu Văn Chiết đã muốn cầm dao giết chết Triệu Liên. Mẹ nó, không thấy hiện trường đang xảy ra chuyện gì hả? Con mẹ nó muốn hại chết tôi hả? Nghe thấy lời nói của Triệu Liên, Vạn Thiến chế nhạo, cô ta chỉ thẳng vào mặt Triệu Văn Chiết khinh thường nói, tôi thích anh ta. Anh ta là cái thá gì? Loại người này xách giày cho tôi cũng ghét. Sao tôi có thể thích anh ta? Ngay khi cô ta vừa nói xong này, như có một tia chớp giữa trời xanh, ánh mắt của đám người họ Triệu đều đờ đẫn. Triệu Văn Chiết xách giày cho người ta cũng chán ghét. Người đứng đầu trong nhà họ Triệu lại là rác rưởi trong mắt người khác. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều sững sờ. Dương Tiêu không nhịn được trộm vui sướng trong lòng, Triệu Văn Chiết à Triệu Văn Chiết, tự mình giả vờ quá đáng thấy sao hả? Lại còn Triệu Liên này, thực sự biết hỗ trợ. Những người khác không biết tính tình của Vạn Thiến, nhưng anh biết rất rõ. Bởi vì một chỗ đỗ xe, Vạn Thiến đã có thể đâm xe của mình, chứ đừng nói Triệu Văn Chiết còn dám đem Vạn Thiến ra khoe khoang, tiếp theo chắc chắn sẽ có một màn trình diễn hay. Văn Chiết, chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải cậu nói cô Vạn đã thích cậu sao? Triệu Liên không hiểu gì ép buộc nói. Lúc này sắc mặt Triệu Văn Chiết xanh mét đến cực điểm, tức giận chỉ vào Triệu Liên, chị đang nói cái gì vậy? Cô Vạn có thân phận cao quý, sao có thể thích tôi? Để làm rõ mối quan hệ, Triệu Văn Chiết không ngần ngại làm rùa rụt cổ. Lúc này Triệu Văn Chiết thật sự có cảm giác muốn nôn ra máu, tại sao lại có đám họ hàng ngu dốt này? Không đúng, Văn Chiết tối qua rõ ràng là cậu nói cô Vạn thích cậu mà. Tôn Phú Quý lập tức nói. Đúng vậy, cậu nói nếu không phải cô Vạn xấu hổ thì đã mang cô Vạn đến gặp mặt chúng tôi. Đám người nhà họ Triệu lần lượt phụ họa. Nghe người nhà họ Triệu nói, thân thể mỏng manh của Vạn Thiến run lên, cô ta thật sự không ngờ có người ở huyện Thiên Sơn lại dám lấy tên của mình ra nói lung tung. Như đã biết bố cô ta Vạn Tứ Hải là người giàu nhất ở huyện Thiên Sơn, trừ Trung Nguyên ra thì là doanh nhân giàu số một tỉnh Hà Nam. Là con gái của người giàu nhất huyện Thiên Sơn, đi đâu cũng có ánh mắt như ngôi sao vây quanh mặt trăng, làm sao có thể thích một người nhỏ bé như Triệu Văn Chiết. Thật nực cười. Vạn Thiến không phải kẻ ngốc, cô ta biết chắc chắn là hôm qua Triệu Văn Chiết đã lấy tên của mình ra nói lung tung. Vạn Thiến lập tức trừng mắt nhìn Triệu Văn Chiết, anh biết tôi là ai không? Biết, biết, Triệu Văn Chiết cảm nhận được cơn tức giận phát ra từ Vạn Thiến, sắc mặt anh ta tái nhợt. Vạn Thiến tức giận nói, biết tôi là ai mà còn dám lấy tên tôi ra nói lung tung? Tôi thấy anh là đang chán sống hả? Hiểu, hiểu lầm, cô Vạn, cô nghe tôi giải thích. Triệu Văn Chiết trọn tròn mắt. Nếu Vạn Thiến nhớ sai, e rằng sau này anh ta sẽ không lăn lộn được ở huyện Thiên Sơn. Nghĩ đến đây, Triệu Văn Chiết hối hận đứt ruột, nếu biết trước sẽ như thế này anh ta đã không khoe khoang, giờ thì hay rồi, bây giờ không chỉ bị lộ ra trâu mà còn bị chọc một dao. Hai mắt Vạn Thiến tràn đầy lửa giận, nếu ánh mắt của cô ta có thể giết người, Triệu Văn Chiết đã bị chia năm xẻ bảy. Nghe anh giải thích, còn cần giải thích sao? Đồ khốn nạn! Khí quản của Vạn Thiến sắp nổ tung. Chát, ngay sau đó, Vạn Thiến giơ tay hung hăng đánh lên mặt già của Triệu Văn Chiết. Một tiếng chát nặng nề vang lên, đám người nhà họ Triệu trong phòng tướng tương sững sờ mồm chữ O, nhìn chằm chằm vào tất cả những chuyện này với vẻ không thể tin được. Cảm giác được cơn tức giận bộc phát từ cơ thể Vạn Thiến, trong phút chốc, cả phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Không ai ngờ Vạn Thiến sẽ tát vào mặt Triệu Văn Chiết. Càng không ai ngờ Vạn Thiến lại nhẫn tâm đến vậy. Dương Tiêu không tử tế mỉm cười, anh không thương hại Triệu Văn Chiết một chút nào, anh ta dám nói phét thì phải gánh lấy hậu quả xấu. Nhìn thấy Dương Tiêu cười, Đường Mộc Tuyết cũng không nhịn được nở nụ cười, tối hôm qua cô không tin Vạn Thiến sẽ thích Triệu Văn Chiết. Lần này thì hay rồi, mọi chuyện đã lộ ra, Triệu Văn Chiết tự đập đá vào chân mình. Ha, chuyện này là sao vậy? Hai mắt Triệu Liên đỏ đẫn. Đám người nhà họ Triệu đều sững sờ rét run, bọn họ cũng có thể nhận ra điều gì đó, những gì Triệu Văn Chiết nói tối qua là bốc phét. Nếu Vạn Thiến tiếp tục làm khó, đem cơn tức giận chút lên người bọn họ thì là người vô tội gặp tai họa. Triệu Văn Chiết đâu dám nhìn thẳng vào Vạn Thiến, anh ta lập tức cúi đầu kiêu ngạo nói nhanh, cô Vạn, tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi, tôi không nên phỉ báng danh tiếng của cô. Là mồm tôi tiện, tôi đã phỉ báng danh tiếng của cô. Một thằng rùa rụt cổ như tôi nào có thể xứng với cô. Lúc này, Triệu Văn Chiết suýt khóc, nếu Vạn Thiến thực sự ghét anh ta, nhất định anh ta sẽ nhà tan cửa nát. Đồng thời,
Trong lòng Triệu Văn Chiết hận đám người nhà họ Triệu, đám người này muốn đưa mình vào chỗ chết sao? Văn Chiết, không phải là tối qua cậu bốc phét chứ? Triệu Liên càng sững sờ hơn. Vốn bà ta đang mong đợi Triệu Văn Chiết thiết lập quan hệ với nhà họ Vạn, bà ta sẽ có địa vị cao hơn ở huyện Thiên Sơn. Không ngờ, Triệu Văn Chiết lại bốc phét, lúc này bà ta thấy rất xấu hổ. Triệu Cầm mỉa mai, em gái, chắc chắn Văn Chiết đã bốc phét. Nếu không thì tại sao cô Vạn lại tát cậu ta? Đàn ông thích sĩ diện là không sai, nhưng phỉ báng danh tiếng của người khác thì không đúng rồi. Tốt xấu gì cậu cũng là người đứng đầu nhà họ Triệu, sao có thể như thế này? Thật sự rất thất vọng. Nghe thấy giọng điệu mắng mỏ của Triệu Cầm, chẳng khác gì một cái tát gián tiếp đánh vào mặt anh ta. Khốn nạn, dám lấy tôi ra đùa giỡn, xem tôi có lột da của anh không? Vạn Thiền tức giận. Nhìn thấy Vạn Thiền sắp rơi vào trạng thái bùng nỏ, Dương Tiêu biết rằng nếu mình không ra mặt, có lẽ cô ta sẽ đánh Triệu Văn Chiết nửa sống nửa chết. Hơn nữa, dù sao đây cũng là đang mở tiệc cảm ơn Liễu Giang Hà, anh không thể làm cho Liễu Giang Hà mất mặt. Dương Tiêu lập tức đứng dậy nói, cô Vạn, nể mặt tôi, chuyện này đến đây thôi. Nghe vậy, đám người có mặt ở đây đều tập trung vào Dương Tiêu. Hầu hết tất cả mọi người đều sửng sốt, tên Dương Tiêu này lại muốn Vạn Thiến cho mình mặt mũi. Anh chàng này bị điên hả? Như đã biết, Triệu Văn Chiết là người đứng đầu trong nhà họ Triệu, Vạn Thiến còn không nể mặt. Ở trong mắt người nhà họ Triệu, Dương Tiêu là phế vật, làm sao Vạn Thiến có thể nể mặt Dương Tiêu? Giả vờ, Triệu Văn Chiết thầm mắng trong lòng. Vạn Thiến đã không nể mặt anh ta không tin Vạn Thiến sẽ nể mặt Dương Tiêu. Triệu Liên và Tôn Phú Quý nghiền ngẫm, Dương Tiêu dám nói những lời ngông cuồng bảo Vạn Thiến nể mặt cậu ta, lát nữa chắc chắn sẽ có một cái tát rơi xuống, thậm chí còn nặng hơn Triệu Văn Chiết. Trong lúc đám người nhà họ Triệu cho rằng Dương Tiêu sẽ chết chắc, thì Vạn Thiến nhìn Dương Tiêu có chút ngượng ngùng nói, để anh Dương chê cười rồi, tôi. Bình thường tôi không bạo lực như vậy. Giác, ngay khi lời nói của Vạn Thiến rơi xuống, hàm của tất cả những người đang chờ xem trò đùa tại hiện trường như thể nứt ra. Chê cười, lại còn bình thường không bạo lực như vậy. Nhìn vẻ xấu hổ ổ trên mặt của Vạn Thiến, đám người nọ càng hoang mang. Nhất là Triệu Văn Chiết, trong lòng anh ta không ngừng chửi mắng, làm sao có thể? Con mẹ nó làm sao có thể? Rõ ràng Dương Tiêu là phế vật, sao Vạn Thiền lại có thể nể ể mặt phế vật? Giờ phút này, Triệu Văn Chiết chỉ cảm thấy mình từ trên tế đàn rơi xuống, tôn nghiêm bị Dương Tiêu chà đạp. Khụ, không sao, không sao. Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Vạn Thiền, vẻ mặt Dương Tiêu cứng đờ. Nếu Đường Mộc Tuyết hiểu lầm điều gì đó, thì sẽ được một mắt mười. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Đường Mộc Tuyết không khỏi cảm thấy ghen tị, là phụ nữ, đặc biệt là một người phụ nữ thông minh và khôn ngoan, cô có thể thấy Vạn Thiền có tình cảm đặc biệt với Dương Tiêu. Theo cái nhìn của Đường Mộc, Dương Tiêu được các cô gái khác thích, điều này chứng tỏ Dương Tiêu rất ưu tú. Nghĩ đến người đàn ông của mình ưu tú như vậy, Đường Mộc Tuyết cảm thấy rất hạnh phúc. Tất nhiên, tiền đề là Đường Mộc Tuyết tin tưởng Dương Tiêu 100%. Dương Tiêu sợ Vạn Thiền nói ra điều không nên nói, nên anh hỏi thẳng, cô Vạn, sao cô lại ở đây? Có chuyện gì quan trọng không? Dương Tiêu hiểu, Vạn Thiến đến như thế này thì chắc chắn là cô ta tự đến. À đúng rồi, tôi trả lại chìa khóa xe cho anh, tối hôm qua tôi đâm vào xe anh, vô cùng xin lỗi. Đột nhiên, Vạn Thiến nhớ ra mục đích mình tới tìm Dương Tiêu, cô ta lập tức đưa chìa khóa xe Maserati cho Dương Tiêu. Sau khi tạm biệt Dương Tiêu vào đêm qua, Vạn Tứ Hải đã lập tức tìm một thợ sửa chữa giỏi nhất ở huyện Thiên Sơn, sửa chiếc Maserati trong đêm, bảo Vạn Thiến đưa cho Dương Tiêu. Dương Tiêu cầm lấy chìa khóa xe, cười nhẹ nói, cảm ơn. Không cần cảm ơn, tối qua tôi đã quá hấp tấp. Vạn Thiến nói với vẻ xấu hổ. Triệu Cầm đoán được gì đó nói, cô Vạn, tối hôm qua cô đưa Dương Tiêu trở lại bệnh viện đúng không? Đúng vậy, Vạn Thiến gật đầu. Nghe vậy, Triệu Cầm cả kinh như bị đánh, nghe thấy chưa? Rõ ràng tối qua cô Vạn đưa Dương Tiêu trở lại bệnh viện, không liên quan gì đến Triệu Văn Chiết. Ai nói xe của chúng tôi là đi thuê, chỉ là tối qua xảy ra trục trặc thôi. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Triệu Cầm, sắc mặt của đám người nhà họ Triệu đều vô cùng xấu. Đêm qua bọn họ đã liên tục chế giễu gia đình Dương Tiêu, nhưng họ không ngờ rằng Maserati là thật, Vạn Thiến đã đưa Dương Tiêu trở lại bệnh viện, mà không phải đến gặp Triệu Văn Chiết. Trên mặt Dương Tiêu mang đầy ý cười. Ngày hôm qua Triệu Văn Chiết tranh hết công lao, cho nên anh tự nhiên sẽ không nói nhiều. Anh biết mình là phế vật trong mắt đám người nhà họ Triệu,
sẽ không ai tin lời anh nói. Đúng vậy, không liên quan gì đến Triệu Văn Chiết, Đường Mộc Tuyết cũng nói. Hình ảnh tối qua Dương Tiêu bị người nhà họ Triệu nhắm vào hiện lên rất rõ nét, nhìn người nhà họ Triệu ngắn người, trong lòng Đường Mộc Tuyết cũng xả được cơn giận. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết đứng ra nói chuyện vì mình, trong lòng Dương Tiêu cảm thấy ấm áp. Mặt Triệu Văn Chiết đỏ bừng, anh ta thực sự xấu hổ muốn ngất đi. Mọi chuyện đã sáng tỏ, anh ta thực sự xấu hổ đến cả nhà mẹ đẻ. Ông Triệu, Triệu Thiết Căn buồn bực nói, việc chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt là như thế nào? Không phải vì nể mặt Văn Chiết sao? Nể mặt cậu ta cũng không soi gương xem mình có đức hạnh gì. Sở dĩ tôi ra mặt là vì nể mặt ân nhân Dương Tiêu. Đột nhiên, cánh cửa lại bị đẩy ra, bóng dáng Vạn Tứ Hải bước vào. Cái gì, tất cả là vì mặt mũi của ân nhân Dương Tiêu. Với sự xuất hiện của Vạn Tứ Hải không tức mà uy nghiêm, bầu không khí trong phòng ngay lập tức trở nên vô cùng trầm mặc. Đám người nhìn nhau không biết lai lịch của người đó, nhưng bản năng mách bảo rằng người này chắc chắn không phải người bình thường. Văn Chiết, đây là ai? Triệu Thiết Căn hỏi. Nhìn rõ người nọ, trán Triệu Văn Chiết toát mồ hôi lạnh, hai chân mềm nhũ, sợ hãi quỳ rạp xuống. Mùi nước tiểu nồng nặc bốc lên, Triệu Văn Chiết bị Vạn Tứ Hải dọa sợ tè ra quần. Nhìn thấy Triệu Văn Chiết thế mà tè ra quần, đám người nhà họ Triệu đều dùng mình một cái. Có thể khiến Triệu Văn Chiết người đứng đầu nhà họ Triệu tè ra quần thì chắc chắn không phải là một người bình thường, không lẽ là Vạn Tứ Hải người giàu nhất huyện Thiên Sơn. Tuy nhiên, Vạn Thiến vừa mở miệng đã xác nhận suy đoán của bọn họ. Vạn Thiến nhìn Vạn Tứ Hải hào hứng nói, bó, sao bố lại tới đây? Bố nghe nói ân nhân của bố đang mời cơm thần y Liễu ở Tử Hiên Các, nên qua đây xem. Vạn Tứ Hải cưng chiêu cười nói. Nghe thấy Vạn Thiến gọi Vạn Tứ Hải là bố, đám người nhà họ Triệu đều bị sốc. Chẳng lẽ phế vật Dương Tiêu một người ở rẻ thực sự quen biết Vạn Tứ Hải? Ngay sau đó Vạn Tứ Hải nhìn về phía Dương Tiêu, ân nhân, tôi tùy tiện đến thăm cậu, không quấy rầy cậu chứ? Không sao, Dương Tiêu cười nhẹ. Vạn Tứ Hải tiếp tục nói, ân nhân, khó có được thần y Liễu đến huyện Thiên Sơn, hay chúng ta đổi đến phòng Đề Vương đi. Chuyện này, Dương Tiêu nhìn Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết còn chưa kịp trả lời, Triệu Cầm đã như uống phải thuốc kích thích nói, được, được chứ. Ông chủ Vạn, tôi là mẹ vợ của Dương Tiêu, tôi đồng ý thay nó. Triệu Cầm biết Tử Hiên Các là chỗ ăn cơm lớn nhất ở huyện Thiên Sơn, mà phòng Đế Vương là chỗ tôn quý nhất Tử Hiên Các, nghe nói một bữa ăn trong phòng Đế Vương tốn ít nhất hơn 10 vạn. Đường Mộc Tuyết cười khổ, Dương Tiêu đứng dậy nói, thần y Liễu, chúng ta đổi sang phòng khác nhé. Cũng được, thần y Liễu không từ chối. Thần y Liễu cũng coi như đã biết vẻ mặt xấu của đám người nhà họ Triệu, ông ấy thật sự không thích ăn chung với đám người hợm hĩnh nhà họ Triệu này. Đường Mộc Tuyết đứng dậy nói với Triệu Thiết Căn, ông ngoại, chúng ta tới phòng Đề Vương đi. Được được được, Triệu Thiết Căn phấn khích gật đầu. Đối với Triệu Thiết Căn mà nói, chỉ cần thế hệ sau của mình có triển vọng, mặc kệ là ai cũng là chuyện đáng vui vẻ. Hơn nữa, Vạn Tứ Hải là người giàu nhất huyện Thiên Sơn, cả đời ông ta chưa từng tiếp xúc với một ông lớn như vậy. Bây giờ để ông ta cùng ăn với Vạn Tứ Hải đã khiến một người cả đời làm nông dân như Triệu Thiết Căn vừa mừng vừa lo sợ. Theo sau Vạn Tứ Hải, 5 người bao gồm Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết, Triệu Cầm, Liễu Giang Hà, Triệu Thiết Căn rời khỏi phòng tướng tương. Trước khi đi, Vạn Thiến nhìn Triệu Văn Chiết đang vô cùng sững sờ, chán ghét nói, sau này đừng để tôi gặp lại anh, nếu không, gặp lần nào đánh lần đó. Nếu hôm nay không phải đánh trước mặt anh Dương, thì ít nhất tôi sẽ khiến nửa đời còn lại anh nằm trên giường bệnh. Vạn Thiến rất kiêu ngạo, Triệu Văn Chiết dám lấy tên của cô ta ra nói lung tung. Điều này khiến Vạn Thiến vô cùng ghê tởm anh ta. Vâng vâng vâng, mặt mũi Triệu Văn Chiết tái nhợt không một chút máu vội vàng gật đầu như gà mỏ thóc. Triệu Văn Chiết biết, sau này ở huyện Thiên Sơn anh ta sẽ phải cụp đuôi học cách làm người, nếu không bị Vạn Thiến biết được, chắc chắn Vạn Tứ sẽ khiến anh ta ăn không hết sách mang đi. Sau khi Vạn Thiến rời đi, cả đám người trong phòng tướng tương đều ngắn ra. Tôn Phú Quý và Triệu Liên nhìn nhau, đám người nhà họ Triệu đều thất kinh. Triệu Liên không tin nói, làm sao thằng phế vật Dương Tiêu này lại có thể quen biết một ông lớn như Vạn Tứ Hải. Không biết, tên này thực sự vô dụng sao? Ánh mắt Tôn Phú Quý dần trở nên đờ đẫn. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phế vật chồng của Đường Mộc Tuyết lại khác với trong lời đồn? Trong phút chốc, trong lòng đám người nhà họ Triệu đều dấy lên sóng gió, tam quan đều bị sụp đỏ. Nhiều người đỏ mặt,
lúc đầu còn tưởng là Dương Tiêu đang khoe khoang, nhưng không ngờ cuối cùng lại chính là Triệu Văn Chiết khoe khoang. Khi Dương Tiêu và những người khác rời đi, ánh mắt của người nhà họ Triệu nhìn Triệu Văn Chiết cực kỳ khinh thường. Cảm nhận được sự khinh thường trong mắt bọn họ, Triệu Văn Chiết căm hận nghiền răng nghiền lợi, anh ta biết lần này anh ta hoàn toàn thân bại danh liệt trước mặt người nhà họ Triệu mẹ kiếp. Triệu Văn Chiết không cam lòng hét lên. Anh ta biết rất rõ ràng, sau này muốn ngẩng đầu lên tiếp trước mặt đám người họ Triệu này sẽ không dễ dàng gì. Vốn trong nhân mạch nhà họ Triệu anh ta là người có triển vọng nhất, nhưng hiện tại lại bị lu mờ, tất cả đều do Dương Tiêu ban tặng. Hơn thế nữa, anh ta còn bị Vạn Thiến ghim, không ngờ Vạn Thiến đã tát mình một cái rất mạnh, ánh mắt của Triệu Văn Chiết bỗng trở nên đỏ ngầu. Dương Tiêu, tao sẽ không buông tha cho mày. Một thằng phế vật như mày có tư cách gì mà đấu với tao? Con mẹ nó, mày khiến tao sống không tốt, tao con mẹ nó cũng sẽ không để mày sống tốt. Trong mắt Triệu Văn Chiết lóe lên tia sát khí. Triệu Văn Chiết đứng dậy, rời khỏi Tử Hiên Các, lái chiếc Audi A6L của mình đến khu vực xám của huyện Thiên Sơn. Không lâu sau, dưới sự hướng dẫn của một người, Triệu Văn Chiết nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ có râu quai nón. Hóa ra là ông chủ Triệu. Không biết lần này ông chủ Triệu tới đây có chuyện gì cần làm. Người đàn ông vạm vỡ có râu quai nón nhận ra Triệu Văn Chiết trong nháy mắt. Trong huyện Thiên Sơn tuyến 18, ít nhiều gì Triệu Văn Chiết cũng là một nhân vật nào đó. Nhìn tên đàn ông vạm vỡ có râu quai nón, Triệu Văn Chiết hung ác nói, anh Quân, tôi muốn anh giúp tôi giết một người. Ồ hai, giết người, vẻ mặt tên đàn ông vạm vỡ có râu quai nón đột nhiên trở nên nghiêm túc. Như đã biết, người đàn ông vạm vỡ tên Trương Quân, là một nhân vật có tiếng trong khu vực xám của huyện Thiên Sơn. Triệu Văn Chiết trực tiếp duỗi ra ba ngón tay, anh Quân, đều là người lăn lộn ở huyện Thiên Sơn, tôi hiểu rõ giá cả thị trường, bình thường giết một người là 20 vạn, lần này tôi cho anh 30 vạn. 30 vạn, người này có lai lịch là gì? Trương Quân đột nhiên có hứng thú. Suy cho cùng, huyện Thiên Sơn không phải là thành phố Trung Nguyên, ở nơi như vậy giết một người rồi đào hố chôn là xong. 20 vạn là số tiền không nhỏ. Để ngăn Trương Quân không ra tay, Triệu Văn Chiết không đề cập đến việc Dương Tiêu quen biết Vạn Tứ Hải. Trương Quân lăn lộn trên giang hồ, anh ta có thể cảm giác được Dương Tiêu không phải quả hồng mềm, nếu không với giao thiệp của Triệu Văn Chiết đã đủ đối phó. Trương Quân duỗi ra bốn ngón tay, giá quá thấp, 40 vạn, nếu cậu muốn làm thì bây giờ tôi sẽ bố trí nhân lực. 40 vạn, vẻ mặt Triệu Văn Chiết thay đổi sau khi nghe lời này. 40 vạn đủ để giết hai người ở huyện Thiên Sơn, Trương Quân này rõ ràng là ra điều kiện cao. Nghĩ đến vì Dương Tiêu mà mình đã chịu quá nhiều sỉ nhục, Triệu Văn Chiết nghiền răng, được. 40 vạn thì 40 vạn, tôi hy vọng chuyện này làm không chê vào đâu được, không tra ra được. Trương Quân tôi làm việc thì không cần phải lo, Trương Quân hài hước nói. Trả tiền đặt cọc xong, gương mặt Triệu Văn Chiết hiện lên vẻ tàn độc, Dương Tiêu chết tiệt, dám làm tao xấu hổ. Tao con mẹ nó muốn mày chết không có chỗ chôn. Dương Tiêu không hề biết một cơn khủng hoảng vô hình lặng lẽ ập đến. Liễu Giang Hà là một bác sĩ thiên tài, mà Vạn Tứ Hải là doanh nhân giàu có nhất ở tỉnh Hà Nam ngoại trừ thành phố Trung Nguyên, trước đây bọn họ đã từng gặp nhau. Bữa tối nhìn chung rất hài hòa, chủ yếu là do việc Triệu Cầm nịnh nọt Vạn Tứ Hải khiến bầu không khí có chút mất tự nhiên. Ông Triệu, Triệu Thiết Căn không khỏi nở nụ cười, trong lòng thầm thở dài. Cháu gái Đường Mộc Tuyết thật sự tìm được một người chồng tốt. Sau bữa tối, Liễu Giang Hà chào Dương Tiêu, bảo tài xế lái xe đưa mình về thành phố Trung Nguyên. Cha con Vạn Tứ Hải, Vạn Thiến cũng rất biết điều rời đi. Triệu Cầm nghi ngờ nhìn Dương Tiêu, một thằng phế vật như cậu làm sao lại quen biết một ông lớn như Vạn Tứ Hải. Lúc trước Vạn Tứ Hải gặp rắc rồi, con giúp ông ấy giải quyết rắc rối. Dương Tiêu không kể chi tiết nói sự thật. Khi Triệu Cầm nghe vậy, bà ta khá hối hận nói, một ông lớn như Vạn Tứ Hải, rõ ràng là lần này đang trả ơn cho cậu. Sau này muốn nịnh bợ người ta sẽ không dễ dàng gì, nhưng không biết phế vật cậu đạp phải vận cứt chó gì, vậy mà giúp được Vạn Tứ Hải. Trong lòng của Triệu Cầm, Dương Tiêu là người vô dụng, mà sự nhiệt tình này của anh rất đáng được ghi nhận. 5 năm trước, khi Dương Tiêu đang trong cơn tuyệt vọng, anh đã giúp đỡ ông cụ Đường đột nhiên bị ngất xỉu, khi ông cụ Đường thấy Dương Tiêu tốt bụng và đầy chính nghĩa. Ông đã hứa hôn Đường Mộc Tuyết cho Dương Tiêu. Tuy nhiên, nhiệt tình thì có ích gì? Trong mắt Triệu Cầm, Dương Tiêu vẫn là một cái phôi thô kệch không thể lên bàn. Dương Tiêu không nói, cũng không thể nói rõ ràng cho Triệu Cầm biết mi quan hệ của anh với Vạn Tứ Hải. Nếu không,
Một khi Triệu Cầm hiểu ra mọi chuyện, không biết Triệu Cầm sẽ khoe khoang ra sao trước mặt người nhà họ Triệu. Mục Tuyết, em về khách sạn nghỉ ngơi đi, anh sẽ đến thay ca cho bó. Dương Tiêu nhẹ nhàng nói. Đêm qua đường Mục Tuyết trông cả đêm, sáng sớm ngủ mấy giờ, bây giờ rất buồn ngủ, cô cũng không có từ chối, Dương Tiêu đến trông bà ngoại đường Mục Tuyết cũng yên tâm. Dương Tiêu nhanh chóng đến phòng chăm sóc đặc biệt, nói với Đường Kiến Quốc, bố, bố đi ăn cơm đi, sau khi ăn cơm xong thì trở về nghỉ ngơi, buổi chiều để con trông bà ngoại là được. Hừ, cậu còn biết tới, Đường Kiến Quốc lập tức đứng dậy rời đi. Nếu không phải Đường Mộc Tuyết kiên quyết để Dương Tiêu đến Tử Hiên Các, thì ông ta sẽ không bao giờ ở đây trông bà Triệu. Dương Tiêu còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, thì Tôn Bằng vội vàng chạy đến trước mặt Dương Tiêu, anh. Anh rẻ. Có chuyện gì? Nhìn thấy Tôn Bằng đến, Dương Tiêu cau mày. Lần trước khi gia đình Triệu Liên đến thành phố Trung Nguyên, bọn họ đã cho Dương Tiêu ấn tượng ác cảm, đặc biệt là Tôn Bằng này, nếu không phải lúc đó đã đánh cậu ta trong phòng giam, e rằng Tôn Bằng vẫn sẽ vênh váo tự, đắc, không hề để mình vào trong mắt. Sau khi bị Dương Tiêu dạy dỗ một trận, hiển nhiên Tôn Bằng đã thành thật hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn Dương Tiêu đầy vẻ sợ hãi. Tôn Bằng cảnh giác nhìn Dương Tiêu nói, anh rẻ. Chị Mộc Tuyết bị người ta bắt đi rồi. Cái gì? Mộc Tuyết bị bắt, xảy ra chuyện gì? Dương Tiêu đột nhiên trở nên không bình tĩnh được. Anh vừa mới tách ra khỏi đường Mộc Tuyết, trong nháy mắt đường Mộc Tuyết đã bị bắt, điều này khiến trong lòng Dương Tiêu trong phút chốc căng thẳng. Tôn Bằng vội vàng nói, tôi cũng không biết cụ thể là xảy ra chuyện gì. Vừa rồi chúng tôi vừa về đến cửa khách sạn, đột nhiên một chiếc xe van lao ra ở lối vào khách sạn, hai người đàn ông đeo mặt nạ trực tiếp bắt chị Mộc Tuyết lên xe. Cậu chắc chứ? Dương Tiêu nắm chặt tay, trầm giọng nói. Tôn Bằng đâu dám nhìn thẳng vào mắt Dương Tiêu, cậu ta sợ hãi gật đầu. Thấy Tôn Bằng hoàn toàn không có ý nói đùa, Dương Tiêu vỗ Tôn Bằng coi như còn có chút lương tâm, tôi giao bà ngoại cho cậu. Vừa dứt lời, Dương Tiêu không chút do dự đã lao ra khỏi bệnh viện về khách sạn. Lập tức kiểm tra camera giám sát cho tôi, tốc độ nhanh lên. Dương Tiêu nói với nhân viên lễ tân. Nhân viên ở quê lễ tân bị Dương Tiếu làm cho sửng sốt, anh này, anh kiểm tra camera giám sát làm gì? Vợ tôi bị bắt ở ngay cửa khách sạn của các người còn không nhận ra sao? Trong mắt Dương Tiêu hiện lên một vệt đỏ ngầu. Nhận thấy Dương Tiêu không phải đang nói đùa, nhân viên lễ tân vội phối hợp với Dương Tiêu gọi điện thoại đến phòng camera giám sát. Việc kiểm tra camera giám sát nhanh chóng được tra ra, nhưng biển số của chiếc xe được dán bằng hai cuộn giấy vệ sinh lớn. Hoàn toàn không thể nhìn thấy biển số xe. Khốn khiếp, sắc mặt Dương Tiêu lập tức như mây mù bao phủ. Dương Tiêu lập tức liên lạc với Vạn Tứ Hải, ông Vạn, Mộc Tuyết bị bắt ở ngay cửa khách sạn, là một chiếc xe có dán hai cuộc giấy vệ sinh trên biển số xe, không thể nhìn thấy biển số xe. Cái gì, lại có người dám bắt cóc cô đường, thật sự chán sống mà. Ân nhân đừng hoảng, tôi lập tức huy động mọi mối liên hệ. Vạn Tứ Hải tức giận nói. Xét cho cùng. Huyện Thiên Sơn là địa bàn của Vạn Tứ Hải, lúc này tìm Vạn Tứ Hải sẽ tốt hơn là gọi cảnh sát. Dương Tiêu là ân nhân của Vạn Tứ Hải, bây giờ đường Mộc Tuyết bị bắt, vẻ mặt của Vạn Tứ Hải âm trầm như nước. Xét cho cùng, huyện Thiên Sơn là địa bàn của ông ta, nếu đường Mộc Tuyết xảy ra chuyện gì ở huyện Thiên Sơn, đây không phải là tát vào mặt ông ta sao? Gọi cho Vạn Tứ Hải xong, trực giác của Dương Tiêu cho biết, chuyện này hơn một nửa do Triệu Văn Chiết làm. Bởi vì mình mà lần này Triệu Văn Chiết rất xấu hổ trước mặt người nhà họ Triệu, nếu Triệu Văn Chiết nghĩ cực đoan, có lẽ anh ta sẽ giết đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu nhanh chóng hỏi số điện thoại của Triệu Văn Chiết, gọi cho Triệu Văn Chiết. Triệu Văn Chiết nghe điện thoại, nghe thấy giọng nói của Dương Tiêu, anh ta không khỏi chế nhạo, Dương Tiêu, đường Mộc Tuyết ở trong tay tôi. Nếu cậu không muốn đường Mộc Tuyết xảy ra chuyện, thì nhanh chóng đến KTV Mạch Lãng, còn nữa, chuyện này không được cho người nhà họ Triệu biết. Không được báo cảnh sát, không được đả động đến Vạn Tứ Hải, nếu không đường Mộc Tuyết sẽ chết chắc. Triệu Văn Chiết, tôi hứa với anh, tôi hy vọng anh có thể chắc chắn Mộc Tuyết bình an vô sự trước khi tôi đến. Dương Tiêu nghiêm nghị nói. Triệu Văn Chiết trêu chọc nói, yên tâm, mục đích của tôi là cậu không phải là đường Mộc Tuyết. Vừa nãy Triệu Văn Chiết dẫn người đến khách sạn bắt Dương Tiêu, nhưng không ngờ Dương Tiêu lại đến bệnh viện đổi ca với đường Kiến Quốc. Kết quả là Triệu Văn Chiết tương kế tựu kế bắt đường Mộc Tuyết. Chỉ cần bắt được đường Mộc Tuyết, anh ta không tin Dương Tiêu sẽ không tới. Được, tôi sẽ đến ngay, vẻ mặt Dương Tiêu u ám, như có thể vắt ra nước. Cúp máy xong,
Dương Tiêu lập tức liên lạc với Vạn Tứ Hải, KTV Mạch Lãng có lai lịch gì? Mộc Tuyết bị bắt tới KTV Mạch Lãng. Cái gì, KTV Mạch Lãng? Đây hình như là địa bàn của Trương Quân. Trương Quân là một nhân vật không tồi trong khu vực xám của huyện Thiên Sơn. Vạn Tứ Hải nói đúng sự thật. Dương Tiêu nói, được, tôi biết rồi, tôi tới đó trước. Ân nhân cẩn thận, tôi sẽ đưa người đến ngay. Vạn Tứ Hải lập tức huy động nhân lực đi tiếp viện. Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, Dương Tiêu cần phải hiểu sơ qua tình hình, như vậy mới thuận lợi cứu Đường Mộc Tuyết. Đường Kiến Quốc đã lái Maserati đi, Dương Tiêu chỉ có thể lựa chọn gọi một chiếc taxi, lên xe Dương Tiêu trực tiếp ném ra 200 tệ, bác tài, đi KTV Mạch Lãng. Vâng, ngồi vững, nhìn thấy Dương Tiêu đưa 200 tệ, tài xế taxi nhanh chóng nhấn ga, chiếc taxi phóng đi nhanh như chớp. Đường Mộc Tuyết bị trói ở trên xe, trên miệng thơm bị quấn khăn trắng, tức giận nhìn chằm chằm Triệu Văn Chiết. Triệu Văn Chiết nhìn chằm chằm Đường Mộc Tuyết ác độc nói, em gái Mộc Tuyết, đừng trách tôi độc ác, là Dương Tiêu tự mình tìm chết, cô yên tâm, tôi sẽ không thương tổn cô. Nghĩ đến những cảnh tượng trong phòng tướng tương ở Tử Hiên Các, vẻ mặt Triệu Văn Chiết tràn đầy oán hận. Lúc này, ánh mắt Triệu Văn Chiết hiện lên sát ý bốn phía, anh ta nóng lòng muốn giết chết Dương Tiêu ngay lập tức. Nước mắt lo lắng của Đường Mộc Tuyết suýt nữa rơi xuống, cô thật sự không ngờ Triệu Văn Chiết lại điên cuồng như vậy, muốn giết Dương Tiêu. Giờ phút này, Đường Mộc Tuyết không ngừng cầu nguyện trong lòng, cầu mong Dương Tiêu đừng bao giờ qua. Ngay cả khi cô bị giết, cô cũng không muốn Dương Tiêu phải chịu bất kỳ tổn hại nào. Cô biết Dương Tiêu đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, nhưng đối phương có rất nhiều người, cô sợ Dương Tiêu sẽ không chống lại được. Em gái Mộc Tuyết, hợp tác chút tránh khỏi đau da thịt. Khi Đường Mộc Tuyết không ngừng giãy giụa, Triệu Văn Chiết trêu chọc nói. KTV Mạch Lãng là địa bàn của Trương Quân, nhìn thấy Triệu Văn Chiết đưa một người đẹp như vậy trở về, sắc mặt Trương Quân đột nhiên nổi lên vẻ bị ông chủ Triệu cô gái này không tệ. Giết được thằng nhóc kia chưa? Anh Quân, thằng nhóc đó đang trên đường đến. Triệu Văn Chiết thành thật nói. Nhìn chằm chằm thân thể lồi lõm của Đường Mộc Tuyết, Trương Quân không khỏi cảm thấy khô khốc, đây là lần đầu tiên anh ta gặp một người phụ nữ xinh đẹp như Đường Mộc Tuyết. Những người phụ nữ chơi trước kia, đứng trước mặt Đường Mộc Tuyết đơn giản là thô tục, không đáng nói. Trương Quân chỉ vào Đường Mộc Tuyết trêu chọc chơi, cô em này là. Anh Quân, đây là em gái trong nhà tôi, là vợ của thằng nhóc chết tiệt kia. Triệu Văn Chiết nói ra thân phận của Đường Mộc Tuyết. Nghe vậy, Trương Quân cười xấu xa, thì ra là vợ của thằng nhóc đó. Cô em, cô sẽ sớm quá chồng, hay là đi theo anh đây? Sau đó, Trương Quân xoa tay chạm vào cơ thể Đường Mộc Tuyết. Nhìn thấy Trương Quân cử động tay chân, gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết lộ ra vẻ hoảng sợ, cô loạng choạng lùi lại theo bản năng. Yo, có cá tính, chờ ông đây đè cô em dưới thân, xem cô em hấp dẫn như nào. Trương Quân le lưỡi, hưng phấn nói. Vừa nói xong, Trương Quân lại bắt lấy Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết lảo đảo lui về phía sau giống như một con chim cúi đầu sợ hãi, cô lui về phía bức tường. Hoàn toàn không thể lui tiếp nữa. Cô là một người phụ nữ thời thượng, thân thể trong sạch, trong lòng Đường Mộc Tuyết chỉ có Dương Tiêu, cô chỉ muốn giao toàn thân cho Dương Tiêu, sao có thể để cho người đàn ông khác làm bản cô. Nhìn thấy dáng vẻ mê gái của Trương Quân, Triệu Văn Chiết vội vàng ngăn Trương Quân lại, anh Quân, anh Quân, anh bình tĩnh chút, cô ta là em gái trong nhà tôi, anh làm như vậy không hay lắm đâu. Không hay, ông chủ Triệu, chuyện này thì có gì mà không hay. Cô ta sắp quá chồng, tôi giải quyết vấn đề độc thân của cô ta không phải là chuyện tốt sao? Ánh mắt Trương Quân không ngừng đảo qua thân thể yêu kiều của Đường Mộc Tuyết. Nhận ra Trương Quân không phải đang nói đùa với mình, Triệu Văn Chiết hoàn toàn hoảng loạn. Anh ta chỉ muốn dùng Đường Mộc Tuyết để dụ dỗ Dương Tiêu, nhưng anh ta không có ý làm tổn thương Đường Mộc Tuyết. Hơn nữa, anh ta nghe nói Trương Quân này thích tra tấn phụ nữ, nếu Đường Mộc Tuyết rơi vào tay Trương Quân, hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng. Triệu Văn Chiết cố nặn ra một nụ cười, anh Quân, đừng làm loạn, thế này đi, hay tôi lại cho anh Quân thêm 2 vạn, anh Quân chăm sóc sức khỏe, thấy sao? 2 vạn cũng không ít, đủ để tìm một cô gái đẹp chơi trong vài ngày. Ông chủ Triệu, ý anh là sao? Anh trông tôi thiếu 2 vạn này. Hơn nữa, những phụ nữ bán thịt kia có thể so với người đẹp trước mắt này. Đầu óc Trương Quân đã ma quái. Đường Mộc Tuyệt là người phụ nữ đẹp nhất mà anh ta từng thấy. Loại phụ nữ này quá mức lay động lòng người. Triệu Văn Chiết căng ra đầu,
lúc này anh ta có chút hối hận đã đưa Đường Mộc Tuyết đến KTV Mạch Lãng, thực lực của Trương Quân này không yếu, nhưng danh tiếng thực sự không tốt. Đường Mộc Tuyết đẹp như vậy, nếu không phải có quan hệ huyết thống, anh ta cũng sẽ tim đập thình thịch, huống chỉ là Trương Quân. Đưa Đường Mộc Tuyết đến đây không khác gì đưa dê vào miệng cọp. Triệu Văn Chiết ngăn Trương Quân lại, lần nữa cố gượng cười, anh Quân, đều là người của mình, đừng như thế này, tôi có thể cho anh thêm 10 vạn nữa được không? 10 vạn, ông chủ Triệu, một đêm xuân đáng giá 1000 vạn, 10 vạn thì đáng giá bao nhiêu? Trương Quân hoàn toàn chuyển ý nghĩ xấu về phía Đường Mộc Tuyết. Nếu hôm nay không chinh phục được Đường Mộc Tuyết, anh ta sẽ không bỏ cuộc. Triệu Văn Chiết hoàn toàn hoảng sợ, anh ta lại nói, anh Quân, cho tôi mặt mũi, chờ thằng nhóc đó bị làm thịt, tôi đưa anh Quân đến một địa điểm ăn chơi sang trọng nhất huyện Thiên Sơn, anh thấy sao? Ha, Triệu Văn Chiết, tôi con mẹ nó cho cậu mặt mũi hả? Nhìn thấy Triệu Văn Chiết ngăn cản nhiều lần, Trương Quân hoàn toàn tức giận. Triệu Văn Chiết sợ hãi rụt đầu lại, anh Quân, tránh ra. Nếu lại không tránh thì đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Vẻ mặt của Trương Quân trở nên lạnh lùng. Triệu Văn Chiết chỉ muốn giết Dương Tiêu, không muốn liên lụy đến Đường Mộc Tuyết. Anh ta nghiền răng nghiền lợi nói, anh Quân, tôi cho anh 20 thì sao? 20 vạn, tôi con mẹ nó thiền cậu. Tôi bảo cậu tránh ra, cậu không nghe thấy hả? Trương Quân tức giận, hung hăng đá vào bụng Triệu Văn Chiết. Triệu Văn Chiết không ngờ Trương Quân sẽ ra tay với mình. Triệu Văn Chiết mất cảnh giác bị Trương Quân đá ngã xuống. Lúc này, Trương Quân lạnh lùng nhìn Triệu Văn Chiết. Triệu Văn Chiết, cậu đừng không biết xấu hổ, nói cho cậu biết, tôi nhìn chúng cô em này, tôi không quan tâm cô em này là ai, hôm nay tôi sẽ ngủ với cô ta. Anh Quân, đừng như thế này. Sắc mặt Triệu Văn Chiết trắng bệch nói. Trương Quân mất kiên nhẫn xua tay nói, trông thằng nhóc này kỹ cho tôi. Triệu Văn Chiết, tôi hứa giúp cậu giết một người thì sẽ giúp cậu giết một người. Nhưng chuyện này cậu không quản được. Người đâu, đưa cô em này đến phòng của tôi. Vâng, anh Quân, nhóm đàn em đồng thanh đáp lại. Đường Mộc Tuyết đau khổ giãy giụa, cô nào có thể là đối thủ của nhóm đàn ông này. Không lâu sau, Đường Mộc Tuyết bị đưa đến phòng của Trương Quân. Ruột gan Triệu Văn Chiết đều hối hận, nếu anh ta biết trước sẽ có chuyện này, thì anh ta sẽ không bao giờ đem Đường Mộc Tuyết đến một nơi như thế này. Kít, cùng lúc đó, Dương Tiêu từ trên taxi bước xuống. Sau khi xuống xe, Dương Tiêu lao thẳng vào KTV Mạch Lãng, một người đàn ông trung niên mặc vest và giày da nhìn Dương Tiêu, vị tiên sinh này cần một phòng riêng không? Chỗ chúng tôi có công chúa hát cùng, 100 tệ một giờ. Triệu Văn Chiết ở đâu? Trương Quân ở đâu? Vẻ mặt của Dương Tiêu âm trầm như nước. Cảm nhận được toàn thân Dương Tiêu toát ra một loại hơi thở quỷ dị, sắc mặt người trung niên thay đổi lớn, nhãi danh, cậu đến đây gây chuyện hả? Xin lỗi, em gái Mộc Tuyết. Là tôi đã hại cô. Vẻ mặt Triệu Văn Chiết hồi hận. Bụp bụp bụp, khi Triệu Văn Chiết đang ăn năn, nhóm đàn em của Trương Quân đã bị đá liên tục. Hu hi, vào khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng Dương Tiêu xuất hiện trong tầm nhìn của Triệu Văn Chiết. Nhìn thấy Triệu Văn Chiết, Dương Tiêu trực tiếp túm lấy cổ áo Triệu Văn Chiết, vẻ mặt hung ác, Mộc Tuyết đâu? Hình như là ở tầng cao nhất, Triệu Văn Chiết run lên. Nghe vậy, Dương Tiêu buông Triệu Văn Chiết ra. Tốt nhất là anh nên cầu nguyện Mộc Tuyết không sao, nếu không, tôi sẽ khiến anh hối hận khi đến thế giới này. Lúc này, trong phòng trên tầng cao nhất vẻ mặt của Trương Quân tràn đầy vẻ thô tục, người đẹp nhỏ, đừng sợ. Anh đây sẽ khiến em sảng khoái. Chậc chậc. Nói xong, Trương Quân mê đắm vò tới chỗ Đường Mộc Tuyết. Nhìn móng vuốt của Trương Quân càng ngày càng gần mình, Đường Mộc Tuyết vô cùng hoảng sợ. Trong lòng cô chỉ có Dương Tiêu, nếu cô bị người khác khinh nhờn. Đường Mộc Tuyết thà lựa chọn cắn lưỡi tự tử. Nhìn chằm chằm Đường Mộc Tuyết, Trương Quân thấy miệng đắng lưỡi khô nói, hắc hắc. Người đẹp nhỏ, giãy giụa đi, dùng sức giãy giụa đi, nếu em giống con cừu nhỏ ngoan ngoãn, thì sẽ mất hết trò vui. Đối với một người đàn ông, nếu một người phụ nữ tùy ý cho anh ta hí hoáy trước mặt mình thì không khác gì chơi với một cái xác không hồn. Tuy nhiên, người phụ nữ càng vùng vẫy thì càng có thể kích thích nội tiết tố trong cơ thể nam giới. Phải thừa nhận rằng Đường Mộc Tuyết là người phụ nữ đẹp nhất mà Trương Quân từng thấy, không một ai khác. Đường Mộc Tuyết sợ hãi hai hàng lệ chảy xuống. Lúc này, cô mong mỏi Dương Tiêu ở bên cứu cô thoát khỏi biển khổ biết bao. Trương Quân cười xấu xa nói, chết dưới hoa mẫu đơn, cũng là một con quỷ phong lưu, người đẹp nhỏ, hôm nay anh đây sẽ yêu thương em hết mức. Sau khi lời nói đó rơi xuống,
cơ thể của Trương Quân đã cách Đường Mộc Tuyết gần trong gang tấc. Bang, ngay lúc bàn tay của Trương Quân sắp chạm vào Đường Mộc Tuyết, cửa phòng đột nhiên bị đá tung ra. Ngay sau đó bóng dáng của Dương Tiêu xông vào trong phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Dương Tiêu tức giận nói, Trương Quân, anh tìm chết. Đường Mộc Tuyết là vảy ngược lớn nhát của Dương Tiêu, nhìn thấy Trương Quân này dám có ý nghĩ xấu xa với Đường Mộc Tuyết, điều này đã hoàn toàn chọc giận Dương Tiêu. Người nào, khi nghe thấy tiếng cửa bị đá mở ra, còn có người đang gọi tên mình, Trương Quân nhanh chóng quay lại. Ngay lúc Trương Quân quay lại, chân phải của Dương Tiêu đạp vào ngực Trương Quân nhanh như chóp. Sức lực Dương Tiêu đã khôi phục một chút, Trương Quân bị Dương Tiêu đá trúng, thân thể Trương Quân bị đá như bắn đạn đại bác hung hăng đập vào tường. Trương Quân ngã xuống khí huyết trong người cuồn cuộn, với một tiếng phụt, Trương Quân nôn ra một ngụm máu. Dương Tiêu đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, một cú này đạp xuống, Trương Quân nào có thể chịu đựng được. Nhìn chằm chằm bóng người trước mặt, khóe mắt Đường Mộc Tuyết ươn ướt, cô biết Dương Tiêu nhất định sẽ đến cứu cô biết người đàn ông trước mặt này chưa bao giờ làm cô thất vọng. Dương Tiêu bước đến trước mặt Đường Mộc Tuyết, kéo miếng khăn trắng trong miệng Đường Mộc Tuyết ra, quan tâm hỏi, Mộc Tuyết, em không sao chứ? Mẹ kiếp, dám phá hỏng việc tốt của tôi, rác rưởi, cậu tìm chết. Trương Quân là người luyện võ, anh ta ôm ngực rút dao từ góc khuất trong phòng ra chém thẳng vào người Dương Tiêu. Vẻ mặt Đường Mộc Tuyết trắng bệch, vội vàng nói, Dương Tiêu mau tránh ra. Hừ, hai mắt Dương Tiêu lóe lên tia sáng lạnh, chân phải như hóa thành bóng mờ, một cú đá lên không, đá trúng vào cổ tay Trương Quân. Trương Quân bị đau, tất nhiên con dao trong tay anh ta rơi xuống, Dương Tiêu không hề rút chân của mình lại, đá vào ngực của Trương Quân một lần nữa. Dương Tiêu di chuyển cực nhanh, có sức mạnh rất lớn, Trương Quân hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Tiêu, lại bị Dương Tiêu hất tung lên không trung. Trương Quân ngã xuống, nhận ra đối phương là một nhân vật tàn nhẫn, anh ta không chút do dự từ trên mặt sàn bò dậy, nhanh chóng chồn xuống lầu. Dương Tiêu không đuổi theo Trương Quân mà giúp Đường Mộc Tuyết cởi bỏ sợi dây trên người cô. Mộc Tuyết, trên người em có vết thương nào không? Dương Tiêu quan tâm hỏi. Đường Mộc Tuyết bị bắt. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Tiêu, nhìn vẻ hoảng sợ trên gương mặt Đường Mộc Tuyết vẫn chưa biến mất, khiến Dương Tiêu cảm thấy như dao cắt. Cũng may là anh đến kịp, nếu không Đường Mộc thật sự sẽ bị tên khốn Trương Quân khinh nhờn. Kể từ sau sự việc Vương Thiên Long, Dương Tiêu cực kỳ nhạy cảm với những chuyện như vậy, kẻ nào dám có ý đồ với Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu thầm thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ dễ dàng cho người đó. Em không sao, Dương Tiêu, sao anh lại đến đây? Đường Mộc Tuyết cảm động nhào vào trong vòng tay của Dương Tiêu. Dương Tiêu bình tĩnh nói, Tôn Bằng nói với anh, cậu ta nhìn thấy em bị bắt ở cửa khách sạn, cậu ta đã kịp thời báo cho anh lập tức nghĩ đến Triệu Văn Chiết, không ngờ thật sự là Triệu Văn Chiết làm. Mộc Tuyết đừng sợ, có anh ở, không ai có thể làm tổn thương y mồ. Vâng vâng, Đường Mộc Tuyết như được đại xá. Cảm nhận được nhiệt độ trên người của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết biết chỉ cần người đàn ông này ở đó, tất cả mưa gió cũng đều không phải là trở ngại. Bị Dương Tiêu đánh, Trương Quân lộn nhào trốn xuống dưới lầu. Từ cuộc đối đầu ngắn ngủi, Trương Quân biết rằng người vừa rồi không phải người bình thường, với kỹ năng công phu mèo cào của mình, đừng nói là hạ gục đối thủ, sợ rằng chưa đụng tới góc quần áo của người ta mạng nhỏ này của anh ta cũng đã mất. Anh Quân, Triệu Văn Chiết hoảng sợ kêu lên khi nhìn thấy Trương Quân đang chạy trốn từ trên lầu xuống với vẻ mặt hoảng sợ. Anh ta biết thân thủ của Trương Quân rất điêu luyện, ba, năm người đàn ông lực lưỡng không phải là đối thủ của Trương Quân. Điều mà anh ta không ngờ là Dương Tiêu đã thực sự đánh bại được Trương Quân. Nhìn chằm chằm Triệu Văn Trác, Trương Quân tức giận, anh ta đá Triệu Văn Chiết tức giận nói, con mẹ nó rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Thằng nhãi kia có lai lịch gì? Tôi không biết, Triệu Văn Chiết ngắn người. Triệu Văn Chiết thực sự không biết kỹ năng của Dương Tiêu. Nhìn thấy vẻ mặt ngây dại của Triệu Văn Chiết, Trương Quân lại đá Triệu Văn Chiết một cái, không biết. Tôi con mẹ cậu, Triệu Văn Chiết, tôi thấy con mẹ nó cậu đang cố ý lừa gạt tôi, ép tôi ra nông nỗi này, đợi lát nữa tôi sẽ dạy dỗ cậu ta, các anh em cầm vũ khí tập hợp lại. Vâng, anh Quân, nhóm đàn em của Trương Quân đồng thanh đáp. Không lâu sau, 20-30 tên đàn em của Trương Quân đều cầm dao khóa mắt lên trên lầu. Đường Mộc Tuyết ở trong phòng lo lắng nói, Dương Tiêu, hay là anh chạy trước đi. Bọn họ đông như vậy, anh cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Mộc Tuyết, em nói ngớ ngẩn gì vậy? Anh muốn mang em đi, hôm nay không ai ngăn cản được. Dương Tiêu trầm mặc nói.
Thấy Dương Tiêu quyết tâm, Đường Mộc Tuyết gật đầu. Dương Tiêu nhặt dao dưới sàn lên, bảo vệ Đường Mộc Tuyết ở phía sau, chậm rãi đi xuống lầu. Nhìn thấy hai người bọn họ xuống lầu, hai mắt Trương Quân gần như bùng cháy, anh ta lập tức phát tay. Đạp đạp đạp, nhóm đàn em của Trương Quân lập tức vây lấy Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, con dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, trong chốc lát nhiệt độ không khí như giảm xuống máy độ. Trương Quân lau vết máu nơi khóe miệng, trừng mắt nhìn Dương Tiêu, nhãi danh, rốt cuộc cậu là ai? Dám xâm phạm địa bàn của Trương Quân tôi, con mẹ nó cậu chán sống hả? Chuyện tốt bị người ta chen ngang, lại bị tên này đánh cho suýt mất mạng, lại còn trên địa bàn của mình khiến Trương Quân suýt nữa nổ tung. Cô ấy là vợ tôi, anh nói xem tôi là ai? Dương Tiêu lạnh lùng nói. Nghe vậy, trong mắt Trương Quân hiện lên vẻ hung dữ, thì ra nhãi danh cậu chính là phế vật chồng của người đẹp này. Nhãi danh dám xuống tay với tôi, con mẹ nó cậu biết tôi là ai không? Tôi không quan tâm anh là ai, dám có ác ý với Mộc Tuyết, không khác gì phải chết. Trên người Dương Tiêu tràn đầy sát ý. Đường Mộc Tuyết là vảy ngược của anh, đụng tới Đường Mộc Tuyết là chạm vào điểm máu chốt của Dương Tiêu, ai đụng vào sẽ chết. Nghe thấy lời nói của Dương Tiêu, mặt mày Trương Quân nhăn nhó nói, tốt tốt tốt. Rác rưởi, giọng điệu khá lớn, lên, con mẹ nó lên hết cho tôi, chém thằng nhãi này thành từng mảnh, băm thịt nó cho tôi. Dám đắc tội tôi, hôm nay ngay cả ông trời tới cũng không cứu được cậu. Đã hiểu, anh Quân, đám đàn em mài dao nhìn chằm chằm Dương Tiêu, định động thủ. Thật sao, Trương Quân, dám ra tay với ân nhân, gan của cậu thật sự lớn. Ngay khi đàn em của Trương Quân chuẩn bị động thủ, một giọng nói như bị bóp nghẹt vang lên, Vạn Tứ Hải dẫn đầu một số lượng lớn nhân lực đến. Đạp đạp đạp, dưới cái nhìn của mọi người, hàng trăm bóng người lập tức tràn vào sảnh lớn, vây quanh tất cả mọi người từ bốn phía. Nhóm người này có thân hình cao lớn, tay cầm dao, lập tức trấn áp sự kiêu ngạo của nhóm Trương Quân. Xảy ra chuyện gì? Khi thấy bị bao vây, đám đàn em của Trương Quân đều kinh ngạc. Bị bao vây bởi một nhóm người tinh nhuệ, Trương Quân cũng choáng váng, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như bây giờ. Đặc biệt sau khi nhìn rõ người tới, Trương Quân như bị tia chớp đánh giữa trời quang, trừng mắt như sắp rơi ra ngoài, ông Vạn, sao ông lại đến đây? Trong toàn bộ huyện Thiên Sơn, ai mà không biết tên của Vạn Tứ Hải? Là người giàu nhất huyện Thiên Sơn. Vạn Tứ Hải là ông lớn trong hai giới Hắc Bạch, trong mắt Vạn Tứ Hải, anh ta còn không phải là một cái rắm. Ở huyện Thiên Sơn, chỉ cần đó là một xã hội hỗn hợp, điều quan trọng cần nhớ là ngay cả khi đắc tội các quan chức ở huyện Thiên Sơn, cũng không thể đắc tội Vạn Tứ Hải. Bởi vì Vạn Tứ Hải sở hữu quá nhiều lực lượng, bất cứ ai dám đắc tội Vạn Tứ Hải, chỉ cần một cậu nói của Vạn Tứ Hải đã có thể tru di cửu tộc người đó. Nếu tôi còn không tới, có phải các người sẽ ra tay với ân nhân của tôi đúng không? Trương Quân, gan cậu thật lớn, ngay cả ân nhân của Vạn Tứ Hải tôi mà cũng dám động, tôi thấy cậu đây là chê sống lâu. Vạn Tứ Hải chỉ muốn tát chết Trương Quân. Dương Tiêu là ân nhân của ông ta, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết xảy ra chuyện như vậy ngay trên địa bàn của ông ta, điều này khiến Vạn Tứ Hải thực sự tức giận. Cái gì, ân nhân của Vạn Tứ Hải? Thằng nhãi trước mặt này là ân nhân của Vạn Tứ Hải. Nghe đến đây, Trương Quân chỉ cảm thấy da đầu sắp nổ tung, dựng cả tóc gáy, hai chân run rẩy, sợ hãi suýt nằm liệt xuống. Anh ta đã biết quá rõ thực lực của Vạn Tứ Hải ở huyện Thiên Sơn như thế nào, nghĩ đến mình đã đắc tội đến ân nhân của Vạn Tứ Hải, điều này khiến linh hồn của Trương Quân rét run. Trương Quân tái mặt run rẩy nhìn Dương Tiêu, ông Vạn, thằng nhóc này là ân nhân của ông. Không phải ân nhân của tôi thì là ân nhân của cậu hả? Vạn Tứ Hải lạnh lùng nói. Một loại ép buộc uy nghiêm toát ta từ trên người Vạn Tứ Hải, đàn em của Trương Quân sợ hãi suýt tè ra quần. Vạn Tứ Hải liếc mắt nhìn đàn em của Trương Quân, lạnh lùng nói, sao? Các người còn dám vô lễ với ân nhân của tôi, chẳng lẽ muốn đi cùng tên này đến Tây Thiên? Cảm nhận được luồng hơi thở khổng lồ toát ra từ Vạn Tứ Hải, đàn em của Trương Quân không khỏi rùng mình. Bọn họ nhanh chóng ném con dao trên tay xuống, ôm đầu run lẫy bẩy ngồi chồm hồm xuống. Vào lúc này, đàn em của Trương Quân đã mắng qua một lượt tổ tiên 18 đời của Trương Quân. Dám đắc tội ân nhân của Vạn Tứ Hải, anh tự tìm chết thì đừng có liên lụy đến chúng tôi. Đàn em của Trương Quân như sắp khóc, bọn họ biết nếu Vạn Tứ Hải tức giận với bọn họ có thể sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ân nhân, cô Đường, hai người không sao chứ? Vạn Tứ Hải vội hỏi. Đường Mộc Tuyết chịu sợ hãi không nói, Dương Tiêu gật đầu nói,
ông đến kịp lúc, tôi và Mộc Tuyết không sao. May mà Vạn Tứ Hải đến kịp lúc, nếu không anh đã đại khai sát giới ngay trước mặt Đường Mộc Tuyết. Mặc dù đã nói với Đường Mộc Tuyết về thân phận quân nhân của mình, nhưng Dương Tiêu thực sự không muốn thể hiện bộ mặt đẫm máu của mình trước mặt Đường Mộc Tuyết. Suy cho cùng, ai cũng muốn thể hiện mặt tốt nhất với người mình yêu thương nhát. Xin lỗi ân nhân, tôi thật sự không biết Trương Quân này gan lớn dám động tay động chân với cô Đường, đây là do tôi thất trách. Vạn Tứ Hải xấu hổ nói. Dương Tiêu lắc đầu nói, chuyện này không liên quan gì đến ông, là người trong nội bộ nhà họ Triệu có ý đồ xấu. Nói xong, Dương Tiêu liếc nhìn Triệu Văn Chiết. Triệu Văn Chiết bị ánh mắt của Dương Tiêu dọa cho hoảng sợ, tim như treo ở cổ họng. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, Triệu Văn Chiết vội vàng nói. Giờ phút này, trong lòng Triệu Văn Chiết hối hận không thôi, anh ta không thành công hãm hại Dương Tiêu, còn đả động đến Vạn Tứ Hải, chuyện này thì hay rồi, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, mình sẽ phải đối mặt với nguy cơ giữa sự sống và cái chết. Sắc mặt Dương Tiêu lạnh đến mức có thể vắt ra nước, anh biết sai. Kể từ khi đến huyện Thiên Sơn, Triệu Văn Chiết không biết xấu hổ này đã nhiều lần nhận hết công lao về mình. Sau khi lời nói dối bị vạch trần, Triệu Văn Chiết này đã cấu kết với một nhân vật rong vùng xám của huyện Thiên Sơn tìm cách hãm hại anh, dẫn người chặn đường anh nhưng không thành, lại bắt Đường Mộc Tuyết trói lại. Nếu không phải anh đến ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì không biết Đường Mộc Tuyết sẽ phải chịu sự hành hạ vô nhân đạo như thế nào. Vì vậy, Dương Tiêu căm ghét Triệu Văn Chiết đến cực điểm. Tôi thực sự biết mình đã xêu Triệu Văn Chiết nuốt nước bọt một cách khó khăn. Bụp, khoảnh khắc tiếp theo, Dương Tiêu đạp lên ngực của Triệu Văn Triệt. Triệu Văn Chiết đâu có thể ngờ Dương Tiêu lại ra tay đột ngột, bị Dương Tiêu đá vào người, Triệu Văn Chiết không kịp cảnh giác ngã tại chỗ như chó gặm bùn. Đệch, cảm nhận được cơn đau nóng trong lồng ngực, Triệu Văn Chiết suýt nữa đã rơi nước mắt. Triệu Văn Chiết chưa kịp đứng dậy, Dương Tiêu lại đá Triệu Văn Chiết một cú nữa. Triệu Văn Chiết mất cảnh giác, cả người bị đá lăn liên tục trên sàn. Một cơn đau dữ dội truyền qua tứ chỉ của Triệu Văn Chiết, Triệu Văn Chiết đau gần như ngất đi. Đứng dậy, Dương Tiêu lạnh giọng nói. Triệu Văn Chiết sợ đến mức toàn thân giật mình, không dám chống lại mệnh lệnh của Dương Tiêu, nhịn đau mà đứng dậy. Bốp, trong nháy mắt Triệu Văn Chiết đứng dậy đó, Dương Tiêu đấm vào mặt của Triệu Văn Chiết. Bị đấm mạnh vào mặt, nước miếng của Triệu Văn Chiết bắn tung tóe, hai chiếc răng bên trong bị gãy. Triệu Văn Chiết hét lên như heo bị giết, lại ngã xuống. Giờ phút này, trong lòng Triệu Văn Chiết cảm thấy hồi hận vô hạn. Nếu biết Dương Tiêu hung tợn như vậy, có đánh chết anh ta cũng không dám khiêu khích Dương Tiêu. Anh ta hận mình quá hấp tấp, nếu không phải mình kiêu ngạo, anh ta sẽ không tìm Trương Quân, cũng sẽ không dẫn đến tình cảnh hiện tại. Trong suốt quá trình Vạn Tứ Hải tỏ ra thờ ơ, chuyện một nhân vật phản diện như Triệu Văn Trác chết cũng không phải là điều đáng tiếc. Ngay cả khi Dương Tiêu không dạy dỗ Triệu Văn Chiết, ông ta cũng sẽ ra tay dạy cho Triệu Văn Chiết một bài học xương máu. Nếu Triệu Văn Chiết này không phải họ hàng nhà họ Triệu, không phải họ hàng của Dương Tiêu, e rằng Vạn Tứ Hải sẽ trực tiếp tìm người chặt Triệu Văn Chiết rồi trực tiếp cho chó ăn. Nhìn chằm chằm dáng vẻ chật vật của Triệu Văn Chiết, gương mặt của Dương Tiêu lạnh cóng. Cũng may Đường Mộc Tuyết không sao, một khi Đường Mộc Tuyết gặp nạn, cho dù Triệu Văn Chiết có chết trăm lần cũng không đủ khiến Dương Tiêu chút giận. Tôi sai rồi. Tôi thật sự biết mình sai rồi. Cảm nhận được bên trong miệng đau nhói, Triệu Văn Chiết rơi lệ. Vảy ngược bị động đến, điều này hoàn toàn khiến Dương Tiêu tức giận. Trên tay Dương Tiêu cầm con dao chĩa vào đầu Triệu Văn Chiết. Triệu Văn Chiết, tôi chịu đựng anh hết lần này đến lần khác, không ngờ anh lại bắt cóc Mộc Tuyết, còn để Trương Quân khinh miệt Mộc Tuyết, anh, đáng chết. Vừa dứt lời, Dương Tiêu không hề do dự, con dao trên tay cứa vào đầu Triệu Văn Chiết. Đừng, nhìn chăm chăm vào con dao sắp rơi xuống cả hồn vía Triệu Văn Chiết hét lên. Đường Mộc Tuyết nhìn thấy Dương Tiêu sắp giết Triệu Văn Chiết, cô lập tức tiến lên ngăn Dương Tiêu lại. Dương Tiêu, anh bình tĩnh đi, Triệu Văn Chiết không muốn Trương Quân khinh nhẫn em, tất cả là do tên khốn Trương Quân muốn động tay động chân với em. Triệu Văn Chiết đã ngăn lại, nhưng Trương Quân này không hề nghe theo. Theo định nghĩa của Đường Mộc Tuyết, giết người là vi phạm pháp luật, mà cô thực sự không muốn nhìn thấy Dương Tiêu hóa thân thành một đao phủ. Hơn nữa, Triệu Văn Chiết là người đứng đầu trong nhà họ Triệu, nếu Triệu Văn Chiết chết, không biết nhà họ Triệu sẽ có bao nhiêu sóng gió. Tôn Bằng biết mình bị bắt cóc, nhà họ Triệu không phải kẻ ngốc, một khi Triệu Văn Chiết chết, e rằng sớm muộn gì nhà họ Triệu cũng đoán là do Dương Tiêu làm. Những gì cô nói đều đúng,
vừa rồi Triệu Văn Chiết thực sự đã ngăn Trương Quân, không ngăn được còn bị Trương Quân đánh một trận. Cho dù Triệu Văn Chiết có ngàn vạn lỗi lầm, Đường Mộc Tuyết cũng không thể trơ mắt nhìn Triệu Văn Chiết máu bắn tung tóe tại chỗ. Ồ, còn có chuyện như vậy. Dương Tiêu hơi kinh ngạc. Đồng thời, Dương Tiêu cũng nhận thấy vừa rồi cảm xúc của mình có chút mất kiểm soát, cho dù định giết Triệu Văn Chiết anh cũng không thể ra tay ở trước mặt Đường Mộc Tuyết. Triệu Văn Chiết ôm chặt lấy đùi của Dương Tiêu, kêu thảm thiết, đúng vậy, đúng vậy. Em rẻ, là tôi quá bốc đồng, tôi đáng chết. Nhưng tôi thật sự không nghĩ tới việc hại Mộc Tuyết, Mộc Tuyết là em gái tôi, là người thân trong gia đình tôi, làm sao tôi có thể làm hại cô ấy. Dương Tiêu nghi ngờ nhìn Đường Mộc Tuyết, Đường Mộc Tuyết chân thành gật đầu. Dương Tiêu lại nhìn Triệu Văn Chiết đang ôm đùi mình, ánh mắt Triệu Văn Chiết toát ra một tia khẩn cầu, em dễ, tôi nhất thời hồ đồ nên mới có ý xấu. Tôi biết mình sai rồi, tôi xin lỗi cậu, xin lỗi em gái Mộc Tuyết. Tôi xin cậu hãy cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Bỏ đi Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết lại nói. Đường Mộc Tuyết nói đỡ cho Triệu Văn Chiết, đương nhiên Dương Tiêu cũng không nói nhiều. Anh lạnh lùng nhìn Triệu Văn Chiết lạnh giọng nói, cút. Sau này đừng để tôi biết anh có ý nghĩ xấu xa gì, nếu không, lần này cho dù là Mộc Tuyết nói đỡ cho anh, tôi cũng sẽ không tha cho anh. Vâng vâng vâng, Triệu Văn Chiết như được đại xá. Anh ta đâu dám ở lại, vội vàng lao ra khỏi KTV Mạch Lãng. Triệu Văn Chiết bị dọa hoang mang lo sợ, anh ta không để ý đến các phương tiện trên đường, một chiếc xe BMW đã đâm thẳng vào Triệu Văn Chiết. Trong phút chốc, thân thể của Triệu Văn Chiết bị đâm trúng văng ra cách 5-6 mét, anh ta ngã xuống đất, máu chảy ra không biết sống chết. Chủ xe BMW bị sốc nói, con mẹ nó. Tên này ở đâu chui ra vậy? Không muốn sống nữa phải không? Chủ xe BMW có một công việc kinh doanh lớn, không hề quan tâm đến Triệu Văn Chiết, anh ta gọi một cuộc điện thoại, lái xe đến bên cạnh Triệu Văn Chiết. Phi, bị Triệu Văn Chiết nhìn chằm chằm. Chủ xe BMW, nhổ nước bọt vào Triệu Văn Chiết. Ngay lập tức, chủ xe BMW chế giễu nói, cái loại giả vờ đụng xe này nên chết là tốt nhất, chết căng hét cỡ cũng được 20 vạn, đúng là tầng lớp hạ lưu. Ngay cả Vương Lão Tam tôi mà cũng dám đụng, mày đúng là không biết sống chết đi. Nói xong chủ xe BMW nhắn ga bỏ đi khỏi hiện trường. Như thể Triệu Văn Chiết là một con chó hoang, chết thì chết, không ảnh hưởng gì cả. Dương Tiêu và những người khác hoàn toàn không biết tình trạng của Triệu Văn Chiết. Trong sảnh lớn, Vạn Tứ Hải nhìn Dương Tiêu, ân nhân, cậu định xử lý tên rác rưởi Trương Quân này như thế nào? Mộc Tuyết chịu sợ hãi, trước tiên như thế này đã, tôi đưa Mộc Tuyết về trước. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Sau đó, Dương Tiêu nhìn Đường Mộc Tuyết chúng ta đi thôi, anh đưa em về khách sạn trước. Vâng, Đường Mộc Tuyết vẫn chưa hoàn hồn. Dương Tiêu đưa Đường Mộc Tuyết rời khỏi KTV Mạch Lãng, vừa đi ra ngoài, Dương Tiêu đã nhìn thấy Triệu Văn Chiết đã bị đâm bay ra xa. Đường Mộc Tuyết sợ hãi, không hề chú ý tới Triệu Văn Chiết bị tai nạn xe. Vạn Tứ Hải nói mấy câu với tài xế lập tức đưa Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết trở lại khách sạn. Khi Dương Tiêu rời đi, Trương Quân như chút được gánh nặng, anh ta cố nặn ra một nụ cười, ông Vạn, tôi có thể đi được chưa? Đi, cậu muốn đi đâu? Mang đi cho tôi, Vạn Tứ Hải tức giận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Trương Quân. Vạn Tứ Hải là người thông minh, có thể nghe được ẩn ý của Dương Tiêu, ý của Dương Tiêu rất rõ ràng, trước tiên sẽ xoa dịu Đường Mộc Tuyết, sau đó sẽ tìm Trương Quân tính sổ. Qua thái độ của Dương Tiêu đối với Triệu Văn Chiết vừa rồi, Vạn Tứ Hải biết Dương Tiêu không muốn đổ máu trước mặt Đường Mộc Tuyết. Vạn Tứ Hải phân tích rất đúng, chính xác là Dương Tiêu có ý này. Vốn hôm nay Đường Mộc Tuyết đã rất sợ hãi. Nếu giết chết Trương Quân trước mặt Đường Mộc Tuyết, cô sẽ càng vô cùng sợ hãi. Trương Quân hoảng sợ nói, ông Vạn, ông muốn làm gì? Không phải người vừa nãy đã tha cho tôi sao? Tha cho cậu ngây thơ thật đấy. Mang đi cho tôi, Vạn Tứ Hải khinh thường nói. Dương Tiêu đưa Đường Mộc Tuyết về khách sạn, nhẹ giọng nói, Mộc Tuyết, em nghỉ ngơi cho tốt, anh đi ra ngoài một lát. Anh định đi dạy dỗ Trương Quân, Đường Mộc Tuyết hỏi. Đường Mộc Tuyết là một người phụ nữ thông minh bình tĩnh, có thể nhìn ra Dương Tiêu vẫn còn tức giận. Dương Tiêu cười nhẹ, không, anh ra ngoài mua chai nước. Vâng, anh đi đi, lúc này Đường Mộc Tuyết mới đáp lại. Dương Tiêu đi ra ngoài mua hai chai nước, trở về phòng trông Đường Mộc Tuyết ngủ say rồi mới xoay người đi ra ngoài. Anh thực sự cảm thấy đau lòng cho người phụ nữ dịu dàng và tốt bụng này.
Đường Mộc Tuyết đã phải chịu quá nhiều bắt công, Dương Tiêu thực sự không muốn kích thích Đường Mộc Tuyết, anh thực sự hy vọng 5 tháng tương lai Đường Mộc Tuyết có thể được đối xử dịu dàng. Vạn Tứ Hải bắt Trương Quân, đưa Trương Quân đến một nhà máy bỏ hoang ở huyện Thiên Sơn, rồi gửi địa điểm cho Dương Tiêu. Dương Tiêu lái xe đến nhà máy bỏ hoang, đến nhà máy bỏ hoang Vạn Tứ Hải kính cẩn nói, ân nhân, cô Đường không sao chứ? Mộc Tuyết không sao, Trương Quân đâu? Dương Tiêu lạnh giọng nói. Lần này Dương Tiêu thật sự có sát ý, dám khinh nhờn Đường Mộc Tuyết, hôm nay Trương Quân này phải trả giá bằng máu. Vạn Tứ Hải thấp giọng nói, ân nhân, đi theo tôi. Đi vào sâu trong nhà máy bỏ hoang, Trương Quân đã bị bầm tím khắp người, bị một nhóm người canh giữ, rõ ràng là Vạn Tứ Hải đã đánh Trương Quân một cách thô bạo. Nhìn thấy Dương Tiêu đi tới, Trương Quân trực tiếp quỳ trên mặt đất, kinh hãi nói, cậu Dương thực xin lỗi, là tôi có mắt không tròng không thầy Thái Sơn mạo phạm cô Đường. Cậu đại nhân đại lượng xin hãy cho tôi một cơ hội cải tạo. Cho anh một cơ hội, nực cười, trong mắt Dương Tiêu lóe lên một tia lạnh lùng. Anh giơ chân đá ra, mạnh mẽ đạp vào ngực Trương Quân bị ngã xuống đất ngay tại chỗ. Trước khi Trương Quân có thể phản ứng, Dương Tiêu đã đá vào đúng quần của Trương Quân. Trong tích tắc, một vết máu đã làm váy bẩn quần áo của Trương Quân. Ao gà bay trứng vỡ, sau đó một tiếng thét như tiếng lợn kêu vang vọng cả bầu trời. Mặt Dương Tiêu như phủ băng, anh duỗi tay ra lạnh lùng nói, đưa đêu. Dám khinh nhờn Đường Mộc Tuyết, đáng chết. Hôm nay, Dương Tiêu muốn giết chết tên khốn Trương Quân này. Ân nhân, giao đây. Vạn Tứ Hải tỏ vẻ kính trọng, ông ta đích thân đưa con dao cho Dương Tiêu. Dương Tiêu cầm lấy dao, sát khí bùng phát trong cơ thể, điều này khiến Trương Quân gà bay trứng vỡ toàn thân run lên. Không quan tâm đến đau đớn nhìn Dương Tiêu vội vàng nói, cậu Dương, làm ơn, đại nhân không chấp tiểu nhân, xin cậu hãy cho tôi một cơ hội. Cho anh một cơ hội, nếu tôi không quyền không thế thì hôm nay người bị anh áp chế là tôi và Mộc Tuyết. Đáy mắt Dương Tiêu lóe lên tia lạnh. Ngay sau đó, con dao của Dương Tiêu rơi từ trên không xuống đâm thẳng vào trán Trương Quân. Ngay lập tức, trán của Trương Quân chảy máu, anh ta mở o mắt không cam lòng, thân thể từ từ ngã xuống. Run rẩy mấy cái rồi hoàn toàn tắt thở. Trên đời này tồn tại hai loại không thể đụng tới, thứ nhất là tình người, thứ hai là tình vợ. Tình người thiếu khó trả, tình vợ giận đụng phải thì sẽ chết. Mà Trương Quân này là một ví dụ điển hình nhát. Nhìn thấy Trương Quân người nổi tiếng trong khu vực xám của Thiên Sơn bị Dương Tiêu xóa sổ, nhóm thuộc hạ của Vạn Tứ Hải đều câm như hến. Bọn họ đều là thuộc hạ tinh nhuệ, xét theo thủ đoạn quyết đoán của Dương Tiêu, cậu Dương này có lẽ không phải người bình thường. Dương Tiêu đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, để thực hiện sứ mệnh của mình, anh đã giết không biết bao. Nhiều kẻ thù hùng mạnh. Một kẻ nhỏ nhoi như Trương Quân này, Dương Tiêu giết như giết gà làm thịt chó. Thấy Dương Tiêu ra tay quá nhanh, Vạn Tứ Hải thầm cảnh cáo bản thân rằng mình phải có quan hệ tốt với Dương Tiêu, có lẽ ngày nào đó mình sẽ có chuyện nhờ giúp. Sau khi giết chết Trương Quân, Dương Tiêu đã nguôi giận. Tất cả những việc còn lại giao cho Vạn Tứ Hải. Dựa vào sức mạnh của Vạn Tứ Hải đối phó với một Trương Quân không phải là chuyện khó. Trước khi đi, Dương Tiêu hỏi, tình huống của Triệu Văn Chiết như thế nào? Ân nhân, tên đó bị xe tông, lúc xe cấp cứu đến cậu ta đã mất máu quá nhiều, giờ sống chết không rõ. Có cần tôi phái người đến khiến thằng nhóc này biến mất mãi mãi khỏi thế giới không? Vạn Tứ Hải báo cáo lại sự thật. Dương Tiêu xua tay, không cần. Nếu Triệu Văn Chiết này gặp nạn lớn không chết thì để anh ta phá sản đi. Hiểu, Vạn Tứ Hải trịnh trọng nói. Đối với Triệu Văn Chiết này Dương Tiêu không có thiện cảm nào, nếu hôm nay Đường Mộc Tuyết xảy ra chuyện, tự nhiên anh sẽ không tha cho Triệu Văn Chiết, cũng may là Đường Mộc Tuyết không sao, Dương Tiêu cũng lười quan tâm đến Triệu Văn Chiết quá nhiều. Hôm nay anh đánh Triệu Văn Chiết, nghiêm khắc khiển trách Triệu Văn Chiết. Triệu Văn Chiết ra khỏi KTV Mạch Lãng bị xe đụng, anh ta đã chịu phạt, cho nên mình không cần không buông tha. Đường Mộc Tuyết nói đúng, nếu Triệu Văn Chiết chết, không biết mọi người trong nhà họ Triệu sẽ đoán như thế nào. Khi Dương Tiêu rời đi, hiệu quả công việc của Vạn Tứ Hải rất cao, không chỉ dọn sạch xác Trương Quân, trong một giờ đã làm phá sản chuyện kinh doanh của Triệu Văn Chiết. Cho dù Triệu Văn Chiết tỉnh lại, biết doanh nghiệp của mình bị phá sản, chỉ sợ anh ta đang sống sờ sờ cũng sẽ tức giận hộc máu mà chết. Đêm đó, cuối cùng bà Triệu cũng tỉnh lại, cả nhà họ Triệu xôi trào. Bà Triệu vừa mới tỉnh dậy còn rất yếu. Không bao lâu khi tỉnh lại đã lại ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, sắc trời vừa sáng Triệu Cầm đã vừa gõ cửa vừa hét,
dậy, dậy, dậy đi. Mẹ, có chuyện gì vậy? Dương Tiêu nhìn đồng hồ, mới 5 giờ 30 sáng. Triệu Cầm tức giận nói, ngủ ngủ ngủ, chỉ biết ngủ, cậu là heo à? Không biết hôm nay là ngày gì hả? Mẹ, hôm nay là ngày gì? Tối qua thức khuya, bị Triệu Cầm làm ồn, Đường Mộc Tuyết mơ màng tỉnh lại. Triệu Cầm lấy điện thoại di động ra mở vòng bạn bè, trịnh trọng nói, Mộc Tuyết, hôm nay là ngày quan trọng kỷ niệm 20 năm thành lập nhà họ Đường, sao con lại quên rồi? Mau thu dọn đồ đạc trở về Trung Nguyên, nếu để cho bà nội biết chúng ta đến muộn, không biết bà ta sẽ làm ầm ĩ như thế nào. Triệu Cầm luôn tỏ ra thờ ơ với toàn bộ nhà họ Đường. Tuy nhiên, năm nay đánh dấu kỷ niệm 20 năm thành lập dòng họ Đường, bọn họ phải cử người đại diện đến tỏ lòng. Đúng rồi, hôm nay là ngày kỷ niệm 20 năm thành lập nhà họ Đường, phải mau trở về. Đường Mộc Tuyết nghe vậy mới giật mình tỉnh táo lại. Mặc dù Đường Mộc Tuyết vô cùng thất vọng về nhà họ Đường, nhưng dù sao nhà họ Đường cũng là cội nguồn của cô không thể quên gốc gác của mình, nhưng hai ngày nay quá bận rộn, cô đã bỏ qua chuyện này. Dương Tiêu nhìn Đường Mộc Tuyết, nhất định phải về sao? Nhìn đồng hồ xong, Dương Tiêu cũng nhớ ra, hôm nay hình như là kỷ niệm 20 năm thành lập nhà họ Đường. Vâng, Đường Mộc Tuyết trịnh trọng gật đầu. Thấy Đường Mộc Tuyết nghiêm túc, Dương Tiêu lập tức thu dọn đồ đạc, đồng thời gọi điện cho Vạn Tứ Hải, nhờ Vạn Tứ chăm sóc cho bà Triệu. Bây giờ, bà Triệu đã bình an vô sự, gia đình của Đường Mộc Tuyết cũng đã an tâm. Sau khi chia tay ông Triệu Triệu Thiết Căn, gia đình cô lên đường cao tốc trong ánh sáng ban mai. Trên đường cao tốc không có nhiều xe mấy, chưa đầy 3 tiếng Dương Tiêu đã lái xa quay trở lại thành phố Trung Nguyên. Sau khi ra khỏi đường cao tốc, Triệu Cầm nói, Mộc Tuyết, nhà chúng ta có mặt con là được. Mẹ và bố về nhà. Vâng, Đường Mộc Tuyết đáp. Từ khi Đường Kiến Quốc gặp tai nạn xe, gia đình ông ta không có địa vị gì trong toàn bộ nhà họ Đường. Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm cũng không tham dự các bữa tiệc lớn nhỏ của nhà họ Đường, tránh bị mọi người trong nhà họ Đường chế giễu. Sau khi đưa Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc về nhà, Đường Mộc Tuyết phiền muộn nói, hôm nay là ngày kỷ niệm 20 năm thành lập nhà họ Đường. Chắc chắn có rất nhiều khách, chúng ta nên tặng quà gì mới hợp. Tuy Đường Mộc Tuyết sinh ra trong nhà họ Đường, nhưng hiện tại bà cụ Đường là người đứng đầu. Nhà cô là nhà chi thứ, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập nhà họ Đường, thân là hậu bối bọn họ cần phải tặng quà. Nói trắng ra, trông như là quà tặng mừng thành lập nhà họ Đường, nhưng thật ra, những món quà này cuối cùng lại rơi vào túi bà cụ Đường. Hình như bà nội tin vào đạo Phật phải không? Dương Tiêu hỏi. Đường Mộc Tuyết ngạc nhiên nói, sao anh biết bà nội tin đạo Phật? Bà nội thường mang theo chuỗi hạt Phật giáo. Trước đây, khi đến biệt thự của bà nội anh đã nhìn thấy Phật Quan Âm trong nhà của bà ta. Dương Tiêu cười nói. Đường Mộc Tuyết gật đầu, chuyện bà cụ Đường tin vào Phật giáo không phải là một bí mật lớn trong nhà họ Đường. Dương Tiêu nói tiếp, Mộc Tuyết, chuyện quà cáp em không cần phải lo đâu, để anh nghĩ cách. Dương Tiêu biết rõ thực chất của lễ kỷ niệm 20 năm thành lập nhà họ Đường là vì những món quà này cuối cùng cũng sẽ rơi vào túi của bà cụ Đường. Nên tốt hơn hết là nên tặng một món quà mà bà cụ Đường thích. Đây có thể coi là Dương Tiêu báo đáp ân tình 5 năm trước của ông cụ Đường. Anh lập tức gọi điện cho Cung Thiên Tè, biết được Dương Tiêu đến đây, Cung Thiên Tè đã vui vẻ sai người chuẩn bị một viên ngọc quan âm cho Dương Tiêu. Mặc dù Dương Tiêu không có chút cảm tình với bà cụ Đường, nhưng bây giờ Đường Hạo và Đường Dĩnh đã an táng ở Tây Song Bản Nạp, Dương Tiêu vẫn còn để lại chút khách khí với bà cụ Đường. Mộc Tuyết, chúng ta đi thôi. Sau khi lấy được ngọc quan âm, Dương Tiêu nói với Đường Mộc Tuyết. Vâng, Đường Mộc Tuyết đáp. Hôm nay là ngày quan trọng kỷ niệm 20 năm thành lập nhà họ Đường, toàn thể họ hàng nhà họ Đường đều có mặt đông đủ, rất nhiều doanh nhân ở Trung Nguyên đã đến đưa lời chúc mừng. Bà cụ Đường đặc biệt đặt tổ chức tiệc trong biệt thự của mình, mời đầu bếp giỏi nhất ở Trung Nguyên đến nấu. Nhìn căn biệt thự răng đèn kết hoa của bà cụ Đường, Dương Tiêu cười một mình, không có tin tức gì của cháu trai cháu gái nội. Bà cụ Đường còn có tâm tư tổ chức yến tiệc, thật sự nực cười mà. Kít đúng lúc này, một chiếc Ferrari màu đỏ bất ngờ dừng trước biệt thự của bà cụ Đường, một đôi nam nữ bước xuống xe. Nhìn rõ gương mặt của đôi nam nữ, vẻ mặt của Dương Tiêu đột nhiên thay đổi dữ dội. Nhìn kỹ lại thì đôi nam nữ này rõ ràng là Đường Hạo và Đường Dĩnh. Hai người bước xuống từ chiếc Ferrari màu đỏ là anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh mà Dương Tiêu rất ghét. Khi hai người nhìn thấy Dương Tiêu, trong mắt đều lộ ra vẻ oán hận, nếu ánh mắt có thể giết người, sợ là Dương Tiêu đã sớm biến thành tro.
Dương Tiêu, hai anh em chúng tôi không chết, có phải anh rất ngạc nhiên? Đường Hạo cười gằn nhìn chằm chằm Dương Tiêu. Hai mắt âm hiểm độc địa của Đường Dĩnh nhìn chằm chằm Dương Tiêu. Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết, chúng tôi đã trở lại. Lần này anh em chúng tôi sống sót sau thảm họa, tôi sẽ khiến hai người chết không có chỗ chôn. Tôi sẽ khiến hai người chết trong tuyệt vọng. Nghĩ đến cảnh tượng Dương Tiêu giam cầm bọn họ trong căn nhà nhỏ đổ nát, nghĩ đến việc bị một lượng lớn rắn độc cắn, Đường Hạo và Đường Dĩnh căm hận Dương Tiêu đến cực điểm. May mắn khi Đường Hạo và Đường Dĩnh hôn mê, một người nông dân tốt bụng đi ngang qua đó đã kịp thời cứu Đường Hạo và Đường Dĩnh. Ở Tây Song bản Nạp thường bắt gặp rắn hổ mang chúa nên khi đi ra ngoài nhiều nông dân đều mang theo thuốc sơ cứu. Người nông dân cho Đường Hạo và Đường Dĩnh uống thuốc kháng độc, sau đó đưa hai người đến bệnh viện kịp thời, trong lúc cửu tử nhất sinh bọn họ đã được cứu sống. Lúc này, bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, Đường Hạo và Đường Dĩnh chỉ muốn lập tức chặt Dương Tiêu ra thành tám mảnh. Nếu không phải hai người bọn họ may mắn, e rằng bọn họ thực sự sẽ bị nọc rắn hổ mang chúa nhiễm độc chết. Thật sự rất ngạc nhiên, nhưng mà, Đường Hạo, Đường Dĩnh, hai người cũng chỉ như châu chấu, không nhảy được mấy ngày. Dương Tiêu vẫn không chút dao động. Đường Hạo và Đường Dĩnh còn sống trở về từ Tây Song bản Nạp, điều này thực sự khiến Dương Tiêu ngạc nhiên. Nhưng mà Dương Tiêu đã cho Long Ngũ 3 tỷ tệ, chẳng mấy chốc anh ta sẽ tấn công nhà họ Đường, cho dù Đường Hạo và Đường Dĩnh có may mắn đi chăng nữa thì họ vẫn chỉ như chó nhà có tang. Hai anh em hung ác này đã được cưng chiều từ nhỏ, nếu không có nhà họ Đường che chở, có lẽ sẽ sống không bằng chết. Dương Tiêu không cảm thấy quá đáng tiếc, nếu Đường Hạo và Đường Dĩnh thật sự chết như vậy ở Tây Song bản Nạp, thì thật sự sẽ mất quá nhiều niềm vui. Lúc trước Dương Tiêu rất mong đợi dáng vẻ chết lặng của ba bà cháu Đường Hạo, Đường Dĩnh, bây giờ hai người này may mắn sống sót, vừa hay mình chỉ là từng bước khiến bọn họ tuyệt vọng. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Dương Tiêu, Đường Hạo chỉ vào Dương Tiêu, tức giận nói, mẹ kiếp, phế vật Dương Tiêu mày nói ai là châu chấu chỉ nhảy được mấy ngày. Tao nói cho mày biết, ở đây không phải là Tây Song bản Nạp, đây là Trung Nguyên. Ở Trung Nguyên, trong mắt tao mày chỉ là một con chó hoang hiểu không? Nếu ở Tây Song bản Nạp, Đường Hạo kiêng dè Dương Tiêu ba phần, dù sao thì Dương Tiêu cũng biết Trần Khải, cậu chủ nhà họ Trần, gia tộc mạnh số 1 ở Tây Song bản Nạp. Tuy nhiên, đây là thành phố Trung Nguyên, là sân nhà của Đường Hạo. Anh, đừng hấp tấp, Đường Dĩnh nhanh chóng kéo Đường Hạo. Mặc dù cả hai trở mặt trong căn nhà nhỏ đổ nát, nhưng để đưa Dương Tiêu và Đường Mộc vào chỗ chết, cả hai đã tạm thời đạt được thỏa thuận cùng nhau tiêu diệt Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu giễu cợt, thật sao? Anh cũng quá tự tin. Nếu không phải không muốn quá khoa trương, chỉ cần Dương Tiêu ra tay, Đường Hạo cũng vẫn sẽ không biết chết như thế nào ở Trung Nguyên. Không phải sao, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết, hôm nay là ngày quan trọng kỷ niệm 20 năm thành lập nhà họ Đường. Tôi không so đo quá nhiều với hai người các người cứ chờ đó cho tôi, Đường Hạo tôi sẽ khiến hai người sống không được chết không xong. Đường Hạo tức giận mắng. Anh ta biết thủ đoạn của Dương Tiêu rất cao, Đường Hạo cũng không dám xung đột chính diện với Dương Tiêu. Để lại một lời nói tàn nhãn, Đường Hạo và Đường Dĩnh bước vào biệt thự của bà cụ Đường. Nhìn chằm chằm bóng lưng của Đường Hạo và Đường Dĩnh, Dương Tiêu nhíu mày, anh biết hai anh em xấu xa này nhất định sẽ tiếp tục gây thêm phiền phức cho mình. Tuy nhiên không sao cả, Long Ngũ đã triển khai gần như hoàn thành, chỉ cần để Lý Minh Hiên gây sức ép, nhà họ Đường sẽ phá sản và sụp đổ trong vòng chưa đầy một tháng. Đến lúc đó, mọi người trong nhà họ Đường sẽ như chó nhà có tang, bà cụ Đường, Đường Hạo và Đường Dĩnh sẽ trợn tròn mắt. Ngày này sẽ không còn lâu nữa. Dương Tiêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Mộc Tuyết nhíu mày hỏi. Cô có thể cảm nhận được sát khí của Đường Hạo và Đường Dĩnh dành cho hai bọn họ, là một loại mạnh chưa từng có. Dương Tiêu cười nhẹ, Mộc Tuyết, không có gì đâu, anh nghĩ hai người bọn họ bị bệnh tâm thần. Sao anh có thể nói với Đường Mộc Tuyết về việc anh đối xử với Đường Hạo và Đường Dĩnh, Dương Tiêu chỉ muốn cho Đường Mộc Tuyết thấy những mặt tốt nhất của mình. Đường Mộc Tuyết biết Dương Tiêu che giấu chuyện gì với mình, chuyện lần trước bà cụ Đường tát cô, Đường Mộc Tuyết biết chắc chắn là Đường Hạo và Đường Dĩnh có chuyện, nếu không bà cụ Đường sẽ không nổi cơn tam bành như vậy. Đường Mộc Tuyết là một người phụ nữ thông minh, Dương Tiêu không nói, cô cũng không chủ động hỏi nhiều như vậy. Trời phù hộ nhà họ Đường tôi, xây dựng nền tảng trăm năm. Hiên ngang tiến lên, muôn đời sau đều như rồng. Hôm nay là ngày kỷ niệm 20 năm thành lập nhà họ Đường, bà cụ Đường mặc một bộ váy lộng lẫy, tràn đầy khí thế, mãn nguyện nhìn dòng dõi nhà họ Đường. Nhà họ Chu,
Chu Viễn Trúc nhà họ Đường chăm sự phú quý, tặng một đôi vòng tay ngọc. Nhà họ Lăng, Lăng Vân kính chúc nhà họ Đường thịnh vượng, như mặt trời ban, tặng một cây tài lộc. Chủ tịch tập đoàn Hồ Thị chúc nhà họ Đường công danh sự nghiệp phát đạt, tặng miếng ngọc như ý. Khách đến chúc mừng tặng quà không phải là sản phẩm thông thường, tất cả đều có giá trị lớn. Số lượng khách mời đến hiện trường lần này nhiều hơn gấp 3 lần so với cuộc họp thường niên lần trước của nhà Đường. Dù sao thì nhà họ Đường là gia tộc hạng 2 ở thành phố Trung Nguyên. Hôm nay có rất nhiều gia tộc hạng 1 hạng 2 đến chúc mừng, tổng giá trị quà tặng ít nhất là mấy trăm triệu tệ. Kể từ khi nhà họ Đường hợp tác với nhà họ Lý ở Đông Hải, nhiều gia tộc ở Trung Nguyên đã coi nhà họ Đường như những người khổng lồ hàng đầu. Theo quan điểm của họ, chỉ cần nhà họ Đường có thể hợp tác ổn định với nhà họ Lý ở Đông Hải, thì việc trở thành một đại gia cấp bậc số 1 là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đúng lúc này, một âm thanh cực kỳ chói tai vang lên. Dương Tiêu con rể của nhà họ Đường, chúc nhà họ Đường phồn vinh hưng thịnh, tặng một ngọc quan âm cũ nát. Vừa dứt lời, hầu hết khách mời bên trong nhà họ Đường đều th lên tiếng cười, ánh mắt nhìn Dương Tiêu tràn đầy khinh thường. Lần trước Dương Tiêu đã làm rối loạn cuộc họp thường niên của nhà họ Đường, nhưng nó đã gây ra khá nhiều chấn động ở thành phố Trung Nguyên. Những người hiểu biết tại hiện trường đều cho rằng Dương Tiêu không phải là phế vật, nhưng trong mắt hầu hết mọi người, Dương Tiêu là đồ vô dụng. Dương Tiêu này tới góp vui sao? Kỷ niệm 20 năm thành lập nhà họ Đường lại tặng ngọc quan âm cũ nát, buồn cười chết mát. Đúng vậy, 5 năm trước khi ông cụ Đường tạ thế đã nghĩ gì không biết, thế mà lại hứa hôn Đường Mộc Tuyết người đẹp số 1 ở Trung Nguyên cho một người đàn ông nghèo khó như Dương Tiêu. Lần trước tên này đã làm rối loạn cuộc họp thường niên của nhà họ Đường. Lần này, lễ kỷ niệm 20 năm thành lập nhà họ Đường lại tặng ngọc quan âm cũ nát, đây là muốn đập phá địa điểm tổ chức sao? Rất nhiều quan khách và người nhà họ Đường đều chế nhạo Dương Tiêu, nhìn Dương Tiêu như một trò đùa. Bị đám người khinh thường, Dương Tiêu cũng không quan tâm, khóe miệng hơi nhét lên. Ngọc quan âm cũ nát. Quà tặng do đích thân ông cụ Cung Cung Thiên Tè chuẩn bị mà lại là ngọc quan âm cũ nát. Thật nực cười. Đường Mộc Tuyên nhíu mày, cô thật sự không ngờ người nhà họ Đường nhận quà mà lại có thể nói như vậy. Cô nhìn món quà, đó là một viên ngọc quan âm tuyệt đẹp. Viên ngọc quan âm này có thể hơi cũ, nhìn không được đẹp đẽ cho lắm. Người phụ trách nhận quà là do Đường Hạo sắp xếp, nghe vậy, Đường Hạo nhìn ngọc quan âm khinh thường nói, Dương Tiêu, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Lần trước cậu làm loạn cuộc họp thường niên, lần này cũng dự định sẽ gây rối bữa tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập nhà họ Đường phải không? Đúng vậy, Dương Tiêu lòng lang dạ sói này, có thể thấy không phải có ý tốt. Đường Dĩnh phụ họa, nhóm khách mời nhìn Dương Tiêu với vẻ thích thú. Họ muốn xem Dương Tiêu tặng một viên ngọc quan âm cũ nát là vì mục đích gì. Dương Tiêu dửng dưng nói, ngọc quan âm tôi tặng chỉ hơi cũ, nhưng thật ra vô giá trị. Vô giá trị, nghe vậy, Đường Hạo khinh thường chế nhạo, thật à. Cậu nói cái này vô giá trị thì sẽ vô giá trị thật. Chẳng lẽ đây là đồ gia truyền của ông lớn nào sao? Chẳng lẽ là quà tặng của ông lớn nào đó đưa cho cậu? Đúng thật là ông lớn nào đó đưa cho tôi. Chuyện này có vấn đề gì sao? Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Đường Dĩnh tiến lên, giễu cợt, một ông lớn đưa cho anh. Ông lớn này bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ là Cung Thiên Kỳ, ông cụ đích thân đưa cho anh? Tôi thấy là anh không có ý tốt, có ý mua hàng giả ở vỉa hè có ý sâu mang đến tặng bà nội. Láo xược, bà cụ Đường tức giận đến mức run rẩy mắng Dương Tiêu. Lần trước Dương Tiêu làm loạn cuộc họp thường niên của nhà họ Đường khiến bà cụ Đường mất mặt. Điều này khiến bà cụ Đường chán ghét Dương Tiêu đến cực điểm. Trong chuyến tham quan Tây Song Bản Nạp này, cháu trai và cháu gái của bà ta suýt chút nữa đã chết dưới tay của Dương Tiêu, bà cụ Đường chỉ muốn chém Dương Tiêu hàng ngàn thanh kiếm. Bây giờ, vào ngày kỷ niệm 20 năm thành lập nhà họ Đường, Dương Tiêu lại tặng cho mình một viên ngọc quan âm cũ nát, đây là muốn làm gì? Muốn mình sống sờ sờ tức chết sao? Đường Mộc Tuyết cảm nhận được cơn tức giận đang hoành hành trong người bà cụ Đường. Cô nhanh chóng nói, bà nội, ngọc quan âm này thật sự chỉ là có tuổi đời lâu một chút mà thôi, thực sự là một bảo vật có giá trị. Những người khác không biết chuyện tuyệt vời của Dương Tiêu, nhưng Đường Mộc Tuyết lại biết rất rõ. Để thực hiện lời hứa của mình, Dương Tiêu đã không ngần ngại chỉ 1 tỷ tệ có được biển hoa lớn nhất ở Tây Song Bản Nạp tặng mình. Cô không tin Dương Tiêu thiếu chút tiền ấy, làm bà cụ Đường xấu hổ trong ngày kỷ niệm 20 năm thành lập nhà họ Đường. Đường Mộc Tuyết hiểu rất rõ Dương Tiêu. Cho dù Dương Tiêu không hài lòng với bà cụ Đường, anh cũng sẽ không gây rối vào những dịp như vậy.
Bà nội, đây quả thật là bảo bói. Mục Tuyết biết bà tin theo đạo Phật, nên đã đặc biệt để cháu chuẩn bị ngọc quan âm tặng cho bà. Dương Tiêu nói thẳng. Bà cụ Đường không tin Dương Tiêu sẽ tốt như vậy, Đường Hạo và Đường Dĩnh suýt chút nữa chết trong tay Dương Tiêu. Trong lòng bà ta nghĩ Dương Tiêu không chọc giận bà ta là đã tốt rồi, làm sao cậu ta có thể tặng mình ngọc quan âm vô giá trị. Đường Hạo chỉ vào ngọc quan âm khinh thường nói, thật sao? Dương Tiêu, tôi hỏi cậu, ngọc quan âm này trị giá bao nhiêu? Đến 1.000 tệ không? Đừng nói là 1.000 tệ, tôi thấy 100 tệ cũng không đến. Đường Dĩnh nói lời bẩn thỉu. Trong ánh mắt của mọi người Tiêu thờ ơ nói, tôi không dám nói nhiều, ít nhất là đến 10 triệu tệ. Cái gì, ít nhất là 10 triệu tệ? Ngay khi lời này vừa dứt, toàn cảnh rơi vào im lặng chết chóc trong giây lát, sau đó hầu hết tất cả các khách mời sôi sục. Ôi địch, thằng phế vật này nói cái gì vây? Ngọc quan âm cũ này có giá trị ít nhất là 10 triệu tệ. Đang mở trò đùa quốc tê gì thế? Đúng vậy, tôi nghĩ bộ não phế vật này là oát, thật sự dám bốc phét. Cậu ta sẽ dám tặng ngọc quan âm 10 triệu tệ. Bốc phét đi, bốc phét mạnh nữa đi. 10 triệu tệ có thể thành lập được gia tộc hạng bai. Trong chốc lát, đám khách mời tại đây nhìn Dương Tiêu với vẻ khinh thường, bọn họ không tin ngọc quan âm này có thể có trị giá ít nhất 10 triệu tệ. Thành phố Trung Nguyên là thành phố mới cấp 1, tuy là đô thị mới cấp 1 nhưng mức độ tiêu dùng chưa cao. Ở thành phố Trung Nguyên, gia tộc hạng 3 có lai lịch 10 triệu tệ, gia đình hạng 2 có lai lịch 50 triệu tệ, tiêu chuẩn tối thiểu của đại gia cấp 1 là 300 triệu tệ. Gia tộc nhà họ Đường tuy có khối tài sản gần 100 triệu tệ nhưng vẫn thuộc hàng gia tộc hạng 2. Suy cho cùng nhìn chung toàn bộ thiên phủ chi quốc, không có nhiều gia tộc có tài sản hơn 100 triệu tệ, thành phố Trung Nguyên nằm ở đại lục, những gia tộc có tài sản gần 100 triệu tệ đều rất có thế lực. Bởi vì mức độ tiêu dùng thấp và thu nhập thấp, tiêu chuẩn xét của các đại gia ở Trung Nguyên đương nhiên là tương đối thấp. 10 triệu tệ thực sự là đủ để thành lập một gia tộc hạng 3 ở thành phố Trung Nguyên. Gia tộc hạng 3 ở hiện trường chiếm ít nhất 80% trong số rất nhiều khách mời. Họ không tin rằng món quà của Dương Tiêu có thể so sánh với toàn bộ tài sản của gia tộc mình. Đường Hạo có hơi tức giận tại chỗ, ít nhất cũng đáng giá 10 triệu tệ. Dương Tiêu, cậu ăn to nói lớn trước mặt nhiều khách mời như vậy không thấy xấu hổ sao, không sợ bị người ta chê cười sao? Anh, tên này thân là phế vật, trong 5 năm qua bị người ta mắng là phế vật đã không đếm được bao nhiêu lần rồi. Loại phế vật này làm sao biết xấu hổ là gì chứ? Đường Dĩnh khinh thường nói. Chậc chậc chậc, đám khách mời nhìn Dương Tiêu trong mắt có chứa ý vui đùa. Trên mặt Dương Tiêu không gợn sóng, anh không cần biết đám người này có tin hay không, nhưng tấm lòng anh đã đặt đúng chỗ. Thành thật mà nói, nếu không phải vì thể diện của Đường Mộc Tuyết, anh sẽ không gọi cho ông cụ cung thiên tè. Đường Hạo khinh thường nói, bà nội, đây rõ ràng là rác rưởi, làm bẩn mắt bà, hay bà vứt nó đi. Đúng, chúng ta không quan tâm đến loại rác này, vứt đi. Bà cụ Đường không để lại chút thể diện nào cho Dương Tiêu. Đường Hạo nháy mắt, một người nhà họ Đường cầm ngọc quan âm lên chuẩn bị ném vào thùng rác. Đợi đãi. Đột nhiên, một ông lão phong trần trong đám khách bước ra. Nhìn thấy ông lão này, bà cụ Đường kính cẩn nói, đại sư Lý Lâm. Tiền bối Lý, đám khách mời cung kính nói. Người bước ra không phải ai khác mà chính là Lý Lâm, thẩm định viên đầu tiên của Trung Nguyên. Đường Hạo ngạc nhiên nói, tiền bối Lý, không biết ông có chuyện gì. Lý Lâm nhìn về phía Dương Tiêu trước, Dương Tiêu cười nhạt, tiền bối Lý. Trước đây tại đại hội đồ cổ, Dương Tiêu và Lý Lâm có duyên gặp mặt một lần, hai người coi như là quen biết. Lý Lâm rất có ấn tượng về Dương Tiêu, một thời gian trước, tại đại hội đồ cổ, Dương Tiêu đã giúp Kim Đại Trung mở một bức tranh bất tử của Đường Bá Hồ, đã khiến Lý Lâm vô cùng ấn tượng. Ngay sau đó, Lý Lâm khóa mắt nhìn Ngọc Quan Âm nói, bà Đường, cho tôi xem qua Ngọc Quan Âm này được không? Đại sư Lý Lâm, Ngọc Quan Âm này có gì lạ sao? Bà cụ Đường ngạc nhiên hỏi. Lý Lâm cười nhẹ nói, chuyện này cũng không nhất định, cần phải xem một chút. Lý Lâm rất được kính trọng trong giới thẩm định kho báu của thành phố Trung Nguyên, bà cụ Đường không tiện từ chối, vì vậy bà ta chỉ có thể đưa Ngọc Quan Âm cho Lý Lâm xem. Lý Lâm cầm lấy Ngọc Quan Âm, lập tức lấy ra kính lúp thẩm định chuyên nghiệp, chỉ cần nhìn thoáng qua, vẻ mặt Lý Lâm thay đổi, sửng sốt, đây. Đây là đế vương xanh lục cực phẩm. Cái gì, đế vương xanh lục cực phẩm? Ngay khi những lời này vừa dứt, tất cả mọi người có mặt tại đây lập tức cứng đờ như hóa đá. Nhìn chằm chằm vào Ngọc Quan Âm không quá nổi bật,
mắt của hầu hết tất cả mọi người có mặt trong biệt thự của bà cụ Đường như sắp rơi ra ngoài. Đế vương xanh lục. Phải biết rằng thứ đắt giá nhất trong giới ngọc bích chính là đế vương xanh lục, ai có thể ngờ được ngọc quan âm cũ trước mặt là do đế vương xanh lục tạo thành, hơn nữa còn là đế vương xanh lục cực phẩm. Ngay khi Lý Lâm nói ra lời này, sắc mặt của bà cụ Đường, Đường Hạo, Đường Dĩnh đều thay đổi điên cuồng. Tiền bối Lý, ông không nhầm chứ? Cái này làm sao có thể là đế vương xanh lục cực phẩm? Đường Hạo gân cổ gào lên. Đường Dĩnh ngắn người, tiền bối Lý, ông không nhìn nhầm chứ? Đúng vậy, tiền bối Lý, tên ăn bám vợ này làm sao có thể tặng ngọc quan âm đế vương xanh lục? Đám khách mời có mặt tại đây không thể tin được. Phải biết rằng đế vương xanh lục trị giá hàng chục triệu tệ có thể so sánh với một gia tộc hạng ba. Đối mặt với nghi ngờ của mọi người, Lý Lâm trừng mắt, sao? Các người còn dám chất vấn uy quyền của ông già này. Nhìn thấy Lý Lâm tức giận, đám người đều ngậm miệng lại. Lý Lâm là thẩm định ngọc số một của thành phố Trung Nguyên, trong giới thẩm định ngọc, cho dù là đại thiếu gia gia tộc hạng nhất cũng phải kính nể, càng không nói đến đám gia tộc hạng hai, hạng ba. Hơn nữa, với tư cách là thẩm định ngọc số 1 của thành phố Trung Nguyên, bản thân Lý Lâm cũng có xuất thân phi thường, khối tài sản tích lũy dưới tên ông ta không thua kém gì các đại gia gia tộc hạng nhát. Đại sư Lý Lâm, cái này, thật sự là đế vương xanh lục cực phẩm sao? Vẻ mặt bà cụ Đường kích động hỏi. Nếu không phải hôm nay là ngày kỷ niệm 20 năm thành lập nhà họ Đường, thì e rằng Lý Lâm đã nổi điên, vừa nãy ông ta đã nói rất rõ ràng đây là đế vương xanh lục cực phẩm. Lý Lâm lại cầm lấy kính lúp chuyên nghiệp quan sát, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, cuối cùng Lý Lâm cảm thán, không ngờ đế vương xanh lục cực phẩm trăm năm lại được bảo quản tốt như vậy. Thật sự là hiếm có. Cái gì, đế vương xanh lục trăm năm? Trong phút chốc, miệng của mọi người tại hiện trường đều há hốc thành hình chữ O. Vốn đế vương xanh lục cực phẩm đã là loại khan hiếm, nếu đã có lịch sử cả trăm năm thì có thể nói đây là một di tích văn hóa và giá trị của nó không ngoa chút nào. Không phải chứ? Đường Hạo hỗn loạn nói. Thứ anh ta tặng cho bà cụ Đường lần này là một chuỗi hạt ngọc Phật trị giá 1 triệu tệ, ai ngờ Dương Tiêu lại tặng ngọc đế vương xanh lục trăm năm. Lý Lâm chỉ vào ngọc quan âm nói với bà cụ Đường, tuy rằng có chút cũ nhưng tất cả đều là dấu vết của thời gian. Chúc mừng lão phu nhân, nhà họ Đường các người có con dễ tốt. Lúc này vẻ mặt của bà cụ Đường trở nên cứng ngắc, không ngờ Dương Tiêu lại đưa đế vương xanh lục cực phẩm trăm năm, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bà ta. Theo cái nhìn của bà ta, nếu Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết không gây rối đã là chuyện tốt, cho dù là quà tặng thì cũng có lẽ chỉ là hàng bình thường vài trăm tệ. Ngay khi đế vương xanh lục cực phẩm xuất hiện, trong lòng bà cụ Đường đã dậy sóng, ánh mắt khi nhìn về phía Dương Tiêu đã thay đổi. Tiền bối Lý, Ngọc quan âm này rất quý đúng không? Đường Dĩnh kinh ngạc hỏi. Lý Lâm gật đầu, trịnh trọng nói, ngọc quan âm này không lớn, cộng thêm lịch sử trăm năm, theo quan sát trực quan của tôi. Sợ là giá khởi đầu cũng ít nhất phải 50 triệu tệ, giá trị cụ thể cần phải đánh giá thêm. Đối với những người yêu thích đế vương xanh lục thì có thể bán đấu giá 100-200 triệu tệ cũng có. Hít, ngay khi những lời này vừa nói ra, đám người có mặt tại hiện trường không khỏi hít một hơi lạnh. Ngọc âm này có giá ít nhất là 50 triệu tệ. Cái này có thể so sánh với tài sản của một gia tộc hạng hưu. Hai mắt Đường Hạo và Đường Dĩnh đều đờ đẫn, trong lòng rối loạn không gì sánh được. Không thể ngờ rằng Dương Tiêu đã tặng ngọc quan âm đế vương xanh lục cực phẩm ít nhất 50 triệu tệ. Đặc biệt là Đường Hạo, anh ta tặng chuỗi hạt ngọc Phật cầu nguyện trị giá 1 triệu tệ, muốn đứng đầu trong mọi quà tặng, như vậy có thể làm nhục Dương Tiêu, nhưng không ngờ khi ngọc quan âm xuất hiện, chuỗi hạt ngọc của anh ta dĩ nhiên bị lu mờ. Giờ phút này, Đường Hạo hoàn toàn sững sờ như một quả cà tím bị dính xương muối. Oai! Ngay sau đó, toàn bộ bên trong căn biệt thự của bà cụ Đường như nổ tung. Khắp nơi vang lên tiếng cảm thán, không biết có bao nhiêu người nhìn Dương Tiêu với ánh mắt như đang nhìn quái vật. Ôi đệch, trị giá ít nhất 50 triệu tệ. Đây hoàn toàn có thể so sánh với tài sản của một gia tộc hạng hai. Đúng vậy, không phải Dương Tiêu này là phế vật sao? Sao cậu ta có thể lấy ra được ngọc quan âm đế vương xanh lục có giá trị liên thành? Không phải trộm đấy chứ? Ai mà biết được, nhưng trong cuộc họp thường niên của nhà họ Đường lần trước, Dương Tiêu lại có thể quen biết Hình Kiến của nhà họ Hình, một trong 10 đại gia hàng đầu. Xem ra tên này không đơn giản như vậy. Nghe thấy có giá ít nhất là 50 triệu tệ, trong lòng Dương Tiêu cũng chấn động nhỏ. Ban đầu anh tìm cung thiên tề không phải để có được một viên ngọc quan âm vô giá,
mà là muốn nhờ mối quan hệ sâu rộng của nhà họ Cung giúp anh tìm một món quà tốt. Không ngờ, ông cụ Cung lại trực tiếp chuẩn bị cho mình ngọc quan âm trị giá ít nhất 50 triệu tệ, chuyện này khiến Dương Tiêu hoàn toàn không ngờ tới. Đường Mộc Tuyết che đôi môi đỏ mọng gợi cảm của mình, cô biết món quà của Dương Tiêu sẽ rất phi thường, nhưng cô không ngờ món quà này lại đắt tiền như vậy. Phải biết rằng, toàn bộ nhà họ Đường hiện nay định giá thị trường mới gần 100 triệu tệ, ngọc quan âm đế vương xanh lục này có thể so sánh với một nửa tài sản của nhà họ Đường. Nếu thật sự có thể bán đấu giá 1-2 tỷ tệ, e rằng còn thực sự mạnh hơn toàn bộ gia tộc họ Cung mấy chục năm. Trong lòng bà cụ Đường giá ấy lên sóng gió thăng trầm, lần này bà ta thật sự rất kinh ngạc. Ít nhất là 50 tệ, dù là trong gia đình họ Đường hay các gia đình khác, đều là rất nhiều của cải. Chuyện này, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Đường Hạo không dám tin nói. Đường Dĩnh lập tức khóa mắt nhìn Đường Mộc Tuyết, ha. Chắc chắn là cái đồ đi Đường Mộc Tuyết này đã tìm Lý Minh Hiên, Lý Minh Hiên đã đặc biệt mua cho Đường Mộc Tuyết. Cô ta không tiện tặng một món như vậy nên mới đưa cho phê vật Dương Tiêu. Đúng, chắc chắn là như vậy. Chắc chắn là Lý Minh Hiên mua cho Đường Mộc Tuyết. Đường Hạo như bỗng thông suốt tự tin nói. Lý Minh Hiên, nghe thấy lời nói của Đường Dĩnh, rất nhiều khách mời tại hiện trường đều tỏ vẻ kỳ quái. Nhiều người có mặt tại hiện trường đã nghe nói, sở dĩ Đường Mộc Tuyết giành được hợp đồng với nhà họ Lý ở Đông Hải là vì Đường Mộc Tuyết thỏa mãn nhu cầu đặc biệt của Lý Minh Hiên. Trong mắt mọi người, Dương Tiêu là đồ vô dụng, anh không có khả năng mua được ngọc quan âm đề vương xanh lục cực phẩm giá ít nhất là 50 triệu tệ. Khi Đường Dĩnh nói ra điều này, mọi nghi ngờ dường như đã giải hóa bí ẩn, như thể Đường Mộc Tuyết thực sự có mối quan hệ không chính đáng với Lý Minh Hiên cậu chủ nhà họ Lý ở Đông Hải. Trước ánh mắt của rất nhiều người đang làm nhục mình, Đường Mộc Tuyết đột nhiên vô cùng tức giận, cô trừng mắt nhìn Đường Dĩnh, cô đừng nói bậy. Tôi nói bậy, Đường Mộc Tuyết, trong cả nhà họ Đường này ai mà không biết cô có một chân với Lý Minh Hiên. Đường Dĩnh chế nhạo. Trong chốc lát hầu hết tất cả mọi người đều nhìn Đường Mộc Tuyết với ánh mắt khinh thường. Người ta đều nói rằng Đường Mộc Tuyết người đẹp số một ở Trung Nguyên giữ mình trong sạch, nhưng xem ra cũng chỉ như thế không hơn không kém. Đúng vậy. Dù là người đẹp thì đứng trước mặt tiền tài cũng ngoan ngoãn giang hai chân ra cho người ta chơi. Nghe thấy một loạt lời nói bẩn thỉu, Đường Mộc Tuyết tức giận bốc khói. Đường Mộc Tuyết vừa định phản bác, Lý Lâm lại lên tiếng, không đúng. Hình như tôi đã nhìn thấy ngọc quan âm này ở đâu rồi. Hình như là ở bên trong biệt thự của nhà họ Cung, đúng vậy, là ở trong nhà họ Cung. Nhà họ Cung, nghe đến đây, hiện trường đột nhiên trở nên im lặng. Mọi người có mặt tại hiện trường không ai không biết nhà họ Cung là gia tộc đứng đầu ở Trung Nguyên, có xuất thân thâm hậu, ở Trung Nguyên không ai bằng. Nếu ngọc quan âm này đến từ nhà họ Cung, thì chẳng phải là không biết xuất xứ của ngọc quan âm này sao? Trong phút chốc, bọn họ nhìn Dương Tiêu với vẻ mặt vui đùa, như, thể ngọc quan âm này là do Dương Tiêu trộm được, cậu ta gây chuyện lớn rồi. Ngọc quan âm của nhà họ Cung, bà cụ Đường nghe vậy toàn thân run lên. Phải biết rằng nhà họ Đường chỉ là một gia tộc hạng hai ở thành phố Trung Nguyên, tài sản của gia tộc chỉ gần 100 triệu tệ, trong khi gia tộc nhà họ Cung là gia tộc mạnh nhất trong số 10 đại gia của tứ đại gia tộc ở thành phố Trung Nguyên. Nói trắng ra, nếu nhà họ Cung muốn trấn áp nhà Đường thì chỉ trong vòng một ngày cả gia tộc nhà họ Đường sẽ sụp đổ, rơi vào khủng hoảng phá sản. Nếu như ngọc quan âm này thật sự do Dương Tiêu trộm của nhà họ Cung, một khi bị nhà họ Cung phát hiện ra, nhà họ Cung sẽ nổi giận với nhà họ Đường. Hậu quả sẽ khủng khiếp hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Lý Lâm trịnh trọng gật đầu nói, đúng vậy, ngọc quan âm này đúng là xuất thân từ nhà họ Cung. Nửa năm trước tôi đến nhà họ Cung làm khách, tôi đã nhìn thấy ngọc quan âm này trong phòng làm việc của ông Cung Cung Thiên Tè, tôi có ấn tượng khá sâu sắc. Cái gì, ngọc quan âm ở trong phòng làm việc của ông cụ Cung? Vẻ mặt của rất nhiều khách mời đều kinh ngạc, không ngờ ngọc quan âm này lại có lai lịch lớn như vậy. Như đã biết. Ông cụ Cung Cung Thiên Tề là một tồn tại làm mưa làm gió ở thành phố Trung Nguyên. Hồi đó, Cung Thiên Tề dựng dòng họ bằng hai bàn tay trắng, đưa nhà họ Cung của mình trở thành gia tộc mạnh nhất thành phố Trung Nguyên. Ngay cả khi Cung Thiên Tề giao lại quyền lực cho Cung Minh, Cung Thiên Tề vẫn tham gia vào nhiều kế hoạch chiến lược của nhà họ Cung. Đến nay, Cung Thiên Tề rất được kính trọng ở thành phố Trung Nguyên, không ai dám dễ dàng xúc phạm. Người đứng đầu ở thành phố Trung Nguyên. Thậm chí là người đứng đầu ở toàn tỉnh Hà Nam cũng sẽ khách khí với Cung Thiên Kỳ. Nếu ngọc quan âm này thực sự do Dương Tiêu trộm từ nhà họ Cung, vậy thì có chuyện lớn vui vẻ rồi. Đột nhiên Đường Hạo thay đổi sắc mặt, chỉ vào Dương Tiêu tức giận nói,
được lắm Dương Tiêu, mày dám trộm đồ của nhà họ Cung, gan mày lớn thật, nói, rốt cuộc mày. Có âm mưu gì, muốn hại chết toàn bộ nhà họ Đường chúng tôi hả? Lúc nãy tôi đã nói rồi, Dương Tiêu lòng lang dạ thú, sao anh ta có thể có lòng tốt tặng bà nội Ngọc Quan Âm để vương xanh lục cực phẩm giá trị liên thành chứ? Đường Dĩnh tức giận nói. Gương mặt già nua của bà cụ Đường tràn đầy tức giận, trừng mắt nhìn Dương Tiêu, rốt cuộc cậu muốn gì? Có phải cậu nên cho tôi một lời giải thích? Vừa rồi bà cụ Đường còn mừng thầm trong lòng, nếu đây thật sự là đế vương xanh lục cực phẩm vậy thì chắc chắn đáng giá rất nhiều tiền. Nếu mình bán Ngọc Quan Âm này, tất nhiên sẽ nâng cao thực lực của nhà họ Đường lên rất nhiều, nhà họ Đường sẽ là một trong những gia tộc lớn đã ở ngay trong tầm tay. Làm cho bà cụ Đường kinh hãi là Ngọc Quan Âm lại có xuất thân từ nhà họ Cung. Nhà họ Cung là gia tộc mạnh nhất thành phố Trung Nguyên, trộm bảo vật của gia tộc nhà họ Cung không khác gì đâm thủng trời. Bà nội, Ngọc Quan Âm này có xuất thân từ nhà họ Cung là thật, nhưng không phải cháu trộm mà là ông cụ Cung Cung Thiên Tể đưa cho cháu. Dương Tiêu bình tĩnh nói trước mặt bà cụ Đường đang hùng hổ dọa người. Cái gì, ông cụ Cung Cung Thiên Tể đưa cho? Lời này vừa dứt, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ. Trong chốc lát, nhiều người nhìn Dương Tiêu ánh mắt như nhìn thẳng bị bệnh thân kinh. Thằng vô dụng này không những không biết xấu hổ thừa nhận mà cậu ta còn luôn miệng nói đó là do Cung Thiên Tể đưa, thật nực cười. Ai mà không biết Dương Tiêu là phế vật nổi tiếng ở thành phố Trung Nguyên, làm sao Dương Tiêu có thể quen biết một ông lớn như Cung Thiên Kỳ. Đường Hạo là người đầu tiên phản ứng lại, anh ta trừng hai mắt lớn như muốn nứt ra nhìn Dương Tiêu, cái quằn. Loại người không ra hồn như mày sao có thể quen biết ông cụ Cung. Tao thây là mày ăn trộm thì có, người đâu, mau bắt thằng ăn trộm này lại. Đúng đúng đúng, mau bắt Dương Tiêu lại, đừng để anh ta chạy mát. Đường Dĩnh vội nói. Nhà họ Cung không phải là nơi mà nhà họ Đường có thể đắc tội, nếu nhà họ Cung hiểu lầm thì nhà họ Đường sẽ thực sự gặp tai họa. Bây giờ, cách tốt nhất là bắt Dương Tiêu và đưa Ngọc Quan Âm cùng đến nhà họ Cung, tránh cho cá trong chậu gặp nạn, kéo cả nhà họ Đường xuống. Bà cụ Đường tức giận suýt ngất xỉu, bà ta chỉ vào Dương Tiêu, mày. Mày đồ khốn nạn muốn làm cho tôi đang sống sờ sờ tức chết hải. Đứng trước mặt nhà họ Cung, bà cụ Đường còn không dám đạp, chứ đừng nói là trộm bảo vật của nhà họ Cung. Chờ đã, ngay khi nhóm nhân viên bảo vệ chuẩn bị bắt giữ Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết đã đứng ra bảo vệ Dương Tiêu. Mũi của bà cụ Đường giống như sắp bốc khói, bà ta trừng mắt nhìn Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết, cô muốn làm gì? Cô muốn bao che cho thằng khốn kiếp này. Bà nội, cháu tin Dương Tiêu, nếu không tin có thể gọi cho ông cụ Cung xác minh. Đường Mộc Tuyết nói lời chính nghĩa. Từ khi biết Dương Tiêu từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, Đường Mộc Tuyết đã tin tưởng Dương Tiêu 100%, cô tuyệt đối không tin Dương Tiêu là kẻ trộm, càng không tin Dương Tiêu sẽ lấy trộm bảo vật của nhà họ Cung. Bà cụ Đường rất tức giận, càn quấy. Đường Mộc Tuyết cô tránh ra cho tê, ông cụ Cung là kiểu ông lớn, sao bà ta có thể liên tưởng đến. Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu không biết chuyện quan trọng, không lẽ cô cũng không biết chuyện quan trọng. Các người chuẩn bị lôi cả nhà họ Đường xuống hả? Đường Hạo tức giận hét lên. Đường Mộc Tuyết không hề dao động, kiên quyết nói, bà nội, cháu tin Dương Tiêu, nếu các người dám động vào Dương Tiêu, tôi sẽ không phụ trách về việc hợp tác với nhà họ Lý ở Đông Hải nữa. Cái gì, không còn phụ trách hợp tác với nhà họ Lý ở Đông Hải? Nghe thấy những lời của Đường Mộc Tuyết, mắt bà cụ Đường tối sầm lại, suýt hộc máu. Bà ta thật sự không ngờ Đường Mộc Tuyết lại dám vì Dương Tiêu mà uy hiếp bà ta. Cả người Đường Hạo cùng Đường Dĩnh run lên, hai mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn Đường Mộc Tuyết, nhưng không dám kiềm chế Đường Mộc Tuyết. Bọn họ biết rõ Lý Minh Hiên chỉ thừa nhận Đường Mộc Tuyết là người phụ trách, nếu Đường Mộc Tuyết không phụ trách nữa, nhất định nhà họ Lý ở Đông Hải sẽ đơn phương hủy hợp đồng, ước mơ sau này trở thành gia tộc giàu có của nhà họ Đường sẽ hoàn toàn tan vỡ. Được, được lắm, vậy thì bây giờ tôi sẽ liên lạc với nhà họ Cung. Tôi muốn cô hiểu rằng thằng chồng vô dụng của cô là đồ vô dụng. Là một tên trộm. Bà cụ Đường rất tức giận. Nhìn Đường Mộc Tuyết đang bảo vệ mình, trong lòng Dương Tiêu cảm thấy ấm áp. Ánh mắt của đám khách mời nhìn Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu tràn đầy vẻ khinh thường, như thể Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu liên thủ ăn trộm vậy. Bà cụ Đường trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho gia chủ nhà họ Cung Cung Minh, bà ta không có tư cách có số điện thoại của ông cụ Cung. Cung Minh đang ở nhà họ Cung thấy bà cụ Đường gọi điện thoại đến, ông ta ngạc nhiên. Tại sao bà cụ Đường lại gọi điện cho mình vào lúc này?
hôm nay không phải là ngày quan trọng kỷ niệm 20 năm thành lập nhà họ Đường sao? Là gia tộc mạnh nhất ở thành phố Trung Nguyên, đương nhiên nhà họ Cung luôn chú ý đến động thái của các gia tộc lớn nhỏ ở thành phố Trung Nguyên. 2 giờ trước, Cung Thiên Tể bố của ông ta còn đặc biệt đưa Ngọc Quan Âm cho Dương Tiêu, Cung Minh biết rất rõ điều đó. Chào bà Đường, có chuyện quan trọng sao? Cung Minh do dự một lúc, sau đó vẫn kết nối điện thoại. Nghe thấy giọng nói của Cung Minh, bà cụ Đường cung kính nói, xin chào ông Cung, hôm nay là ngày kỷ niệm 20 năm thành lập nhà họ Đường, cháu rể của nhà họ Đường chúng tôi là Dương Tiêu đã đưa Ngọc Quan Âm mà Cung Tiên Sinh bố của ông siêu tầm làm quà tặng, tôi đặc biệt gọi tới kiểm chứng. Thằng phế vật này chết chắc rồi, Đường Hạo chế nhạo. Đường Dĩnh và nhóm khách mời nhìn Dương Tiêu với ánh mắt tràn đầy vẻ vui đùa. Trong mắt họ, Dương Tiêu không có tư cách có thể quen biết một nhân vật quan trọng như ông cụ Cung. Cung Minh nghe xong, nói thẳng, đúng vậy, Ngọc Quan Âm đế vương xanh lục kia đúng là do bó tôi đưa cho cậu Dương làm quà tặng. Đúng là do Cung Thiên Tề đưa cho Dương Tiêu làm quà tặng. Cung Minh vừa dứt lời, toàn bộ biệt thự của bà cụ Đường như có sám nổ ầm ầm, mọi người có mặt tại hiện trường đều lộ ra vẻ sững sờ. Cung Thiên Tề đưa Ngọc Quan Âm giá trị liên thành cho phế vật Dương Tiêu này. Đây, mẹ nó đang mở trò đùa quốc tế gì vậy? Nhìn thấy đám người trước mặt ngơ ngác, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên hiện ra ý cười nhàn nhạt. Chuyện đã đến bước này, Dương Tiêu cũng không có ý định giấu giếm, đã đến lúc phải cho nhà họ Đường xem lá bài của mình. Giao Long bơi qua vực cạn, bay lên trời. Bà cụ Đường, Đường Hạo và Đường Dĩnh dẫn đầu rút dao, đương nhiên Dương Tiêu cũng sẽ rút đều món quà hôm nay là tiền đề cho trận chiến giữa hai bên. Từ nay về sau, Dương Tiêu sẽ không còn khiêm tốn nữa, anh muốn trong vòng một tháng nhà họ Đường sẽ phá sản. Cũng muốn trong vòng một tháng này Đường Mộc Tuyết sẽ lên nắm quyền nhà họ Đường. Và anh muốn tất cả những người cười nhạo anh và Đường Mộc Tuyết đều vô cùng hoảng sợ. Bà cụ Đường lập tức sững sờ, bà ta thật sự không ngờ, Cung Minh lại cho bà ta một câu trả lời như vậy. Ông Cung, ông không đùa tôi chứ? Sao ông cụ Cung có thể cho Dương Tiêu Ngọc Quan Âm giá trị liên thành? Bà cụ Đường kinh ngạc nói. Cung Minh nghiêm mặt nói, không dối gạt bà Đường. Có thể tặng quà cho cậu Dương là vinh hạnh cả đời của nhà họ Cung chúng tôi. Cái gì, có thể tặng quà cho cậu Dương là vinh hạnh cả đời của nhà họ Cung chúng tôi. Cung Minh vừa nói ra lời này, không thua gì có máy tiếng sấm chớp đánh xuống. Bà cụ Đường và những người khác giống như bị sét đánh, sắc mặt bỗng trở nên cứng ngắc, thế giới nội tâm của đám khách mời như có 10 trận động đất độ lớn. Bọn họ há hốc mồm, ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, hoàn toàn có thể nhét vài quả trứng. Sao có thể như thế được? Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường không ai không biết nhà họ Cung là gia tộc mạnh nhất Trung Nguyên, Cung Minh là gia chủ nhà họ Cung lại thực sự nói ra lời này, quả thực khiến mọi người kinh ngạc. Nhiều người cho rằng mình đang mơ còn tự nhéo mạnh người mình, cơn đau rất rõ ràng cho họ biết rằng họ không hề mơ. Đường Mộc Tuyết cũng sửng sốt, một người vốn luôn bình tĩnh như cô, giờ phút này đã không còn bình tĩnh nữa. Cô biết Dương Tiêu đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, có quan hệ rộng rãi, nhưng cô không ngờ Cung Minh lại có thể nói như ra lời như vậy. Bà Đường, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi sẽ cúp máy. Cung Minh nói tiếp. Đường, Lý Minh Viễn là một ông chủ có giá trị, Đường Đường vẫn luôn có cảm giác kính nể nhất định với Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên liếc mắt nhìn người đàn ông xấu xí đang sững sờ trên mặt sàn, anh là thuộc hạ trực tiếp của Đường Long. Anh cũng cút đi. Tôi, người đàn ông xấu xí suýt khóc. Mẹ nó, nếu biết điều này từ trước, có đánh chết tôi cũng sẽ không đứng ra lấy lòng Đường Long. Bây giờ thì tốt rồi, Đường Long không được nâng đỡ, mình cũng phải cút, thật đen đủi. Dương Tiêu nhẹ nhàng nói, nhóc con, làm việc chăm chỉ, sau này có chuyện gì thì trực tiếp tìm Lý Minh Hiên. Vâng vâng, Đường Đường vội vàng gật đầu. Giải quyết Đường Long xong, Dương Tiêu đi theo Lý Minh Hiên đến phòng làm việc. Nhìn chằm chằm bóng lưng của Dương Tiêu, đôi mắt đẹp của Đường Đường lóe lên gợn sóng. Anh rẻ, anh tốt với em như vậy, nếu một ngày em không thể sống thiếu anh thì sao? Khi đến phòng làm việc, Lý Minh Hiên kính trọng nói, xin lỗi điện hạ, tôi thật không ngờ Đường Long này lại hung ác như vậy. Chuyện này kết thúc ở đây, hôm nay tôi tìm cậu không phải là dạy dỗ Đường Long. Dương Tiêu xua tay. Lý Minh Hiên kinh ngạc, vậy vì sao hôm nay điện hạ lại tới? Vì thanh toán khoản lớn, Dương Tiêu nói thẳng. Lý Minh Hiên có hơi mờ mịt thanh toán lớn. Thuộc hạ ngu dốt, điện hạ, thanh toán lớn gì ạ? Dương Tiêu nói rõ mọi chuyện cho Lý Minh Hiên biết,
biết được Dương Tiêu sẽ tấn công triệt để nhà họ Đường, điều này làm Lý Minh Hiên vô cùng phấn khích. Anh ta đã không vừa mắt nhà họ Đường từ lâu rồi, Dương Tiêu ở nhà họ Đường 5 năm đã phải chịu 5 năm tủi nhục, khi biết chuyện Lý Minh Hiên cảm thấy xót xa. Người nhà họ Đường này khinh người quá đáng, nếu không phải Dương Tiêu chậm chạp chưa ra lệnh, Lý Minh Hiên đã chuẩn bị tấn công nhà họ Đường từ lâu rồi. Điện hạ yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực giúp điện hạ dọn sạch nhà họ Đường. Lý Minh Hiên nghiêm nghị nói. Dương Tiêu gật đầu đứng dậy rời đi, vừa xuống lầu thì nhận được một cuộc gọi lạ. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói lo lắng của Đường Vận truyền đến, Dương Tiêu, cậu ở đâu? Long Ngũ bị thương nặng phải nhập viện. Cái gì, Long Ngũ bị thương, nghe thấy giọng điệu lo lắng của Đường Vận, sắc mặt Dương Tiêu đột nhiên thay đổi. Giờ phút này, trong lòng Dương Tiêu có dự cảm không thể giải thích được, anh đã chuyển 3 tỷ tệ cho Long Ngũ thành lập tập đoàn mới thanh lý nhà họ Đường. Ai có thể ngờ rằng Long Ngũ lại nhập viện vào lúc nguy cấp này, chẳng lẽ nhà họ Đường biết tin đã ra tay với Long Ngũ? Không lẽ nhà họ Đường chuẩn bị bóp chết kế hoạch thanh lý còn trong trứng nước của mình? Trong giọng nói của Đường Vận có tiếng khóc nức nở, đúng vậy, bây giờ chúng tôi đang ở bệnh viện nhân dân số 3. Chị Đường Vận, chị đừng lo lắng, tôi tới ngay. Dương Tiêu lập tức bình tĩnh lại. Sau khi cúp máy, Dương Tiêu không chần chừ lái xe đi về phía bệnh viện nhân dân số 3. Đến bệnh viện, Dương Tiêu nhanh chóng đi tới trước cửa phòng cấp cứu, chị Đường Vận. Dương Tiêu, cuối cùng cậu cũng tới. Nhìn thấy Dương Tiêu, Đường Vận như đã tóm được cọng rơm cứu mạng. Dương Tiêu vội vàng hỏi, chị Đường Vận, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Long Ngũ là người bạn duy nhất của anh ở thành phố Trung Nguyên, trải qua trận chiến ở phố cũ, anh và Long Ngũ không kém gì anh em vào sinh ra tử. Trực giác mách bảo Dương Tiêu lần này Long Ngũ nhập viện chắc chắn có liên quan đến việc thành lập tập đoàn mới. Nghĩ đến việc Long Ngũ vì mình mà bị thương phải vào phòng cấp cứu, trên mặt Dương Tiêu tràn đầy vẻ xin lỗi, chỉ muốn ngay lập tức bắt được kẻ sát nhân đưa tới trước mặt Long Ngũ tạ tội. Mấy ngày nay chúng tôi thuê tòa nhà Ngân Cơ đứng tên nhà họ Hoa ở thành phố Trung Nguyên. Không ngờ ngày hôm qua có một thanh niên đã cảnh cáo chúng tôi phải dọn ra ngoài ngay lập tức, nếu không, anh ta sẽ không khách sáo với chúng tôi đã trả tiền đặt cọc sao có thể chuyển đi. Ai biết được vừa rồi một nhóm người mặc đồ đen đột nhiên xông vào, không nói lời nào đã bắt đầu tàn phá. Tôi và Long Vũ đâu có cam lòng đã xung đột trực diện với họ, đối phương người đông lực mạnh ra tay trước, Long Ngũ chỉ có một mình không chống đỡ được, tôi lại không giúp được gì, không lâu sau Long Ngũ bị bọn họ đánh bị thương nặng. Đường Vận nước mắt lưng tròng nói. Nghe vậy, Dương Tiêu tức giận vẻ mặt thay đổi. Đúng như dự đoán, vì chuyện của tập đoàn mới mà Long Ngũ bị thương nặng. Dương Tiêu không quan tâm đến chuyện của tòa nhà Ngân Cơ, anh chỉ muốn biết Long Ngũ bị thương như thế nào. Dương Tiêu biết rất rõ sức chiến đấu của Long Ngũ, cách đây không lâu, một mình Long Ngũ đã bảo vệ Đường Vận thoát khỏi bị hàng trăm người bao vây, lê lết thân thể bị thương nặng giết chết Phương Thiên Long. Điều khiến Dương Tiêu kích động là đối phương lại đánh Long Ngũ bị thương nặng, hiển nhiên đối phương không phải quả hồng mềm. Dương Tiêu xấu hổ nói, chị Đường Vận, do tôi không chu đáo đã không cân nhắc kỹ. Tôi nên tìm thêm người giúp hai người. Cậu không cần phải tự trách, không ai biết sẽ xảy ra loại chuyện này, mặt mũi Đường Vận tràn đầy mây đen. Không lâu sau, bác sĩ chính trong phòng cấp cứu bước ra ngoài. Anh ta liếc nhìn Dương Tiêu và Đường Vận, ai là người nhà của Long Ngũ? Bác sĩ, tình huống thế nào? Vẻ mặt Đường Vận tràn đầy lo lắng. Đồng thời Dương Tiêu đứng ra đi về phía trước nhìn về phía bác sĩ chính nói, mọi người đừng quá lo lắng. Thân thể Long Ngũ không nghiêm trọng, nguyên nhân chính là vết thương trước đó còn chưa lành hẳn, bây giờ chúng bị nứt ra, cơ thể mất quá nhiều máu. Nghe thấy điều này, cả Dương Tiêu và Đường Vận đều cảm thấy nhẹ nhõm. Dương Tiêu hiểu rõ trước đó Long Ngũ bị Vương Thiên Long đuổi giết, thân thể bị chém mấy chục nhát dao, cộng thêm hôm nay Long Ngũ lại ra tay, vết thương của anh ấy chắc chắn sẽ nứt ra. Chị Đường Vận, vì Long Ngũ đại ca không sao thì tôi yên tâm rồi. Chuyện bên tòa nhà Ngân Cơ tôi sẽ xử lý, chị yên tâm, hôm nay tôi nhất định đòi lại công bằng cho Long Ngũ đại ca. Dương Tiêu trầm giọng nói. Đường Vận lập tức can ngăn, đừng hấp tấp, đối phương người động lực mạnh e rằng không phải người thường. Chị Đường Vận yên tâm, tôi sẽ không hành động liều lĩnh. Dương Tiêu xoa dịu. Vì Long Ngũ không nguy hiểm đến tính mạng, Dương Tiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi thanh toán tiền và chuyển Long Ngũ đến phòng chăm sóc đặc biệt, Dương Tiêu rời khỏi bệnh viện. Dương Tiêu lập tức liên hệ với Lý Thần Chiến, Lý Thần Chiến thấy đó là cuộc gọi của Dương Tiêu,
anh ta cung kính nói, điện hạ. Chuẩn bị nhân lực, đến tòa nhà Ngân Cơ, nhớ mang theo nhiều người luyện võ, đối phương khó chơi. Dương Tiêu nói. Lý Thần Chiến nghe vậy, nghiêm nghị nói, điện hạ yên tâm, tôi sẽ lập tức huy động nhân lực tới tòa nhà Ngân Cơ, ngay. Bởi vì lần trước Lý Thần Chiến biết thân phận thực sự của Long Ngũ, anh ta có tâm tư ích kỷ dẫn tới việc Long Ngũ và Đường Vận suýt nữa đã bị Vương Thiên Long giết chết, điều này khiến Dương Tiêu rất bất mãn với anh ta. Bây giờ, chỉ cần Dương Tiêu ra lệnh Lý Thần Chiến sẽ làm càng nhanh càng tốt, muốn bù đắp có được sự tin tưởng của Dương Tiêu. Tôi thật sự muốn xem là thần thánh phương nào mà dám công kích Long Ngũ. Hai mắt Dương Tiêu tràn đầy lạnh lẽo lái xe đi. Do phút này, Dương Tiêu tức giận. Anh hoàn toàn tức giận. Long Ngũ là anh em của anh, vì làm việc cho anh, Long Ngũ bị thương nặng, điều này khiến Dương Tiêu vô cùng tức giận. Hơn nữa, bây giờ còn là thời điểm Dương Tiêu đang chuẩn bị thanh lý nhà họ Đường, bên kia làm loạn, đây không phải là rõ ràng muốn chống lại mình sao? Tòa nhà Ngân Cơ là trụ sở chính của tập đoàn mới, nằm ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố Trung Nguyên. Dương Tiêu lái xe với tốc độ nhanh đến tòa nhà Ngân Cơ. Vừa đến nơi thì nhìn thấy mấy bóng người mặc đồ đen đang di chuyển đồ đạc bên trong tòa nhà Ngân Cơ, hiển nhiên là đồ trang trí trước đó đã bị phá bỏ. Anh nhìn xung quanh, đối phương có ít nhất 40-50 người, tất cả đều là những người cao to vạm vỡ, vừa nhìn là biết những người này có lai lịch không bình thường. Dương Tiêu bước tới hét lên, tất cả dừng tay lại cho tôi. Anh mặt sẹo, có người tới gây chuyện. Trong sảnh tầng 1 của tòa nhà Ngân Cơ, một tên đàn em nói với một người đàn ông có vết sẹo trên mặt. Gã mặt sẹo ngậm điều thuốc đang chơi bài với mấy tên đàn em liếc nhìn Dương Tiêu rồi khinh khỉnh nói, ném thằng nhóc này ra ngoài cho tôi. Vâng, một nhóm người mặc đồ đen xung quanh đồng thanh đáp lại. Trong giây tiếp theo, hơn chục người mặc đồ đen lao thẳng vào người Dương Tiêu. Không biết sống chết, nhiều người mặc đồ đen xung quanh đều chế nhạo. Bọn họ đều là con nhà luyện võ, coi như lúc này Dương Tiêu tới làm phiên tự tìm không thoải mái. Bịch bịch bịch, ngay khi mọi người tin rằng Dương Tiêu sắp bị ném ra ngoài, mười mấy bóng người mặc đồ đen như quả đạn pháo mắt trọng tâm hung hăng ngã lăn quay. Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ trong tích tắc, cả chục người này ôm bụng kêu rên. Nhìn thấy hơn chục tên đàn em thật sự bị Dương Tiêu lấy tốc độ ánh sáng điện và đá lửa đánh ngã, sắc mặt của gã mặt sẹo thay đổi, anh ta tức giận đứng lên, trừng mắt nhìn Dương Tiêu, oát con, dám đến địa bàn của tao gây chuyện, con mẹ nó chê sống lâu hả? Long Ngũ là do anh cho người đánh đúng không? Đôi mắt của Dương Tiêu lóe lên tia sáng lạnh khóa trên người gã mặt sẹo. Dám tấn công Long Ngũ, điều này hoàn toàn chạm đến điểm máu chốt của Dương Tiêu. Lúc này, bị gã mặt sẹo nhìn chằm chằm, trong lòng Dương Tiêu bùng lên ngọn lửa giận mãnh liệt. Gã mặt sẹo vô cùng tức giận, anh ta lập tức đứng dậy dẫn theo một nhóm người bao vây Dương Tiêu. Gã mặt sẹo nhìn Dương Tiêu, khinh thường nói, tôi còn tưởng là ông lớn nào tới. Hóa ra là người trợ giúp của tên Long Ngũ chó nhà có tang kia. Quát con dám đả thương anh em của mặt sẹo tao, chê sống lâu à? Nếu không muốn chết thì lập tức xin lỗi anh em của tao, nếu không thì đi chết đi. Thật không, nhìn chằm chằm vào gã mặt sẹo kiêu căng hống hách, vẻ mặt của Dương Tiêu càng lúc càng lạnh. Dưới cái nhìn của đám người mặc đồ đen, Dương Tiêu liếc nhìn gã mặt sẹo, bây giờ tôi cũng cho anh một cơ, hội. Nếu không muốn chết thì lập tức đưa người tới bệnh viện nhân dân số 3 quỳ xuống xin lỗi trước mặt anh em Long Ngũ của tôi. Lần này, Dương Tiêu thực sự rất tức giận. Nếu đám người trước mặt này không xin lỗi Long Ngũ tử tế, xin Long Ngũ tha thứ, Dương Tiêu thật sự sẽ không để cho nhóm người này đi dễ dàng. Hồ không thể hiện sức mạnh của mình, thực sự cho rằng Dương Tiêu tôi là Hello Kitty. Nghe thấy lời nói của Dương Tiêu, đám người mặc đồ đen đều bật cười. Ha 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 ha. Lão đại, thằng nhóc này lại yêu cầu chúng ta quỳ xuống xin lỗi Long Ngũ con chó nhà tang kia, đầu óc của cậu ta là oát à? Đúng vậy, nhóc, đầu óc của cậu có bệnh à? Biết chúng tôi là ai không? Cho dù thân thủ của cậu giỏi thì như thế nào? Không lẽ cậu còn có thể đánh lại đám người chúng tôi? Nếu không muốn chết thì lập tức quỳ xuống xin lỗi, nếu không hôm nay ông đây sẽ đánh mày lòi phân. Đám người mặc đồ đen nhìn chằm chằm Dương Tiêu với vẻ vui đùa. Như thể Dương Tiêu là quả hồng mềm có thể bị bọn họ bắt nạt. Gã mặt sẹo cầm đầu có hơi tức giận, oát con, là Lương Tĩnh Như cho cậu can đảm dám nói chuyện với tôi như, thế này hả? Tôi đã lăn lộn ở Trung Nguyên 20 năm, những thằng oát cuồng vọng như cậu, bây giờ cỏ mọc trên nắm mổ đã cao 3 mét. Nếu không muốn chết thì lập tức quỳ xuống xin lỗi. Lời của tôi chỉ nói một lần, đừng tự tìm nhục.
Dương Tiêu lạnh giọng nói. Dương Tiêu biết rõ đa số những người này đều là côn đồ do một ông lớn nào đó thuê, chủ nhân thật sự phía sau vẫn chưa xuất hiện, anh không muốn lãng phí thời gian với đám cá rác nhỏ này. Gã mặt sẹo khít mũi, trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị dữ, tợn, oát con, không biết xấu hổ. Nói thật cho mày biết, ngay cả Long Ngũ ông đây cũng không thèm để vào mắt, mày ở trước mặt tao là cái thá gì. Tốt nhất là ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi cho tao, nếu không ông đây sẽ khiến mày sống không bằng chết. Vừa dứt lời, trên mặt gã mặt sẹo tràn đầy vẻ hống hách, như thể trong mắt anh ta Long Ngũ còn không bằng cái rắm. Điều đáng nói là gã mặt sẹo ra xã hội sớm hơn Long Ngũ, xét về thâm niên anh ta còn cao hơn Long Ngũ. 10 năm trước, Long Ngũ đột nhiên xuất hiện, thống trị vùng Trung Nguyên, một nhân vật có quyền lực và uy tín, không ai có thể xúc phạm đến rìa của Long Ngũ, cho dù gã mặt sẹo này đứng trước mặt Long Ngũ cũng bị mờ nhạt. Tuy nhiên, Long Ngũ đột nhiên biến mất. Đám đàn em chia bè kết phái, nháy mắt sức mạnh lớn sụp đổ. 10 năm sau, gã mặt sẹo đã là một nhân vật nổi tiếng trong vùng đất xám ở thành phố Trung Nguyên, anh ta đã không để Long Ngũ vào mắt từ lâu rồi. Biết Dương Tiêu là trợ thủ của Long Ngũ, gã mặt sẹo nhìn Dương Tiêu nhiều hơn với ánh mắt xấu xa. Xem ra không thương lượng được, Dương Tiêu lạnh lùng nói. Gã mặt sẹo mắt kiên nhẫn, anh ta nhe răng cười, xem ra thằng nhóc này ngứa ra, các anh em đều lên hét cho tôi. Đánh, đánh mạnh vào, đánh thằng nhóc này đến nỗi cha mẹ không nhận ra, đánh thằng nhóc này muốn sống không được muốn chết không xong. Vâng, đám người mặc đồ đen mài dao nhìn chằm chằm Dương Tiêu, toàn thân toát ra tà khí mãnh liệt. Dương Tiêu liếc nhìn cảnh tượng của đám người này, ánh mắt lạnh lùng bắn ra, không cần tự hiểu lầm. Tự hiểu lầm, bé ắt con, tao thấy là mày mới tự hiểu lầm. Lên, một tên vạm vỡ hét lên. Anh ta đứng tại chỗ nắm chặt tay hung hăng đập vào đầu Dương Tiêu. Nếu là người bình thường bị bọn chúng đánh vào đầu không chết cũng sẽ bị thương nặng. Lên, đám người đều rơi vào trạng thái tức giận. Sắc mặt của Dương Tiêu càng ngày càng u ám như có thể vắt ra nước, các người tự tìm chết. Anh đã lâu không ra tay, lần này vì anh mà Long Ngũ bị thương nặng, lửa giận của Dương Tiêu không có cách nào có thể che đậy được. Hừ, tìm chết, tao thấy mày mới là người tìm chết. Tên đàn ông vạm vỡ vừa mở miệng tỏ vẻ ngạo nghễ, anh ta đấm thẳng vào đầu Dương Tiêu. Thật sao, Dương Tiêu nói, giọng nói cực kỳ lạnh lùng, giống như giọng nói này có nguồn gốc từ địa ngục vậy, lạnh cả sống lưng. Bụp, ngay lúc nắm đấm sắt của tên đàn ông vạm vỡ này chuẩn bị đánh vào đầu Dương Tiêu, tay phải của Dương Tiêu hóa thành một tia chớp, nắm lấy nắm đấm sắt của người đàn ông. Cái gì, nhìn thấy nắm đấm sắt của mình bị chặn lại, trên mặt tên vạm vỡ này lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ nhỏ sức lực của anh ta đã rất mạnh. 3 đến 5 người cùng nhau xông lên cũng không phải là đối thủ của anh ta, không ngờ nắm đấm sắt của mình lại bị thằng nhóc gầy gò trước mặt này chặn lại. Trên mặt Dương Tiêu không hề có chút gợn sóng, đột nhiên anh xuất lực, răng rắc một tiếng cánh tay phải của tên đàn ông vạm vỡ đã bị chật ngay tại chỗ. Ai cảm giác được cánh tay phải truyền đến một trận đau đớn, tên đàn ông vạm vỡ rên rỉ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Dương Tiêu không hề do dự đá vào đầu gối của tên đàn ông vạm vỡ. Tên đàn ông vạm vỡ cao 1m9 quỳ trên mặt đất. Giết, một tên vạm vỡ khác tấn công Dương Tiêu. Người này còn chưa đến gần Dương Tiêu, thân hình Dương Tiêu đã bất ngờ vọt lên, một cú đá ngang hung hăng đá vào má tên đàn ông vạm vỡ. Phụt, bị Dương Tiêu đá, tên đàn ông vạm vỡ nhổ nước bọt cuồng loạn, thân hình 1m8 của anh ta bị đá văng xa 7-8m ngay tại chỗ. Nhìn thấy hai tên thủ hạ vạm vỡ của mình bị Dương Tiêu đánh bại trong nháy mắt. Mí mắt gã mặt sẹo nhảy loạn lên, lên, con mẹ nó lên hết cho tôi, đánh chết cậu ta. Giết, đám người mặc đồ đen vô cùng hung hãn nhao nhao tấn công Dương Tiêu. Thậm chí ngay lúc này, rất nhiều người mặc đồ đen đã lấy ra những con dao găm sáng quắc, hy vọng có thể đâm xông Dương Tiêu. Trong giây lát, 40-50 người với vẻ mặt hung tợn lao về phía Dương Tiêu. Vẻ mặt Dương Tiêu u ám, lạnh lùng nói, châu châu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Anh đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, là đệ nhất binh vương Thiên Phủ Chỉ Quốc. Các cao thủ Đông Nam Á không phải là đối thủ của anh, trong đại hội võ thuật châu Á anh đã càn quét tất cả, bát khả chiến bại. Cho dù thực lực của anh vừa mới khôi phục một chút, nhưng cũng không phải là một đám cá tạp nhỏ có thể khinh thường. Một người dùng dao găm đâm vào Dương Tiêu, ánh mắt Dương Tiêu lóe lên, anh đá vào háng người đó, một vệt máu nổi lên, cả người anh ta co lại, quỳ trên mặt đất. Một người khác cầm dao đâm từ sau lưng Dương Tiêu đã nhận ra điều đó,
anh xoay tay phải thành tia chớp giữ cổ người đó, anh lắc mạnh, người đó đập mạnh vào tường như một viên đạn đại bác. Trong phút chốc, Dương Tiêu như hỗ nhập bầy dê, đám người này hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. 1, 10, 20, 30, trong nháy mắt, đông đảo người mặc đồ đen nằm la liệt trên mặt đất kêu la thảm thiết, tiếng gào thét như giết lợn vang vọng lên trời. Ôi mẹ ơi, nhìn thấy Dương Tiêu hung ác như vậy, 12 tên mặc đồ đen còn sót lại đều rét run, lảo đảo lui về phía sau. Gã mặt sẹo sợ hãi suýt tè ra quần, anh ta sững sờ nhìn Dương Tiêu, cậu. Rốt cuộc cậu là ai? Cộp cộp cộp, đúng lúc này, Lý Thần Chiến mang một đám người vội vàng đi tới. Lý Thần Chiến tham kiến Điện Hạ, ngay sau khi bước vào Lý Thần Chiến nghiêm nghị hét lên. Tham kiến Điện Hạ, mười mấy người đồng thanh hô. Tham kiến Điện Hạ. Ngay sau đó, hơn trăm người với vẻ mặt trang nghiêm đồng thanh hét lên. Thủy triều cuồn cuộn dâng trào lòng người. Điện Hạ, nghe sát thần Lý Thần Chiến ở Trung Nguyên lại kính trọng gọi Dương Tiêu là Điện Hạ. Gã mặt sẹo như bị sét đánh, hai chân mềm nhũn, kinh hãi ngồi bệt xuống. Ngay sau đó một mùi khai nồng nặc bay lên trời, gã mặt sẹo bị dọa cứ thế tè ra quần. Gã mặt sẹo bị cảnh tượng trước mắt dọa sững sờ, lăn lộn ở Trung Nguyên ai mà không biết Lý Thần Chiến được tôn là sát thần. 10 năm trước, từ lúc Long Ngũ rút lui khỏi giang hồ, các bang phái lớn tranh giành không ngừng, cuối cùng hai thế lực tối cao đã xuất hiện. 5 năm trước, khi Lý Thần Chiến đến Trung Nguyên, một người một dao đánh thiên hạ chia thành cục diện ba phe. Cách đây không lâu Vương Thiên Long một trong ba ông lớn đã chết, nghe nói là bị Lý Thần Chiến mang người tới bao vây, cuối cùng Vương Thiên Long không chống đỡ nổi mà chết, từ đó cái danh hung ác của Lý Thần Chiến càng nổi tiếng. Điều làm cho gan ruột của gã mặt sẹo bị nứt là Lý Thần Chiến một ông lớn sừng sỏ lại gọi Dương Tiêu là Điện Hạ, điều này làm cho cả người gã mặt sẹo sợ hãi sững sờ. Trực giác nói với gã mặt sẹo rằng lần này anh ta đã chọc vào tổ ong vò vẽ, gây rắc rối lớn. Hơn nữa, xét theo kỹ năng của Dương Tiêu, kỹ năng như vậy không phải người thường có thể có được. Dương Tiêu vừa đánh bại liên tiếp hơn 30 người của bọn họ, không hề thở dốc, hiển nhiên còn chưa phát huy hết sức lực. Phải biết rằng, khi gã mặt sẹo biết người mà anh ta đối phó là Long Ngũ, tất cả những người mà anh ta mang theo đều là con nhà luyện võ. 40-50 người luyện võ súng lại. Cho dù là Long Ngũ cũng khó đánh lại được, ai ngờ tên trước mặt này lại có thể lật tung cả đám đàn em của anh ta. Bây giờ, thậm chí là Lý Thần Chiến còn kính trọng gọi cậu ta là Điện Hạ, gã mặt sẹo hoàn toàn biết rằng mình đã gây chuyện lớn. Dương Tiêu gật đầu nhẹ. Lý Thần Chiến liếc nhìn gã mặt sẹo, khinh thường nói, mặt sẹo, gan anh lớn thật đó, ngay cả Điện Hạ nhà tôi cũng dám khiêu khích, tôi thấy là anh thật sự chê sống lâu. Đồng thời anh ta cũng nhìn chằm chằm vào đám người bị Dương Tiêu đánh tả tơi trên mặt đất, Lý Thần Chiến cũng thầm kinh ngạc, kỹ năng của Dương Tiêu vẫn như cũ kinh ngạc lòng người. Đổi lại là anh ta đối mặt với rất nhiều tinh hoa, cho dù cố gắng xuất toàn lực, cũng không thể đánh bại bọn họ cùng một lúc. Điện hạ, có cần tôi làm thịt tên mặt sẹo không có mắt này không? Lý Thần Chiến cung kính hỏi. Cảm nhận được sát khí trên người của Lý Thần Chiến, gã mặt sẹo sợ tới mức cả người hồn bay phách lạc, vội vàng nói. Lý Thần Chiến, tôi là người của Phùng Tứ Gia, anh dám động vào tôi, Tứ Gia tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Bớt đem Tứ Gia ra trấn áp tôi, hôm nay cho dù Phùng Tứ Gia đích thân tới, Điện Hạ nhà tôi muốn giết anh Phùng Tứ Gia cũng không ngăn cản được. Lý Thần Chiến khinh thường nói. Dương Tiêu có chút kinh ngạc, anh là người của Phùng Tứ Gia. Phùng Tứ Gia, không rõ tên gốc, là con thứ tư trong nhà, là một trong ba ông lớn của vùng đất xám ở thành phố Trung Nguyên. Anh ta nổi tiếng ngang hàng với Lý Thần Chiến và Vương Thiên Long. Mọi người lăn lộn trong xã hội đều tôn kính gọi Phùng Tứ là Tứ Gia, những nhân vật hàng đầu ở thành phố Trung Nguyên gọi thẳng là Phùng Tứ. Từ sau cái chết của Vương Thiên Long, ở thành phố Trung Nguyên chỉ còn lại hai người Lý Thần Chiến và Phùng Tứ. Tuy nhiên, Phùng Tứ là kẻ già đời trong xã hội đen. 10 năm trước, trong khi Long Ngũ làm mưa làm gió thì Phùng Tứ là một ông lớn tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Trung Nguyên. Sau khi Long Ngũ rút lui, Vương Thiên Long dựa vào thực lực của Long Ngũ tự lập bang phái, còn Phùng Tứ nhân cơ hội này phát triển thế lực, tổng thực lực của anh ta mạnh gấp đôi Vương Thiên Long và Lý Thần Chiến. Vâng, gã mặt sẹo trước mặt này là cánh tay đắc lực của Phùng Tứ. Lý Thần Chiến nói thật. Nói đến Phùng Tứ, trên mặt Lý Thần Chiến lộ rõ vẻ kiêng dè. Trong ba ông lớn của vùng đát xám, Phùng Tứ là người mạnh nhất, lực lượng ngang hàng với Vương Thiên Long. Trong trận chiến ở phố cũ, Vương Thiên Long đã chết,
Lý Thần Chiến nhân cơ hội nuốt chửng một lượng lớn lãnh thổ của Vương Thiên Long, nhưng anh ta vẫn không thể so với Phùng Tứ, điều này đủ chứng tỏ sức mạnh của Phùng Tứ. Dương Tiêu biết địa vị của Phùng Tứ ở thành phố Trung Nguyên, anh nhìn chằm chằm vào gã mặt sẹo, Phùng Tứ thì như thế nào? Dám đả thương Long Vũ thì đã có tâm sống mái với tôi, ai bảo anh tới? Tính khí của tôi không được tốt, tốt nhất là anh nên nói thật. Mặc dù Phùng Tứ sở hữu sức mạnh mạnh mẽ ở thành phố Trung Nguyên, nhưng Dương Tiêu không hề sợ, anh đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, theo quan điểm của Dương Tiêu, Phùng Tứ này là một con rắn địa phương. Không khiêu khích mình thì cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu Phùng Tứ thật sự không có mắt mà khiêu khích anh, cho dù Phùng Tứ cắm sâu ở Trung Nguyên, Dương Tiêu cũng sẽ giết anh ta. Nghe thấy chưa, nếu không nói thật, Điện Hạ không so đo tôi cũng sẽ giết anh. Lý Thần Chiến mắng. Nhìn thấy Dương Tiêu không để Phùng Tứ vào mắt, trong lòng gã mặt sẹo càng thêm hoảng hốt. Chỉ cần lăn lộn ở thành phố Trung Nguyên, ai không biết Phùng Tứ ở thành phố Trung Nguyên có nghĩa là gì. Nói trắng ra, ngoài tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên, ngay cả 10 đại gia hàng đầu Phùng Tứ cũng không để vào mắt. Giọng điệu Dương Tiêu lớn lối, cộng thêm kỹ năng đáng sợ mà Dương Tiêu vừa thể hiện lúc nãy thực sự gây cho gã mặt sẹo một cú sốc rất mạnh. Giờ phút này, Dương Tiêu là dao, anh ta là cá nằm trên thớt, gã mặt sẹo muốn sống lâu đâu dám che giấu, là... Là Lưu Thiếu bảo tôi tới. Lưu Thiếu nào? Lý Thần Chiến hỏi. Gã mặt sẹo căng ra đầu nói tiếp. Chính là Lưu Chiến Thắng nhà họ Lưu, một trong tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên, là Lưu Thiếu bảo tôi tới. Lưu Chiến Thắng, Dương Tiêu cau mày. Ấn tượng của Dương Tiêu về Lưu Chiến Thắng là khá sâu sắc, Lưu Chiến Thắng thích Cung Linh Nhi. Lần trước ở cửa hàng 4S anh ta ngang ngược chặn mình, anh đã lái chiếc Volkswagen Beetle mới mua của Cung Linh Nhi đua xe với Lưu Chiến Thắng, anh đã thắng Lưu Chiến Thắng, anh ta vẫn không phục nhờ thần xe Lý Đông Bằng đua với anh. Cuối cùng, cả hai đều bị đánh bại trong tay mình. Lưu Chiến Thắng còn đặc biệt gọi điện cho Lý Thần Chiến, bị Lý Thần Chiến dạy dỗ một trận. Lý Thần Chiến cũng rất ngạc nhiên, anh ta thực sự không ngờ Lưu Chiến Thắng lại bảo gã mặt sẹo tới đập phá. Trước kia anh ta không biết, Lưu Chiến Thắng đã yêu cầu anh ta dẫn người đến ngăn cản Dương Tiêu, lúc đó đã gây ra một trận đen đủi, đối với Lưu Chiến Thắng này trong lòng Lý Thần Chiến thấy rất không vui. Đúng, là Lưu Thiếu Lưu Chiến Thắng, gã mặt sẹo vội vàng nói. Mình sống là được. Lưu Thiếu lần này xin lỗi anh. Lý Thần Chiến suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Dương Tiêu trầm giọng nói, Điện Hạ. Nhà họ Lưu là một gia tộc hàng đầu ở Trung Nguyên, mà gã mặt sẹo này còn là người của Phùng Tứ, chúng ta nên ứng phó như thế nào? Theo quan điểm của Lý Thần Chiến, bất kể là nhà họ Lưu hay Phùng Tứ đều là những người khó chơi, đối phó rất khó. Cho dù là nhà họ Lưu hay Phùng Tứ, người nào dám gây chuyện với tôi, đừng trách tôi không khách sáo. Dám đả thương Long Ngũ là đang xúc phạm đến điểm mấu chốt của tôi. Lập tức liên lạc với Lý Chiến Thắng ngay, nếu Lưu Chiến Thắng ngoan ngoãn phối hợp xin lỗi Long Ngũ thì sẽ cho qua. Nếu không xin lỗi thì hôm nay tôi sẽ khiến anh ta sẽ phải sám hối vì hành vi ngu ngốc của mình. Dương Tiêu tức giận mắng. Nghĩ đến Long Ngũ bị thương nặng, Dương Tiêu không nhịn được rất tức giận. Lý Thần Chiến biết ở thời kỳ đỉnh cao Dương Tiêu có sức mạnh như thế nào, chỉ một Phùng Tứ, một nhà họ Lưu. Dương Tiêu thực sự không quan tâm đến điều đó. Lý Thần Chiến nhìn về phía gã mặt sẹo, tai anh mọc lông hả? Không nghe Điện Hạ nói gì hả? Còn không mau liên lạc với Lưu Chiến Thắng. Vâng, gã mặt sẹo dùng mình, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lưu Chiến Thắng. Lưu Chiến Thắng đang ở trong câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, nhận được cuộc gọi từ gã mặt sẹo, anh ta vui đùa nói, mặt sẹo, mọi chuyện thế nào rồi? Lưu Thiếu. Xảy ra chuyện lớn rồi, gã mặt sẹo ấp a ấp úng nói lại vấn đề. Lưu Chiến Thắng nghe xong đã đá bay cô gái đang chăm sóc sức khỏe cho mình, trên mặt tràn đầy tức giận, đệch. Lại còn có người muốn sống mái với tôi, mẹ nó lập tức chuẩn bị xe cho tôi, mang dao của tôi theo. Hôm nay tôi muốn chém chết thằng khốn đó. Cậu chủ, có cần chúng ta tập hợp nhân lực không? Mặt sẹo mang theo nhiều thủ hạ giỏi như vậy cũng toang, e rằng đối phương cũng có lai lịch không nhỏ. Hoặc là Long Ngũ cho tàn lại cháy. Một tên thủ hạ nhắc nhở. Nghĩ đến Long Ngũ che trời ở thành phố Trung Nguyên 10 năm trước, Lưu Chiến Thắng không nhịn được rụt cổ lại, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Đối với Long Ngũ, Lưu Chiến Thắng thực sự kiêng dè, anh ta biết vào thời kỳ huy hoàng Long Ngũ đáng sợ như thế nào. Lưu Chiến Thắng xua tay hét lớn, tập hợp tất cả tinh nhuệ của gia tộc, tôi không tin có người ở thành phố Trung Nguyên dám sống mái với nhà họ Lưu của tôi. Vâng.
thuộc hạ kính cần nói. Không lâu sau, một chiếc Ferrari 488 đến trước, một đoàn Mercedes-Benz chóng đạn đi đến tòa nhà Ngân Cơ. Cộp cộp cộp, dưới ánh nhìn của mọi người, chỉ thấy hàng chục chiếc Mercedes-Benz chống đạn nhanh chóng lao tới, hơn trăm vệ sĩ mặc vest đi giày ra bước xuống. Một người đàn ông nhanh chóng mở cửa chiếc Ferrari 488, người bước xuống là Lưu Chiến Thắng đeo kính râm, mặc áo khoác ngoài. Bái kiến thiếu chủ, tên cầm đầu hét lớn. Bái kiến thiếu chủ, hơn trăm vệ sĩ đồng thanh hét lên. Nhìn thấy Lưu Chiến Thắng đến, gã mặt sẹo như bị phê thuốc kích thích nói với vẻ phấn khích. Tốt quá rồi, cuối cùng Lưu Thiếu cũng đến. Nhà họ Lưu là một trong tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên, lai lịch thâm hậu, vệ sĩ được nuôi trong nhà đều giỏi một địch mười, có lẽ ngay cả Lý Thần Chiến và đám thuộc hạ này cũng không phải là đối thủ của đám vệ sĩ tinh nhuệ này. Nhìn thấy Lưu Chiến Thắng mang theo nhiều người đến, vẻ mặt của Lý Thần Chiến đột nhiên trở nên ngưng trọng. Điện hạ, có cần gọi thêm người không? Lý Thần Chiến hỏi. Lưu Chiến Thắng mang theo tất cả thủ hạ tinh nhuệ của nhà họ Lưu. Nếu lát nữa bắt đầu trận chiến, hơn phân nửa là bọn họ không được thơm lây. Dương Tiêu xua tay, không cần, ngược lại là tôi muốn xem Lưu Chiến Thắng có ý đồ xấu gì. Vâng, Lý Thần Chiến nhìn về phía Dương Tiêu như thiên lôi bảo đâu đánh đó. Sau khi xuống xe, ánh mắt độc đoán của Lưu Chiến Thắng quét vào bên trong tòa nhà Ngân Cơ, nhìn thấy bóng dáng của Dương Tiêu và Lý Thần Chiến, vẻ mặt của Lưu Chiến Thắng đột nhiên kinh hãi, quái. Sao lại là hai người này? Lần trước trong cuộc đua, anh ta đã lái chiếc Ferrari 488, bị Dương Tiêu lái chiếc Volkswagen Beetle đâm thương tích đây mình. Lưu Chiến Thắng nhớ rất rõ chuyện này, sau đó anh ta gọi cho Lý Thần Chiến, làm cho Lưu Chiến Thắng mở mang tầm mắt là sát thần Lý Thần Chiến ở Trung Nguyên lại gọi Dương Tiêu là điện hạ. Anh ta không dạy dỗ được Dương Tiêu mà còn bị Lý Thần Chiến dạy dỗ một trận, đây trở thành nỗi sỉ nhục suốt đời của Lưu Chiến Thắng. Lưu Chiến Thắng vẫn luôn canh cánh chuyện đua xe. Anh ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội dạy dỗ Dương Tiêu một trận ra trò, không ngờ lần này người gây chuyện lại là Dương Tiêu. Cũng may là mang theo nhiều người, nếu không thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Lưu Chiến Thắng kinh hãi một lúc. Nếu như vừa rồi anh ta một mình một ngựa đuổi giết tới đây, thì chẳng khác nào tới tìm chết. Dương Tiêu mang theo một nhóm người tới trước mặt Lưu Chiến Thắng, Lưu Thiếu đúng không? Đám người mặt sẹo này do anh tìm. Đúng vậy, mặt sẹo do tôi tìm tới đấy thì sao? Có nhóm tình nhuệ của nhà họ Lưu che chở, Lưu Chiến Thắng không hề sợ Dương Tiêu. Thậm chí, nghĩ đến sự sỉ nhục mà Dương Tiêu đã mang đến cho mình trong vụ đua xe trước đó, Lưu Chiến Thắng chỉ muốn ngay lập tức đè Dương Tiêu xuống đất hung hăng đánh một trận. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Lưu Chiến Thắng đang tự tin, lạnh lùng nói, vậy anh biết tòa nhà Ngân Cơ này đã được chúng tôi thuê không? Chúng tôi đã ký hợp đồng cho thuê với nhà họ Hoa, anh có tư cách gì tới nhúng tay vào? Các anh thuê rồi thì có làm sao? Tôi sẵn sàng thuê với giá gấp đôi. Nói cho anh biết, nhà họ Lưu của tôi là một trong những gia tộc đứng đầu thành phố Trung Nguyên, ai dám không cho nhà họ Lưu tôi mặt mũi? Lưu Chiến Thắng tỏ vẻ kiêu căng. Đúng lúc này, Lý Thần Chiến dẫn đầu hơn trăm người đến bảo vệ Dương Tiêu, trong khi nhóm vệ sĩ tinh nhuệ của nhà họ Lưu đang kiên quyết bảo vệ Lưu Chiến Thắng. Hai bên dương cung bạt kiếm, một trận chiến đẫm máu có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Dương Tiêu giễu cợt, tôi thừa nhận nhà họ Lưu của anh quả thực là một trong tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên, lai lịch thâm hậu, có sức triệu tập mạnh mẽ, nhưng đây không phải là vốn liếng để anh kiêu ngạo. Thằng kia, tôi khuyên anh bớt xen vào chuyện của người khác. Tôi vẫn chưa tính toán khoản nợ lần trước với anh đâu. Ánh mắt Lưu Chiến Thắng lộ ra vẻ tàn khốc. Vẻ mặt anh ta ngạo mạn, anh ta xuất thân từ nhà họ Lưu một trong tứ đại gia tộc ở thành phố Trung Nguyên, cho Lưu Chiến Thắng một cảm giác vượt trội tuyệt vời. Cho dù Dương Tiêu có Lý Thần Chiến giúp đỡ, Lưu Chiến Thắng cũng không để Dương Tiêu vào mắt. Như thể Dương Tiêu là một nhân vật nhỏ bé không ngóc đầu lên được, so với anh ta thì chẳng có gì khác biệt. Sự tức giận trên mặt Dương Tiêu càng ngày càng toát ra, chuyện Long Ngũ bị mặt sẹo đánh bị thương chắc hẳn anh biết rõ nhỉ. Biết thì như thế nào, cái loại dễ chũi như Long Ngũ mà đòi đấu với tôi, không phải là tự chuốc họa vào thân sao? Nói cho anh biết, cái loại ma cà bông nhỏ như các anh. Là rồng cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm sắp xuống cho tôi, có Lý Thần Chiến giúp thì như thế nào? Tôi vẫn không để vào mắt đấy, Lưu Chiến Thắng ngạo mạn nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh ta xuất thân từ nhà họ Lưu, mà Lý Thần Chiến lăn lộn trong xã hội, theo quan điểm của anh ta, Lý Thần Chiến không đủ tư cách so sánh với anh ta. Hơn nữa,
Lưu Chiến Thắng càng không để Long Ngũ vào mắt, 10 năm trước Long Ngũ còn là một nhân vật, nhưng bây giờ hắn ta không là gì cả, chỉ cần anh ta động ngón tay là có thể bóp chết Long Ngũ. Láo xược, Lý Thần Chiến giận tím mặt. Vệ sĩ đứng đầu của họ Lưu chỉ vào Lý Thần Chiến quát, anh muốn làm gì? Trong phút chốc, hơn 100 người ở hai bên đối chọi gay gắt, như thể chỉ cần Dương Tiêu và Lưu Chiến Thắng có bất đồng, bọn họ sẽ bắt đầu một trận chiến đẫm máu. Sắc mặt Dương Tiêu càng ngày càng lạnh, thật sao? Không phải sao, Lưu Chiến Thắng kiêu căng càn quấy. Hôm nay anh ta mang theo tinh nhuệ đứng đầu nhà họ Lưu, cho dù Dương Tiêu có Lý Thần Chiến giúp đỡ, anh ta cũng không phải sợ hãi gì cả. Lưu Chiến Thắng chỉ vào tòa nhà Ngân Cơ, lạnh lùng nói, tôi không ngại nói với anh, tôi thích tòa nhà Ngân Cơ này. Dù là ai ký hợp đồng với nhà họ Hoa thì cũng phải ngoan ngoãn để cho Lưu Chiến Thắng tôi, ai dám làm trái ý tôi thì trở thành kẻ thù của tôi, kẻ thù của toàn bộ nhà họ Lưu chúng tôi. Điều đáng nói là trong 6 tháng qua, một số lượng lớn con cháu trực hệ của nhà họ Lưu đã nghi ngờ khả năng của Lưu Chiến Thắng. Bố của Lưu Chiến Thắng là gia chủ nhà họ Lưu không chịu nổi áp lực của dư luận nên đã chọn cách cấp cho Lưu Chiến Thắng để Lưu Chiến Thắng khởi nghiệp tại thành phố Trung Nguyên để chứng tỏ thực lực của mình. Sau khi kiếm được một số tiền lớn, Lưu Chiến Thắng bắt đầu kinh doanh riêng, nơi anh ta khởi nghiệp cũng là tòa nhà Ngân Cơ dưới quyền của nhà họ Hoa, một trong 10 đại gia hàng đầu ở thành phố Trung Nguyên. Tuy nhiên, tòa nhà Ngân Cơ đã được cho thuê, Lưu Chiến Thắng không quan tâm đến điều này, hôm qua anh ta không cảnh cáo được Long Ngũ. Hôm nay lại tìm gã mặt sẹo cho người đến chèn ép Long Ngũ. Xem ra là Lưu Thiếu đang cố ý gây chuyện với tôi. Dương Tiêu nheo mắt lạnh lùng nói. Vốn anh đã nghĩ nếu Lưu Chiến Thắng thừa nhận sai lầm của mình, xin lỗi Long Ngũ, Dương Tiêu sẽ không làm lớn chuyện, sẽ cho qua chuyện này. Tuy nhiên, trước thái độ ngạo mạn của Lưu Chiến Thắng này Dương Tiêu thấy rất phản cảm, xem ra cần thiết phải dùng vũ lực giải quyết tranh chấp này rồi. Cạch cạch, cùng với lời nói của Dương Tiêu rơi xuống, đám thuộc hạ của Lý Thần Chiến lập tức mở cốp xe, lấy con dao ra. Lưu Chiến Thắng chẳng thèm ngó tới, tôi nói rồi, trước mặt nhà họ Lưu của tôi, là rồng cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm sắp xuống cho tôi. Nói cho anh biết, tôi đã nhẫn nhịn lâu rồi. Cạch cạch, Lưu Chiến Thắng vừa dứt lời, nhóm vệ sĩ mà Lưu Chiến Thắng mang theo cầm gậy bóng chày và ống thép ra. Chỉ trong chốc lát, 200-300 người giằng co với nhau, một trận chiến ngang tài ngang sức sắp bắt đầu. Hai người chớ vội. Ngay khi trận chiến ngang tài ngang sức sắp diễn ra, một chiếc xe thể thao màu trắng đi tới, một dáng người uyển chuyển nhanh chóng bước xuống xe thể thao. Nhìn rõ người tới, Dương Tiêu bất ngờ nói, cô Hoa. Chị Mộ Tranh, hai mắt Lưu Chiến Thắng sáng lên. Chương này Hoa Mộ Cam sẽ thay bằng Hoa Mộ Tranh. Người tới không phải ai khác mà chính là Hoa Mộ Tranh cố vấn của nhà họ Hoa một trong 10 đại gia ở thành phố Trung Nguyên. Về phần Hoa Mộ Tranh, Dương Tiêu có ấn tượng khá sâu, cô ấy là một trong những người có chỉ số IQ cao trên thế giới, trước kia lô thuốc của Đường Hạo thật giả lẫn lộn dẫn tới nhà họ Hoa không trả tiền nợ. Dương Tiêu đích thân tới nhà họ Hoa, Hoa Mộ Tranh và Dương Tiêu gặp nhau trên sân golf, từ đó quen biết Lưu Vĩ Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường. Trụ sở của tập đoàn mới nằm trong tòa nhà Ngân Cơ là sản nghiệp của nhà họ Hoa, điều mà trước đó Dương Tiêu không ngờ tới. Hoa Mộ Tranh bước tới nhìn hai bên suýt đánh nhau, đau đầu nói, hai vị. Tòa nhà Ngân Cơ này là sản nghiệp của nhà họ Hoa tôi, cho dù hai bên các anh đánh nhau vỡ đầu chảy máu thì như thế nào? Chỉ cần nhà họ Hoa tôi không đồng ý, không ai trong hai người có quyền can thiệp. Vừa dứt lời, Lưu Chiến Lược lập tức ngắn người, tuy anh ta là cậu chủ nhà họ Lưu, nhưng lại không thể can thiệp vào sản nghiệp của nhà họ Hoa. Hoa Mộ Tranh là cố vấn của nhà họ Hoa, hơn nữa nhà họ Hoa còn là một trong 10 đại gia hàng đầu ở thành phố Trung Nguyên. Cho dù nhà họ Lưu là thế gia đi chăng nữa thì chưa đến lúc bát đắc dĩ cũng sẽ không vạch mặt với nhà họ Hoa. Thành phố Trung Nguyên lấy tứ đại gia tộc và 10 đại gia đứng đầu, mặc dù tứ đại gia tộc và 10 đại gia thường chiến đấu trong bí mật, nhưng họ thường song hành với nhau khi gặp rắc rối. Trong số 10 đại gia hàng đầu, người mà Lưu Chiến Thắng không dám xúc phạm nhất là Hoa Mộ Tranh, bởi vì Hoa Mộ Tranh là người thuộc nhóm có chỉ số IQ cao trên thế giới, anh ta không thể đánh bại Hoa Mộ Tranh. Cô Hoa, đã lâu không gặp, hai bên chúng ta đã ký hợp đồng của tòa nhà Ngân Cơ này. Long Ngũ đại diện ý chí của tôi, bây giờ Lưu Chiến Thắng đến đây can thiệp, cô thân là chủ của tòa nhà Ngân Cơ này, có phải là cô nên tới chủ trì cho một lời giải thích? Dương Tiêu nén giận hỏi. Hoa Mộ Tranh nhìn Dương Tiêu cười duyên, anh Dương, anh phải hiểu ký hợp đồng rồi cũng có thể hủy hợp đồng. Đúng, nghe thấy chị Mộ Tranh nói chưa?
có thể hủy hợp đồng, anh điên cái gì mà điên. Nghe vậy, Lưu Chiến Thắng như bị điên giơ ngón giữa về phía Dương Tiêu. Như thể Hoa Mộ Tranh đã đứng về phía anh ta, ủng hộ anh ta. Hoa Mộ Tranh quay đầu nhìn Lưu Chiến Thắng, cậu chủ Lưu, cậu đừng vui mừng quá sớm, tôi cũng không hứa sẽ cho anh sử dụng tòa nhà Ngân Cơ này. Hưu nghe Hoa Mộ Tranh nói vậy, Lưu Chiến Thắng lập tức sửng sốt. Không cho mình sử dụng, cũng hủy hợp đồng với Dương Tiêu, rốt cuộc là có ý gì? Nhìn Dương Tiêu đang giật mình và Lưu Chiến Thắng đang ngơ ngác, trên gương mặt tinh xảo và xinh đẹp của Hoa Mộ Tranh xuất hiện một nụ cười mê người. Dương Tiêu giơ ngón tay cái trong lòng cho Hoa Mộ Tranh, cao tay, thật sự rất cao. Chỉ một vài lời nói đã xua tan cơn giận của anh và Lưu Chiến Thắng, lại còn nắm lấy quyền chủ động về tay mình, không hổ danh là người thuộc nhóm IQ cao trên thế giới, Hoa Mộ Tranh này không đơn giản. Lưu Chiến Thắng đã quyết tâm giành được tòa nhà Ngân Cơ này, anh ta trầm giọng nói, chị Mộ Tranh, tôi và chị quen biết nhau nhiều năm, nên không cần nói những lời khách sáo, tôi đã nhìn chúng tòa nhà Ngân Cơ này, nếu bây giờ bán đi, sợ rằng tòa nhà Ngân Cơ này cũng chỉ có 5-60 triệu tệ, tôi cho chị 100 triệu tệ, thế nào? Cậu chủ Lưu, cậu cảm thấy anh Dương giống người thiếu tiền à? Hoa Mộ Tranh cười nhẹ. Vừa rồi biết tin Lưu Chiến Thắng tìm người đánh đả Thương Long Ngũ phải nhập viện, Hoa Mộ Tranh nhận ra có điều gì đó không ổn, nên việc đầu tiên làm là nhanh chóng đến hiện trường. Cô ấy là một người phụ nữ thông minh, mọi ngọn gió lớn và ngọn cỏ ở thành phố Trung Nguyên khó có thể thoát khỏi mắt cô ấy. Một thời gian trước, Long Ngũ xuất hiện, gây chấn động mạnh ở thành phố Trung Nguyên. Dù sao thì 10 năm trước Long Ngũ cũng là người một tay che trời ở thành phố Trung Nguyên, ở thời kỳ đỉnh cao của Long Ngũ, tất cả các đại gia ở thành phố Trung Nguyên đều vô cùng sợ hãi. Bây giờ, Long Ngũ muốn bắt đầu kinh doanh, thuê tòa nhà Ngân Cơ của nhà họ Hoa họ, điều này khiến Hoa Mộ Tranh không thể tin được. Phải biết rằng, tiền thuê tòa nhà Ngân Cơ cho một năm ít nhất cũng phải vài triệu tệ, Long Ngũ lấy tiền ở đâu? Điều mà Hoa Mộ Tranh không bao giờ ngờ tới là người hỗ trợ Long Ngũ lại là Dương Tiêu không có danh tiếng gì. Nghe Hoa Mộ Tranh nói như vậy, vẻ mặt Lưu Chiến Thắng thay đổi, chị Mộ Tranh, chị có ý gì? Từ trước đến nay quan hệ của hai nhà chúng ta rất tốt, chẳng lẽ thể diện này chị cũng không cho? Dương Tiêu híp mắt, im lặng không nói. Trực giác mách bảo Dương Tiêu rằng Hoa Mộ Tranh là một người phụ nữ thông minh, cô ấy biết cách lựa chọn như thế nào. Đối mặt với Lưu Chiến Thắng vênh váo hống hách, Hoa Mộ Tranh có hơi đau đầu. Nhà họ Lưu ở Trung Nguyên là một trong tứ đại gia tộc của thành phố Trung Nguyên, Lưu Chiến Thắng thân là cậu chủ nhà họ Lưu, trong tương lai Lưu Chiến Thắng có khả năng sẽ khống chế quyền lực của nhà họ Lưu, Hoa Mộ Tranh thực sự không muốn xúc phạm. Dương Tiêu, một người ở Dễ luôn bị chế giễu suốt 5 năm, gần đây đã nổi tiếng. Chữa bệnh cho ông cụ Cung Cung Thiên Tề, kết bạn có quan hệ tốt với thần y Liễu Giang Hà, kết bạn với cậu chủ nhà họ Lý mạnh nhất ở Đông Hải, quen biết Kim Đại Trung cùng những ông lớn khác. Lý thần chiến này được xưng là sát thần ở vùng đất xám cũng là người do anh sử dụng. Mấy ngày trước chơi cờ thắng cắt hưu, bỗng trở nên nổi tiếng. Con cái của nhà làm quan như Lưu Chiến Thắng và Triệu Vô Cực đã từng ăn quả đắng trong tay Dương Tiêu, Hoa Mộ Tranh biết rất rõ tất cả những việc này. Hoa Mộ Tranh thực sự rất tò mò về thân phận thật sự của Dương Tiêu, anh chàng này có năng lượng gì? Nếu cô ấy ủng hộ Lưu Chiến Thắng mà làm mát mặt Dương Tiêu, đây là điều mà Hoa Mộ Tranh không muốn nhìn thấy. Tuy nhiên, bây giờ cô ấy phải đưa ra lựa chọn. Giác quan thứ 6 của phụ nữ nói với Hoa Mộ Tranh rằng chọn Dương Tiêu là hoàn toàn đúng đắn. Lúc này, Lưu Chiến Thắng tỏ vẻ kiêu ngạo, anh ta không tin Hoa Mộ Tranh sẽ không cho anh ta thể diện. Nhà họ Lưu của anh ta là một gia tộc hàng đầu ở thành phố Trung Nguyên, trừ khi Hoa Mộ Tranh muốn kết thù oán với nhà họ Lưu mới chọn Dương Tiêu. Xin lỗi cậu chủ Lưu, chúng ta thân là thế gia hào môn nhất định phải có tinh thần hợp đồng, chỉ muốn giúp cậu có tâm nhưng không có lực. Ngay lúc Lưu Chiến Thắng quyết tâm phải có được, thì Hoa Mộ Tranh nhẹ giọng nói. Hai mắt Lưu Chiến Thắng đờ đẫn tại chỗ, cái gì? Chị Mộ Tranh, chị muốn ủng hộ anh ta. Lúc này Lưu Chiến Thắng sửng sốt mở to hai mắt, anh ta thật sự không ngờ Hoa Mộ Tranh lại chọn Dương Tiêu mà không chọn anh ta. Thật xin lỗi, giọng điệu của Hoa Mộ Tranh khá bất lực. Mũi Lưu Chiến Thắng như sắp bốc khói, Hoa Mộ Tranh là con nhà người ta, dù có tức giận đến mấy anh ta cũng không thể chọc giận Hoa Mộ Tranh. Lưu Chiến Thắng tức giận thở hổn hển, được, được lắm. Chị Mộ Tranh, chuyện này tôi nhớ kỹ, chúng ta đi. Hoa Mộ Tranh đã nói như vậy, anh ta mà tiếp tục cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Chờ đã, ngay lúc Lưu Chiến Thắng chuẩn bị rời đi, Dương Tiêu quát lớn.
Lưu Chiến Thắng nhìn Dương Tiêu với đôi mắt đỏ ngầu như gà trống bị bại trận, sao? Muốn gây chuyện. Xin lỗi Long Ngũ, Dương Tiêu trầm giọng nói. Lưu Chiến Lược khịt mũi, muốn tôi xin lỗi mà cả bông Long Ngũ kia. Kiếp sau nhé. Lưu Chiến Thắng nói xong không hề dừng ở lại, lập tức mang người của mình rời khỏi hiện trường. Nhìn thấy Lưu Chiến Thắng tức giận thở hổn hển rời đi, Hoa Mộ Tranh có chút vui vẻ nhìn Dương Tiêu, anh Dương, lần này vì anh mà tôi xúc phạm đến nhà họ Lưu, anh nợ tôi một nhân tình. Được, chỉ cần không trái lương tâm, không vi phạm luật pháp và đạo đức, tôi sẽ trả lại cho cô cái nhân tình này. Dương Tiêu gật đầu. Anh hiểu, nhà họ Hoa là hào môn, mà nhà họ Lưu là thế gia, Hoa Mộ Tranh ủng hộ mình chắc chắn sẽ phải chịu áp lực lớn. Chỉ cần điều kiện sau này của Hoa Mộ Tranh không quá đáng, anh có thể đáp ứng được. Hoa Mộ Tranh hài lòng nói, lời nói của anh Dương tôi đã nhớ kỹ. Trực giác mách bảo Hoa Mộ Tranh rằng Dương Tiêu sẽ mang đến cho cô ấy nhiều bất ngờ hơn thế này. Sau khi Hoa Mộ Tranh rời đi, Dương Tiêu lấy điện thoại di động ra, bám ra một dãy số, lạnh lùng nói, liên hợp với một số nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới gây sức ép cho nhà họ Lưu ở thành phố Trung Nguyên. Tôi muốn nhà họ Lưu ở thành phố Trung Nguyên kinh hoàng, cận kề bờ vực diệt vong, muốn nhà họ Lưu muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Không phải rồng mạnh không qua sông. Lần này, Dương Tiêu thề sẽ giúp Long Ngũ lấy lại danh dự của mình. Bởi vì, anh em của anh, không thể bị ức hiếp. Vâng, ngay sau đó, trong điện thoại vang lên một tràng tiếng chung tối nghĩa. Dương Tiêu vừa cúp điện thoại, cả thế giới đều sôi trào. Rất nhanh, một số nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới, đứng đầu là gia tộc Robert ở Chris Châu Âu, đã gây áp lực lên nhà họ Lưu ở thành phố Trung Nguyên của Thiên Phủ Chi Quốc. Khi Lưu Chiến Thắng trở về nhà, khuôn mặt anh ta trông giống như một trận bão tuyết tháng 2. Nhìn thấy hình ảnh này, Lưu Quyền người đứng đầu nhà họ Lưu, nở nụ cười ấm áp, Thắng nhỉ, sao mặt mày lại xấu thế này? Không lẽ còn khởi nghiệp gặp khó khăn sao? Đừng lo lắng, bên gia tộc này bố sẽ ép sức ép của dư luận xuống, con yên mà làm, nếu cần thì cứ nói với bố sẽ chào hỏi một tiếng. Bố đừng nhắc tới nữa, vì thằng oát con mới mọc lông kia mà đổ đi Hoa Mộ Tranh làm con mắt mặt, còn cái thằng tê ân trùng lên não kia thật là đáng ghét, thế mà anh ta dám bảo con xin lỗi Long Ngũ chó nhà có tang kia, thật nực cười. Lưu Chiến Thắng chửi rủa. Nghĩ đến vẻ mặt của Dương Tiêu, Lưu Chiến Thắng không khỏi bốc hỏa, từ nhỏ đến giờ anh ta chưa bao giờ xấu hổ như vậy. Lưu Quyền ngạc nhiên nói, Hoa Mộ Tranh không cho nhà họ Lưu chúng ta thể diện, giao tòa nhà Ngân Cơ cho người khác sao? Vâng, bó, bây giờ nhà họ Hoa quá coi trời bằng vung phụ, người nhất định phải dạy dỗ bọn họ. Lưu Chiến Thắng tràn đầy tức giận. Lưu Quyền gật đầu, Thắng nhị yên tâm, chuyện này bó biết rồi, dám chống lại nhà họ Lưu của bố, bố sẽ khiến nhà họ Hoa phải trả một cái giá khủng khiếp. Lưu Quyền đã sớm biết chuyện Lưu Chiến Thắng khởi nghiệp nhìn chúng tòa nhà Ngân Cơ của nhà họ Hoa, mà khiến Lưu Quyền ngoài ý muốn là nhà họ Hoa lại không cho nhà họ Lưu bọn họ thể diện. Trong khoảng thời gian này, việc Lưu Chiến Thắng lên nắm quyền nhà họ Lưu bị một số các trưởng lão trong gia tộc phản đối, điều này khiến lòng Lưu Quyền vì Lưu Chiến Thắng mà tan nát. Dù sao Lưu Chiến Thắng cũng là con ruột của ông ta, đương nhiên Lưu Quyền hy vọng người cuối cùng kế thừa nhà họ Lưu sẽ là con ruột của mình. Nhà họ Hoa, dám chống lại con trai tôi, xem ra tôi nhất định phải trừng phạt các người một chút. Đáy mắt Lưu Quyền tràn đầy tia sáng lạnh. Ngay lúc Lưu Quyền đang định gọi điện thoại gây sức ép với nhà họ Hứa thì một bóng người lớn tuổi vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt Lưu Quyền. Thấy ông già hoảng sợ, Lưu Quyền nói, quản gia Tần, hấp ta hấp tấp còn ra thể thống gì? Có chuyện quan trọng sao? Ông chủ, đã xảy ra chuyện lớn, có người làm loạn thị trường chứng khoán, cổ phiếu của nhà họ Lưu chúng ta giảm giá điên cuồng. Hiện tại, chúng ta đã lỗ ít nhất 3 tỷ tệ. Cái gì, lỗ ít nhất 3 tỷ tệ? Trong giây tiếp theo, một cảm giác cơn ớn lạnh từ gót chân truyền đến sau đầu Lưu Quyền. Cho dù nhà họ Lưu là một trong bốn gia tộc lớn nhất Trung Nguyên, nhưng lai lịch toàn diện thực tế hơn 20 tỷ tệ, một lúc mất ít nhất 3 tỷ tên, cũng không phải là một số tiền nhỏ. Lưu Quyền vừa bình tĩnh lại, thư ký trong công ty gọi tới, chủ tịch, chuyện lớn không hay. 90% công ty hợp tác với chúng ta đều đơn phương hủy hợp đồng, dọa sẽ cùng nhau đệ đơn kiện lên tòa án, nói chúng ta vi phạm hợp đồng. Nghe vậy, sắc mặt Lưu Quyền tái nhợt, trên trán chảy mồ hôi. Cuộc gọi nọ vừa cúp thì một cuộc gọi khác lại đến. Chủ tịch Lưu, xảy ra chuyện lớn, công ty của chúng ta đã bị tấn công bởi những tin tặc hàng đầu thế giới. Tường lửa bị xâm phạm, tất cả các máy tính đều bị sập,
rất nhiều hồ sơ mật của công ty đã bị rò rỉ, một số lượng lớn các đối thủ cạnh tranh đã gây áp lực cho công ty, tổn thất tài chính không đo lường được. Nghe vậy, Lưu Quyền như bị sét đánh, thân thể run lên, ngã ngồi bệt xuống, tóc tai dựng đứng, cả người như chết lặng. Chuyện này, rốt cuộc là đang chuyện gì xảy ra? Lưu Quyền như sắp phát điên. Đầu ông ta như muốn vỡ ra, không hiểu sao nhà họ Lưu lại gặp tai họa đột ngột như vậy. Với thực lực của nhà họ Lưu, cho dù là gia tộc nhà họ Cung mạnh nhất ở thành phố Trung Nguyên ra tay cũng không thể khiến toàn bộ nhà họ Lưu sụp đổ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Ai có thể tạo ra một kiệt tác như vậy, ngoại trừ những ông lớn hàng đầu trong nước, các tài phiệt đẳng cấp thế giới của những quốc gia giàu có và đối thủ, còn ai có thể làm được điều đó? Lưu Quyền suy nghĩ kỹ, nhà họ Lưu phát triển ở thành phố Trung Nguyên mấy chục năm cũng chưa từng làm mất lòng một ông lớn, chứ đừng nói đến các nhà tài phiệt tầm cỡ thế giới. Đột nhiên, Lưu Quyền nghĩ đến một chuyện, lúc nãy Lưu Chiến Thắng con trai của ông ta tức giận thở hổn hển nguyền rủa kẻ đã chiếm lấy tòa nhà Ngân Cơ. Dựa vào nội bộ bên trong của nhà họ Lưu, ngoài tam đại gia tộc khác ở Trung Nguyên không cho nhà họ Lưu của ông ta thể diện, trong 10 đại gia ai dám không cho nhà họ Lưu của ông ta thể diện. Hoa Mộ Tranh là cố vấn của nhà họ Hoa, thuộc người có chỉ số IQ cao trên thế giới, cô ta không thể tùy tiện vì một thằng oát con mới mọc lông mà không cho nhà họ Lưu thể diện. Chắc chắn là Hoa Mộ Tranh đã nhận ra điều gì đó, nên mới từ chối không cho nhà họ Lưu thể diện. Lưu Quyền là một người thông minh. Ông ta lập tức nghĩ đến chắc chắn Lưu Chiến Thắng đã làm Long Ngũ bị thương, chọc giận ông lớn khủng khiếp sau lưng Long Ngũ. Mẹ kiếp, đừng để tao gặp lại mày, nếu không, tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết. Lưu Chiến Thắng trở về phòng, trên mặt mang theo hận ý. Ngay lúc Lưu Chiến Thắng đang nghĩ cách trả đũa Dương Tiêu, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lưu Quyền không kìm được lửa giận bước lên giáng cho Lưu Chiến Thắng một bạt tai. Bốp một tiếng ngay trên mặt Lưu Chiến Thắng. Lưu Chiến Thắng choáng váng. Anh ta che mặt, nghi ngờ nhìn Lưu Quyền, bố, người đang làm gì vậy? Danh con, rốt cuộc con đã đắc tội loại người nào? Bây giờ toàn bộ nhà họ Lưu đang trong tình trạng kinh hoàng, nguy cơ sắp phá sản. Lưu Quyền tức giận hét lên. Lưu Chiến Thắng sửng sốt, cái gì? Nguy cơ phá sản, bó đùa gì vậy? Bố, nhà họ Lưu của chúng ta là một trong tứ đại gia tộc đứng đầu ở thành phố Trung Nguyên. Ở Trung Nguyên ai có thể khiến nhà họ Lưu chúng ta phá sản? Bóp, Lưu Quyền tức giận lao đến lại vung tay tát thêm một cái vào mặt Lưu Chiến Thắng, ông ta dùng hết sức lực, Lưu Chiến Thắng bị đánh mắt nổ đom đóm. Ai nói thế lực ở Trung Nguyên ra tay? Nhắm vào nhà Lưu chúng ta chắc chắn là những người đứng đầu trong nước, thậm chí là cả các nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới. Lưu Quyền hét lên một cách cuồng loạn. Lưu Chiến Thắng lập tức ngắn ra, những người đứng đầu trong nước, thậm chí là các nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới. Không phải chứ. Danh con, rốt cuộc con đã đắc tội ai? Lưu Quyền nóng lòng muốn lột sóng Lưu Chiến Thắng. Vốn vị trí người thừa kế của Lưu Chiến Thắng đã không được đảm bảo, mà hiện tại vị trí người đứng đầu nhà họ Lưu của ông ta cũng có khả năng không được đảm bảo. Nhận thấy sự việc đang bùng phát lớn, Lưu Chiến Thắng hoảng sợ nói, con. Con không biết, con chỉ biết thằng đó tên Dương Tiêu, thằng đó bảo con xin lỗi Long Ngũ, nếu không thì sẽ khiến con phải trả một cái giá thảm hại. Con cho rằng anh ta đang nói đùa. Đùa, con muốn bố tức chết hả? Bố nói rõ cho con biết, nếu hôm nay con không thể làm ông lớn kia nguôi ngoai cơn giận, thì con cứ chờ hình phạt của gia tộc đi. Lưu Quyền hét lên. Hình phạt của gia tộc. Nghĩ đến mấy ông già ngoan cố trong gia tộc, Lưu Chiến Thắng không nhịn được dùng mình. Trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân số 3 của thành phố Trung Nguyên, Bịch Bịch bị trồ gã mặt sẹo cùng đám đàn em cúi đầu quỳ xuống. Lúc này, Long Ngũ mới tỉnh lại, nhìn thấy Dương Tiêu rửa nhục cho mình, Long Ngũ cười khổ, người anh em, cậu vất vả rồi. Long Ngũ đại ca nói gì đó, anh làm việc cho tôi, vì tôi mà anh bị thương nặng, làm sao tôi có thể ngồi nhìn không quan tâm. Anh yên tâm, không bao lâu nữa Lưu Chiến Thắng sẽ đích thân tới quỳ xuống xin lỗi anh. Ánh mắt Dương Tiêu thâm thúy, toàn thân toát ra hơi thở cực mạnh. Lưu Chiến Thắng sẽ đích thân tới quỳ xuống xin lỗi anh. Gã mặt sẹo và đám đàn em nghe thấy thế suýt thì bật cười. Ai mà không biết Lưu Chiến Thắng là cậu chủ của nhà họ Lưu, mà nhà họ Lưu còn là một trong tứ đại gia tộc đứng đầu ở Trung Nguyên. Bảo cậu chủ nhà họ Lưu quỳ xuống xin lỗi Long Ngũ. Gã mặt sẹo và đám đàn em nhìn Dương Tiêu như thể muốn nói gì đó, anh cứ bốc phét mạnh nữa đi. Sao, các người không tin, Dương Tiêu lược nhìn gã mặt sẹo cầm đầu. Gã mặt sẹo lập tức lắc đầu như trống lắc.
vội vàng nói, không dám không dám. Bây giờ, bọn họ đều đã bị Dương Tiêu chế phục, cho dù trong lòng có 10.000 điều không tin, anh ta cũng không dám nói ra. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, cửa phòng chăm sóc đặc biệt vang lên tiếng gõ cửa. Tôi đi mở cửa, Đường Vận chủ động đi về phía cửa. Vừa mở cửa thì thấy Lưu Quyền mang vẻ mặt tràn đầy nịnh nọt, xin chào, xin hỏi cậu Dương và cậu Long Ngũ có ở trong đó không? Ông là, Đường Vận cảnh giác nhìn Lưu Quyền. Lưu Quyền nịnh nọt nói, tôi là Lưu Quyền, người đứng đầu nhà họ Lưu. Hôm nay thằng danh con nhà tôi có mắt không chồng đã xúc phạm đến cậu Dương và cậu Long Ngũ, tôi đặc biệt đưa thằng danh con nhà tôi tới xin lỗi hai cậu ấy. Nghe thấy lời nói của Lưu Quyền, đám gã mặt sẹo đang quỳ đều sững sờ. Lưu Quyền người đứng đầu nhà họ Lưu, lại thật sự mang Lưu Chiến Thắng đích thân tới xin lỗi. Giờ phút này, tam quan của đám gã mặt sẹo đều bị lật đổ, bọn họ chỉ cảm thấy thiên hạ hỗn loạn, mèo đã làm phù dâu cho chuột. Phải biết rằng, nhà họ Lưu là một trong tứ đại gia tộc đứng đầu ở thành phố Trung Nguyên, thuộc hàng thế lực đứng đầu ở Trung Nguyên, làm sao nhà họ Lưu lại có khả năng khuất phục trước Dương Tiêu. Đường Vận quay đầu nhìn Dương Tiêu nhẹ giọng nói, cho bọn họ vào đi. Lưu Quyền đưa Lưu Chiến Thắng tới xin lỗi, đây là điều nằm trong dự đoán của Dương Tiêu, anh rất ít khi tức giận. Lần này anh trực tiếp huy động các nhà tài phiệt gây sức ép với nhà họ Lưu, nếu nhà họ Lưu không cúi đầu thì chỉ đành phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Còn không mau bước vào, được phép đi vào, Lưu Quyền nghiêm nghị nhìn Lưu Chiến Thắng. Lưu Chiến Thắng nơm nớp lo sợ bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn Dương Tiêu với ánh mắt hoảng sợ vô hạn. Lưu Chiến Thắng nằm mơ giữa ban ngày cũng chưa bao giờ ngờ tới Dương Tiêu sẽ có một lực lượng mạnh mẽ như vậy, đủ để lật đổ toàn bộ nhà họ Lưu. Lưu Quyền đá một cái vào Lưu Chiến Thắng, danh con kia còn đứng ngây ra đó làm gì? Quỳ xuống xin lỗi. Vâng vâng vâng, Lưu Chiến Thắng không dám do dự, quỳ gối trước mặt Long Ngũ, mặt không chút máu, vẻ mặt đưa đám vội vàng nói, anh Long Ngũ thực xin lỗi, tôi biết sai rồi, tôi không nên tìm bọn mặt sẹo đối phó anh, do tôi ngu dốt. Có mắt không chồng đắc tội anh, xin anh hãy tha cho tôi, tha cho toàn bộ nhà họ Lưu chúng tôi. Hưu, nghe thấy những lời của Lưu Chiến Thắng, đám gã mặt sẹo càng bối rối hơn. Bọn họ không nghe nhầm chứ? Cậu chủ Lưu lại thực sự nói tha cho toàn bộ nhà họ Lưu bọn họ. Lưu Quyền lại đá Lưu Chiến Thắng, ngoài cậu Long Ngũ ra, còn phải xin lỗi cậu Dương nữa, mày quên hả? Lưu Chiến Thắng lập tức di chuyển người nhìn Dương Tiêu, không cam lòng nói, anh Dương. Thực xin lỗi, xin anh hãy tha cho nhà họ Lưu chúng tôi. Tôi biết sai rồi, tôi sẽ không bao giờ xúc phạm anh nữa, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội, xin anh hãy cho nhà họ Lưu chúng tôi thêm một cơ hội. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, Long Ngũ và Đường Vận nhìn nhau, trong lòng đều dấy lên sóng gió. Bọn họ đã đoán được từ lâu Dương Tiêu có lai lịch phi thường, thân thế kinh người, nhưng không ngờ tới khi Dương Tiêu tức giận, cả nhà họ Lưu phải đầu hàng. Cậu Dương, cậu Long Ngũ, tôi không biết dạy con, tôi thay mặt toàn thể nhà họ Lưu thành thật xin lỗi hai người. Mong các cậu hãy giơ cao đánh khẽ, cho nhà họ Lưu chúng tôi một con đường sống. Lưu Quyền nịnh nọt nói. Lúc này, trái tim Lưu Quyền đang chảy máu dữ dội. Thân là người đứng đầu nhà họ Lưu, là một ông lớn hàng đầu ở thành phố Trung Nguyên, uy nghiêm uy quyền, ngay cả khi đối mặt với nhà họ Cung, ông ta cũng chưa từng cúi đầu như vậy. Giờ đây, để bảo vệ cơ nghiệp của toàn bộ nhà họ Lưu, ông ta phải cúi đầu xin tha. Dương Tiêu thờ ơ nói, gia chủ Lưu, người thông minh không nói chuyện mờ ám, tôi và ông đều biết rõ, Long Ngũ là anh em của tôi, cũng chính là anh cả của tôi, con trai của ông đánh anh cả của tôi. Nếu hôm nay Long Ngũ đại ca không tha cho các người, thì nhà họ Lưu các người cứ chờ phá sản đi. Vâng, cảm nhận được sự uy nghiêm toát ra từ trên người Dương Tiêu, Lưu Quyền cảm thấy lạnh sống lưng. Giờ phút này, Lưu Quyền hoàn toàn ý thức được Lưu Chiến Thắng đã xúc phạm đến ông lớn nào, nhà họ Lưu đối mặt với nguy cơ này chắc chắn là do một tay thanh niên trước mặt đây gây ra. Lưu Quyền tức giận mắng Lưu Chiến Thắng, nghiệp chướng, không nghe thấy cậu Dương nói gì hả? Nếu không được cậu Long Ngũ tha thứ, thì mày cứ quỳ ở đây cho đến khi cậu Long Ngũ tha thứ mới thôi. Nghe vậy, suýt nữa Lưu Chiến Thắng bị dọa sợ tê liệt người. Anh ta kinh hãi nhìn Long Ngũ, nhanh chóng dập đầu ba cái, anh Long Ngũ. Em biết sai rồi, em thật sự biết sai rồi, xin anh hãy tha cho em một con đường sống, cho nhà họ Lưu một con đường sống. Nhìn chằm chằm Lưu Chiến Thắng đang sợ hãi giống như con chim nhỏ, trong lòng Long Ngũ không bình tĩnh được, vẻ mặt xúc động, hai mắt rưng rưng.
Anh ấy thật sự không ngờ Dương Tiêu vì mình mà tính sổ khoản lớn như vậy, có thể làm người đứng đầu nhà họ Lưu đưa Lưu Chiến Thắng đích thân đến xin lỗi. Cảm động, anh ấy cảm động suýt rơi nước mắt. Quên đi, để bọn họ đi đi. Long Ngũ cảm kích Dương Tiêu đã làm chuyện này cho mình, anh ấy thật sự không muốn gây thêm phiền phức cho Dương Tiêu. Nghe thấy lời nói của Long Ngũ, Dương Tiêu lạnh lùng nói, hôm nay, Long Ngũ đại ca của tôi không muốn so đo với các người, nếu có lần sau, tôi bảo đảm so với lần này kết cục của các người sẽ thê thảm hơn gấp 10 lần. Vâng vâng vâng, Lưu Quyền và đám gã mặt sẹo nhanh chóng đáp lại. Dương Tiêu không cho đám người này thể diện, anh phất tay hét lớn, cút hết đi. Lời này vừa dứt, Lưu Chiến Thắng, Lưu Quyền và đám gã mặt sẹo như được tha tội. Cảm ơn cậu Dương nhiều, cảm ơn cậu Long Ngũ nhiều. Đám người nọ như chút được gánh nặng vội vàng rời đi. Sau khi đám người kia rời đi, Long Ngũ nhìn Dương Tiêu cảm động nói, người anh em, cảm ơn cậu. Long Ngũ đại ca khách sáo rồi, anh là người bạn duy nhất, cũng là người anh em duy nhất của tôi trong 5 năm qua ở thành phố Trung Nguyên, anh em chúng ta không thể bị bắt nạt. Trong 2 ngày này, Long Ngũ đại ca yên tâm nghỉ ngơi dưỡng thương trong bệnh viện, tôi sẽ lo chuyện của tập đoàn mới. Dương Tiêu cười nhẹ. Long Ngũ lại cảm động nói, cảm ơn. Lần này, Dương Tiêu đã giúp anh tìm được chỗ đứng, không chỉ giúp anh tìm lại tiếng nói, mà còn giúp anh tìm lại tôn nghiêm đàn ông của mình, khiến anh hiểu rõ Dương Tiêu hơn. Chị Đường Vận, 2 ngày này vất vả cho chị chăm sóc cho Long Ngũ đại ca, đừng để anh ấy động lung tung, kẻo vết thương bị nứt. Dương Tiêu dặn dò. Đường Vận cảm kích gật đầu, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Long Ngũ, sẽ không có vấn đề gì. Sau khi nói đôi lời với Long Ngũ, Dương Tiêu đứng dậy rời đi. Nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Dương Tiêu, trong lòng Long Ngũ tràn đầy suy nghĩ, anh nắm chặt tay, trong lòng đã làm ra một quyết định quan trọng. Dương Tiêu, cậu yên tâm, anh đây sẽ bảo vệ tập đoàn của cậu, quyền hành của tập đoàn mới sẽ do anh đây bảo vệ. Bởi vì chúng ta là anh em, tin tức này vừa đưa ra, giống như mọc thêm cánh đã lan truyền toàn bộ thành phố Trung Nguyên. Lưu Chiến Thắng bị hủy bỏ tư cách là người thừa kế của nhà họ Lưu, vị trí người đứng đầu nhà họ Lưu của Lưu Quyền sắp mát. Chỉ trong 1-2 giờ toàn bộ nhà họ Lưu đã mất vài tỷ tệ theo định giá thị trường, suýt khiến nhà họ Lưu rơi khỏi top tứ đại gia tộc. Trong chốc lát, toàn bộ thành phố Trung Nguyên xôn xao. Trên thế giới này không có bức tường nào mà không thấm nước, không lâu sau người nhắm vào nhà họ Lưu ở thành phố Trung Nguyên đã nổi lên mặt nước. Trời ạ, không ngờ nhà họ Lưu bị gia tộc Chris, Robert và những gia tộc khác ở châu Âu nhắm tới, điều này. Quá không thể tin được. Đúng thế, những gia tộc như Chris và Robert là những nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới. Nhà họ Lưu ở Trung Nguyên đã làm ra những chuyện gì mà lại khơi dậy sự tức giận của các nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới nhỉ? Không biết, chắc chắn là nhà họ Lưu tìm đường chết, nếu không các nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới cũng sẽ không nhắm vào bọn họ. Giờ phút này, các gia tộc lớn nhỏ ở thành phố Trung Nguyên đều hoảng sợ. Máy nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới đã ra tay, uy lực kinh người khiến vô số người kinh hãi dựng tóc gáy. Khi biết tin người thật sự ra tay là ai, Lưu Quyền đã suýt ngất xỉu. Lưu Quyền thầm mừng rỡ, may mà đầu óc mình xoay chuyển nhanh, lập tức đem Lưu Chiến Thắng đến xin lỗi, nếu không, nhà họ Lưu có lẽ thật sự không còn tồn tại. Sau khi Long Ngũ nhập viện, Dương Tiêu đã liên hệ với Lý Minh Hiên, giao việc tuyển dụng và sắp xếp tập đoàn mới cho Lý Minh Hiên làm. Sau đó, Dương Tiêu mới về nhà, vừa về đến nhà thì Đường Mộc Tuyết đã nói trong công ty có giấy tờ cần nhận, bảo anh đi cùng đến công ty một chuyến. Lúc mới tới công ty, anh đã nhìn thấy 2 anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh đang đứng ở cửa. Trong mắt Đường Dĩnh tràn đầy khát vọng, cô ta thốt lên, rốt cuộc là ông lớn nào có thể huy động được một số nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới nhỉ? Hình tượng vĩ đại như vậy hẳn là rồng giữa mọi người, nhất định là tay ôm mặt trời, mặt trăng, hái sao. Trên đời này làm gì có chuyện người bình thường có thể làm được. Nếu có thể, tôi rất muốn gả cho anh ấy, cho dù không gả được cho anh ấy, được làm tình nhân của anh ấy cũng là một vinh dự lớn. Nghe vậy, Dương Tiêu không khỏi bật cười. Nghe thấy tiếng cười của Dương Tiêu, Đường Dĩnh chán ghét nói, anh cười cái gì mà cười. Rác rưởi như anh cũng không xứng xách giày cho ông lớn này. Đúng vậy, một người suốt ngày chỉ biết dựa vào phụ nữ để kiếm miếng ăn, trên mặt vẫn còn nở nụ cười được. Hừ, Dương Tiêu, mày chờ đó, tao và Dĩnh Dĩnh sẽ không dễ dàng buông tha cho mày đâu. Đường Hạo ác độc nói. Trong mắt 2 anh em bọn họ, Dương Tiêu là rác rưởi vô dụng, không thể làm ra chuyện bất ngờ gì. Không biết phế vật này dẫm phải vận cứt chó gì,
mà lại quen biết được Trần Khải, cậu chủ nhà họ Trần gia tộc mạnh nhát ở Tây Song Bản Nạp, khiến hai anh em họ ngã vào một vụ lộn nhào lớn. Nhưng, không sao, nhà họ Trần hoạt động chủ yếu ở Tây Song Bản Nạp, đây là thành phố Trung Nguyên, là địa bàn của bọn họ. Ở thành phố Trung Nguyên, bọn họ không tin Dương Tiêu có thể gây ra những sóng to gió lớn nào. Theo quan điểm của bọn họ, sở dĩ Dương Tiêu có quan hệ tốt với Trần Khải, chắc chắn là do mối quan hệ của Lý Minh Hiên, mà Lý Minh Hiên và Đường Mộc Tuyết có một chân, tất cả đều có thể giải thích được. Bị hai em bọn họ châm chọc, Dương Tiêu cười lắc đầu, không phản bác lại. Đường Hạo và Đường Dĩnh không biết, lần này chính Dương Tiêu mới là người khiến nhà họ Lưu cúi đầu. Thiên Nga không quan tâm đến kiến, hỗ báo không gầm với chó mèo, Dương Tiêu cũng lười nói quá nhiều chuyện vô nghĩa với hai người này. Dựa vào thực lực của anh, chỉ cần anh động tâm cũng đủ khiến kinh tế cả nhà họ Đường sụp đổ. Điều mà Dương Tiêu phải làm là hỗ trợ Đường Mộc Tuyết trở thành chủ nhân mới của nhà họ Đường, không làm nhà họ Đường tan vỡ. Hơn nữa, nếu đám người nịnh hót trong nhà họ Đường dễ dàng bị biến thành chó nhà có tang như vậy thì cũng mắt vui. Muốn tiêu diệt địch, trước tiên phải làm cho bọn họ điên cuồng. Đường Hạo và Đường Dĩnh đều là châu chấu nhặt được xác, bọn họ cũng chỉ có thể nhảy mấy ngày. Chúng ta đi thôi, Đường Mộc Tuyết cầm tài liệu bước lên ghế lái phụ. Dương Tiêu gật đầu, lái xe trở về khu biệt thự bên cạnh Hồ Nhạn Minh. Bọn họ vừa trở về nhà đã nhìn thấy Đường Kiến Quốc và Triệu Cẩm đều có vẻ mặt vô cùng xấu. Đường Mộc Tuyết bước tới hỏi, bố, mẹ, có chuyện gì vậy? Bên tài sản đến thúc giục nộp phí tài sản. Sống ở đây một năm mắt 400.000 tệ phí tài sản, ai mà cho nổi. Vẻ mặt Đường Kiến Quốc buồn bã nói. Đường Mộc Tuyết sửng sốt, gì cơ, nhanh như vậy đã phải nộp phí tài sản rồi sao? Dương Tiêu thì không cảm thấy ngạc nhiên gì, khu biệt thự bên Hồ Nhạn Minh là khu biệt thự số 1 ở thành phố Trung Nguyên, tự nhiên phí tài sản cũng sẽ có giá trên trời. Ôi, phải làm sao đây, nếu chúng ta không có khả năng chi trả 400.000 tệ phí tài sản, e rằng chúng ta sẽ bị đánh ra ngoài, không cho chúng ta sống nữa. Vẻ mặt Triệu Cầm đưa đám. Đường Kiến Quốc bực bội nói, trước đó bà giữ 400.000 tệ của con gái, nếu bà không mang ra khoe khoang thì đã nộp được phí tài sản từ lâu rồi, cần gì phải chờ đến lúc này. Tôi không quan tâm, tôi không quan tâm. Cho dù bà già này chết ở đây, tôi cũng sẽ không chuyển ra ngoài sống, các người nghĩ cách đi, tôi nhất định phải sống ở đây. Triệu Cầm khóc lóc om sòm nói. Nhìn thấy Triệu Cầm lại bắt đầu khóc lóc om sòm, trong chốc lát Dương Tiêu không nói nên lời. Trước đó tiền thưởng cuối năm của Đường Mộc Tuyết cộng với 200.000 tệ tiền bồi thường, thì tổng cộng là tròn 400.000 tệ. Gia đình Triệu Liên đến ăn cơm tiêu hết 150.000 tệ, còn 205.000 tệ bị Triệu Cầm chơi bài thua hết. Bây giờ không có tiền trả phí tài sản lại còn ở đây khóc lóc om sòm, nếu Triệu Cầm không phải mẹ ruột của Đường Mộc Tuyết thì Dương Tiêu đã tránh ra xa tồi. Đột nhiên, Triệu Cầm nhìn về phía Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, mau liên lạc với Lý Minh Hiên cậu chủ Lý. Trong mắt cậu chủ Lý 400.000 tệ chỉ là con số nhỏ, chỉ cần con mở miệng chắc chắn cậu chủ Lý sẽ chuyển tiền vào tài khoản của con. Mẹ nói vớ vẩn gì vậy? Con nói lại lần cuối, con và Lý Minh Hiên chỉ có quan hệ hợp tác. Đường Mộc Tuyết tức giận run lên. Triệu Cầm không quan tâm chuyện này, mẹ không quan tâm con có quan hệ gì với cậu ta, chỉ cần con mở miệng, chắc chắn cậu chủ Lý sẽ cho con 400.000 tệ. Mẹ của con vất vả cả đời rồi, đã phải chịu đựng cả một cuộc đời khốn khổ. Không lẽ con muốn nhìn thấy mẹ lang thang trên đường phố sao? Giờ đây, Triệu Cầm đã quen với việc sống trong một ngôi nhà sang trọng nên bà ta không nỡ dọn ra ngoài, đánh chết bà ta cũng không muốn đi. Mẹ, sao mẹ có thể bảo con mở miệng đòi tiền cậu chủ Lý? Đường Mộc Tuyết vô cùng khó chịu. Rõ ràng là cô không có quan hệ gì với Lý Minh Hiên. Tại sao tất cả mọi người đều cho rằng cô có quan hệ với Lý Minh Hiên? Đường Kiến Quốc đứng lên nói, Mộc Tuyết, làm phiền con. Nghe thấy lời nói của Đường Kiến Quốc, Đường Mộc Tuyết buồn bã đến cực điểm. Về đến phòng, Dương Tiêu cười nhẹ, Mộc Tuyết, em đừng buồn, anh đã đóng phí tài sản rồi. Vừa rồi, Dương Tiêu đã chuyển 400.000 tệ phí tài sản. Hai, Dương Tiêu, anh còn định chịu đựng bao lâu nữa? Loại chuyện này em chịu đựng một ngày đã đủ rồi. Đường Mộc Tuyết tức giận nói. Rõ ràng là Dương Tiêu rất có thực lực, nhưng anh vẫn luôn khiêm tốn nhẫn nhịn. Cố tình cô cũng đã biết thân phận đã từng là lưỡi dao sắc của đất nước của Dương Tiêu. Nghĩ đến lần nào cha mẹ cũng bỏ qua cảm xúc của Dương Tiêu, bỏ qua sự tồn tại của Dương Tiêu, trong lòng Đường Mộc Tuyết cảm thấy rất khó chịu.
Dương Tiêu bước lên an ủi cô, Mộc Tuyết, không sao, anh quen rồi. Nếu không phải khiêm tốn nhẫn nhịn chờ khôi phục sức mạnh, Dương Tiêu cũng không muốn bị Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc coi thường. Tuy nhiên, Dương Tiêu đã dự định rút lui, chỉ cần báo thù cho đồng đội đã chết 5 năm trước, Dương Tiêu sẽ thực sự rút lui hoàn toàn, sẽ không tham gia vào các cuộc tranh chấp trên giang hồ nữa. Bây giờ thực lực của anh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, để không gây ra quá nhiều phiền phức, Dương Tiêu chỉ có thể tạm thời giữ thái độ khiêm tốn. Em thật sự không muốn nghe người khác nói anh ăn bám. Đường Mộc Tuyết chán nản nói. Dương Tiêu cười cưng chiều, Mộc Tuyết, không sao đâu. Bác sĩ nói dạ dày của anh không tốt nên chỉ có thể ăn bám. Hôn. Nghe thấy lời nói tình cảm ấm áp của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết đau lòng lao vào vòng tay của Dương Tiêu. Ngày hôm sau, Dương Tiêu dậy rất sớm nấu cơm, biết được đã trả xong 400.000 tệ phí tài sản, Triệu Cầm vui vẻ mặt nở hoa. Chỉ cần trả xong phí tài sản, bà ta không cần phải lo lắng, có thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống của một người vợ. Giàu có. Mộc Tuyết, bố mẹ, ăn cơm thôi. Dương Tiêu bê bữa sáng tới bàn ăn. Triệu Cầm nhìn chằm chằm Dương Tiêu, khinh thường nói, ăn ăn ăn, một thằng vô dụng như cậu suốt ngày chỉ biết ăn, có cậu thì có tác dụng gì. Nuôi cậu còn không bằng đi nuôi lợn còn hơn, ít nhất lợn lớn lên còn có thể thịt ăn Tết. Cậu nhìn cậu xem, lại nhìn Lý Minh Hiên người ta xem, cùng là con người, một trên trời một dưới đất. Mẹ, con không cho phép mẹ nói về Dương Tiêu như vậy. Đường Mộc Tuyết vừa mới đánh răng rửa mặt xong, nghe thấy lời này cô nhìn không được tức giận. Bà ngoại bệnh nặng, chẳng phải đều là do Dương Tiêu giúp trước giúp sau sao? Nếu không có Dương Tiêu, làm sao bà ngoại có thể khỏi bệnh nhanh như vậy? Triệu Cầm khịt mũi, sao? Mẹ nói phế vật này đấy thì sao? Mặc dù Dương Tiêu đã mời Liễu Giang Hà, quen với Vạn Tứ Hải, tặng Triệu Thiết Căn cha bà ta 2 cây nhân sâm rừng trăm năm có giá trị. Tuy nhiên, theo quan điểm của Triệu Cầm, Liễu Giang Hà là ông già xương mềm, chắc chắn đã bị Dương Tiêu nịnh nọt lừa gạt, còn về phần Vạn Tứ Hải thì chắc chắn là Dương Tiêu đã ra tay cứu giúp Vạn Tứ Hải, mới kết thân được với người giàu nhất ở huyện Thiên Sơn. Còn 2 cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi là Vạn Tứ Hải tặng Dương Tiêu. Tóm lại, Dương Tiêu quá may mắn, sở dĩ lần này cậu ta tỏa sáng ở huyện Thiên Sơn, tất cả là do may mắn. Mà lần này trả được phí tài sản chắc chắn là do Đường Mộc Tuyết nói với Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên cậu chủ Lý đã đưa 400.000 tệ trả phí tài sản, Triệu Cầm không hề liên kết với Dương Tiêu. Dù sao thì có tiền mới là ông lớn, cho dù là Dương Tiêu quen biết bao nhiêu ông lớn thì chỉ cần không có tiền, ở trong mắt Triệu Cầm vẫn là phế vật. Muốn làm cho bà ta nhìn Dương Tiêu, thì trừ phi giá trị trên người Dương Tiêu phải rất phi thường. Nhìn bây giờ, phế vật Dương Tiêu này cả đời cũng sẽ không bao giờ có cơ hội chuyển mình. Mộc Tuyết, không sao đâu. Dương Tiêu kéo Đường Mộc Tuyết. Trong lòng Đường Mộc Tuyết tràn đầy áy náy với Dương Tiêu, cô thực sự mong chờ ngày Dương Tiêu lộ ra thân phận của mình, cha mẹ cô sẽ nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ. Sau khi ăn sáng xong, Triệu Cầm nói với Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, mẹ không có tiền tiêu, con đưa cho mẹ 2.000 tệ trước đi. 2.000 tệ, mẹ thật sự coi con là cái máy rút tiền sao? Đường Mộc Tuyết tức giận nói. Bản thân cô cũng không có nhiều tiền, mỗi lần nhận được lương đều đưa cho Triệu Cầm. Bây giờ trên người cô trừ chỉ tiêu hàng ngày cô cũng không dư giả gì. Vẻ mặt Triệu Cầm chợt lạnh, Mộc Tuyết, chẳng lẽ tối hôm qua cậu chủ Lý không cho con nhiều hơn một chút sao? Không lẽ con muốn mẹ ra ngoài bị người ta coi thường sao? Mẹ thật sự nghĩ nhiều quá rồi, cậu chủ Lý tuổi trẻ nhà giàu như thế sao có thể nhìn chúng con? Đường Mộc Tuyết càng tức giận. Nghe đến đây, nước mắt của Triệu Cầm suýt trào ra, bà ta ngồi trên ghế sofa uất ức nghẹn ngào. Sao đời tôi khổ thế này? Tôi nuôi con gái lớn thế này, giờ muốn có tiền tiêu mà cũng không cho, tôi không muốn sống nữa, tôi không muốn sống nữa. Nhìn thấy Triệu Cầm lại bắt đầu khóc lóc om sòm, khóe miệng Dương Tiêu giật giật. Từ lúc cho Triệu Cầm giữ tiền, luôn bị bà ta mang đi đánh bài, nên lần này xin tiền Đường Mộc Tuyết chắc chắn lại mang đi đánh bài. Cách đây không lâu, Triệu Cầm đã thua 250.000 tệ, nếu cứ tiếp tục như vậy, Dương Tiêu có dự cảm Triệu Cầm sẽ nghiện cờ bạc. Cuối cùng phạm phải sai lầm lớn. Hai, trong người con còn chỉ có 600 tệ, con đưa cho mẹ hết. Nhìn thấy Triệu Cầm khóc lóc om sòm, Đường Mộc Tuyết tràn đầy thất vọng, cô đã đưa cho Triệu Cầm toàn bộ tiền sinh hoạt của cô trong vòng một tháng. Triệu Cầm nhanh chóng mở điện thoại, nhận được 600 tệ, sau đó bà ta bất mãn, chỉ có 600 tệ. Mộc Tuyết, con quá keo kiệt, chỉ có 600 tệ còn không đủ nhét kẽ răng, chơi không nổi nửa giờ.
Sau khi nói xong, Triệu Cầm mặc kệ Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, ăn mặc như quý bà, đi ra ngoài. Đường Mộc Tuyết buồn bực nói, Dương Tiêu, bây giờ em phải làm sao? Em có cảm giác nếu mẹ cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Anh cũng có cảm giác này, nhưng chúng ta không khống chế được tính khí này của mẹ. Chỉ khi bà ấy chịu khổ đủ rồi mới nhớ được lâu. Dương Tiêu cười bất lực. Đưa Đường Mộc Tuyết đến công ty, Dương Tiêu lại lái xe về nhà. Nằm ở trên giường, Dương Tiêu từ từ nhắm mắt lại, sau một thời gian hồi phục, rõ ràng thực lực trong cơ thể đã mạnh hơn lúc trước nhiều. Tuy nhiên, theo tiền độ này, anh muốn hồi phục trở lại thời kỳ đỉnh cao, ít nhất cũng phải mất một thời gian. Cảm nhận được sức mạnh trong người, vẻ mặt Dương Tiêu lạnh băng, rốt cuộc là 5 năm trước là ai đánh úp bọn mình? Thân phận của ông chủ phía sau là gì? Thù ngày xưa này Dương Tiêu tôi nhất định sẽ báo, mình không thể để các anh chị em chết không nhắm mắt. Nghĩ đến trận chiến trong rừng mưa nhiệt đới 5 năm trước, 2/3 thành viên trong đội đều chết, Dương Tiêu đau lòng không thở nổi. Trong trận chiến đó, thân thể anh bị thương nặng chưa từng có, anh mất sức lực trong suốt 5 năm. Khi ổn định được nhà họ Đường, cũng là lúc anh bắt đầu hỏi thăm những cao thủ đằng sau ám sát đội đặc chiếm của anh 5 năm trước. Dương Tiêu tôi sẽ không tha cho những tên đao phủ đó. Dương Tiêu sẽ không trở về đội đặc chiến, nếu trở về cũng sẽ phải nghe theo sắp xếp của cấp trên, không thể tiếp tục điều tra vụ án năm đó. Không lâu sau, Đường Kiến Quốc cũng đi ra ngoài không về nhà, cả nhà chỉ có một mình Dương Tiêu. Dương Tiêu tùy tiện ăn chút đồ ăn, sau đó Đường Mộc Tuyết gọi tới. Mộc Tuyết, Dương Tiêu trả lời điện thoại. Giọng nói lo lắng của Đường Mộc Tuyết truyền đến qua điện thoại, Dương Tiêu, xảy ra chuyện lớn, mẹ bị trói. Cái gì, mẹ bị trói, xảy ra chuyện gì, Dương Tiêu kinh ngạc hỏi. Đường Mộc Tuyết vội vàng nói, lúc sáng mẹ cầm tiền đi đánh bạc, thua sạch, mẹ lại vay tiền của người trong đó, mẹ vay tròn 500.000 tệ, giờ cũng đã thua hết tiền. Người trong đó đòi mẹ 3 triệu tệ, mẹ không có tiền đã bị trói lại. Người bên đó nói nếu trong vòng 1 giờ chúng ta không đưa 3 triệu tệ chuộc người thì chúng ta hãy chờ nhặt xác của mẹ. Xảy ra chuyện lớn như vậy Đường Mộc Tuyết chỉ có thể tìm Dương Tiêu giúp đỡ. Anh biết rồi, Mộc Tuyết, em đừng lo, địa chỉ ở đâu? Anh sẽ qua cứu mẹ ngay. Dương Tiêu nhanh chóng xoa dịu tâm trạng của Đường Mộc Tuyết. Cùng lúc đó, Triệu Câm được một nhóm người canh giữ trong một căn phòng bí mật ở ngoại ô phía Tây. Đột nhiên, cánh cửa căn phòng bí mật được mở ra, hai bóng người bước vào. Tên đàn em nói với người đàn ông trung niên mặc vest, anh Cường, là bà ta, không có tiền còn giả vờ, đã vay chúng ta tròn 500.000 tệ. Ồ hai, người đàn ông trung niên mặc vest lạnh lùng khóa chặt mắt vào Triệu Cầm. Triệu Cầm sợ hãi nói, đại ca, anh yên tâm, con gái của tôi nhất định sẽ tới chuộc tôi. Thật sao, thấy Triệu Cầm ăn mặc như vậy. Người đàn ông trung niên mặc vest giẫm lên người Triệu Cầm. Bị người đàn ông trung niên mặc vest đá vào bụng dưới, Triệu Cầm không chịu nổi lực mạnh mẽ này, bà ta ngã xuống ngay tại chỗ. Triệu Cầm thực sự hoảng sợ, bà ta vội vàng nói, đại ca, có gì thì từ từ nói, đừng động tay động chân. Con gái của tôi nhất định sẽ chuộc tôi. Chuộc bà, người đàn ông trung niên mặc vest cười khinh thường. Chát, ngay sau đó. Người đàn ông trung niên mặc vest đã hung hăng tát vào mặt Triệu Câm. Cái tát rơi xuống, trong phút chốc, một bàn tay in hình 5 ngón vô cùng chói mắt hiện lên trên gương mặt của Triệu Câm. Triệu Câm bị đánh hai mắt nổ đom đóm, bà ta hoảng sợ nói, đại ca, con gái của tôi nhất định sẽ tới cứu tôi, anh yên tâm, sẽ trả đủ 3 triệu tệ không thiếu một xu cho các anh. Mẹ kiếp, bây giờ mà bà còn dám lừa tôi. Người đàn ông trung niên mặc vest tức giận nói. Một tay ông ta túm tóc của Triệu Cầm, bàn tay kia liên tục rơi xuống trên mặt Triệu Cầm. Chát 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 chát, mỗi cái tát dữ dội rơi xuống Triệu Cầm đều bật khóc. Tát chính diện, tát ngược lại, tát chính diện, tát ngược lại, cứ liên tục như thế. Không lâu sau, toàn bộ khuôn mặt Triệu Cầm sưng lên như đầu heo, trên mặt đầy vết hẳn sâu, thậm chí khóe miệng Triệu Cầm còn tràn ra một vòng máu. Giờ phút này, Triệu Cầm hoàn toàn khiếp sợ. Bà ta nhận ra mình gặp rắc rối nghiêm trọng, đối phương không hề thương xót, chứ đứng nói để mình vào mắt. Người đàn ông trung niên mặc vest tức giận khiển trách tên đàn em bên cạnh, ai bảo cậu cô cho bà ta vay 500.000 tệ. Đừng nói là 3 triệu, ngay cả 500.000 tệ chúng ta cũng khó lấy lại được. Anh Cường, bà ta là quý bà, sao có thể không tra nổi 3 triệu tệ. Anh xem, bà ta đeo túi hiệu Hermes, toàn đeo túi hàng hiệu lớn, bà ta còn nói mình sống trong khu biệt thự bên Hồ Nhạn Minh.
tên đàn em nhanh chóng giải thích. Người đàn ông trung niên mặc vest khinh thường liếc nhìn Triệu Cầm, mở to mắt chó của cậu ra nhìn cho kỹ, túi Hermes bà ta đeo là đồ rác rưởi nhát, giá thị trường cũng chỉ có 10.000-20.000 tệ. Trên thực tế đều là hàng loại A hiểu không? Chỉ có thể lừa gạt má ấy người không có kiến thức như cậu. Còn sống trong biệt thự bên Hồ Nhạn Minh, cậu chỉ biết nghe bà ta nói phét như thế hả? Cái loại đàn bà ham mê hư vinh này, cái gì mà không nói phét được? Bọn họ làm công việc này, 500.000 tệ đối với bọn họ không phải là con số nhỏ. Cho dù là cho vay nặng lãi thì 500.000 tệ cũng chỉ cho những người giàu có, biết gốc, biết giá trị của người cho vay. Điều khiến người đàn ông trung niên mặc vest không nói nên lời là tên đàn em của ông ta lại thực sự cho một người phụ nữ trung niên ham mê hư vinh vay tiền. Đại ca, tôi thật sự ở khu biệt thự bên Hồ Nhạn Minh. Triệu Cầm vội vàng nói. Giờ phút này, Triệu Cầm hoàn toàn hoảng sợ, bởi vì người đàn ông trung niên mặc vest nói đúng, túi Hermes của bà ta là loại thấp nhát, tất cả quần áo đều là hàng loại A, lừa gạt được người thường. Bà ta không thể mua được sản phẩm chính hãng, ngay cả khi có tiền, Triệu Cầm cũng muốn tiêu xài thay vì lãng phí vào quần áo. Người đàn ông trung niên mặc vest thấy Triệu Cầm còn dám phản bác, ông ta không kìm được lửa giận đá vào mặt Triệu Cầm. Triệu Cầm bị đá mắt nổi đom đóm nằm liệt trên mặt đất. Một chất lỏng sền sệt chảy ra từ lỗ mũi của Triệu Cầm, Triệu Cầm chạm vào thì thấy trên tay bà ta có máu. Máu, chảy máu, tôi muốn đến bệnh viện, không được, tôi muốn đến bệnh viện, nhanh lên, đưa tôi đến bệnh viện. Sau khi Triệu Cầm bị người đàn ông trung niên mặc vest đá chảy máu mũi, Triệu Cầm bị dọa suýt hồn bay phách lạc. Thấy Triệu Cầm còn dám khóc lóc om sòm, người đàn ông trung niên mặc vest đấm vào bụng Triệu Cầm. Ai trong giây tiếp theo, một tiếng thét như tiếng mổ lợn từ trong miệng Triệu Cầm vang lên. Một cơn đau không nói nên lời truyền khắp cơ thể gân mạch của Triệu Cầm, nước mắt đau đớn của bà ta chảy dài, khuôn mặt không còn chút máu, trên trán đổ mồ hôi lạnh không ngừng. Người đàn ông trung niên mặc vest rút ra một con dao găm, dí vào cổ Triệu Cầm, bà điên, còn dám kêu, tin hay không, tôi sẽ xuống tay đưa bà về Tây Thiên. Tin, Triệu Cầm lập tức che miệng không dám phát ra tiếng. Triệu Cầm sửng sốt, người đàn ông trung niên mặc vest nói với tên đàn em bên cạnh, trông chừng bà ta kỹ cho tôi, lát nữa con gái bà ta gọi tới thì nhớ gọi tôi. Vâng, anh Cường, tên đàn em mặc đồ đen cung kính nói. Sau khi người đàn ông trung niên mặc vest rời đi, gương mặt thanh niên tràn đầy thù địch, anh ta nháy mắt, có mấy người mặc đồ đen tiến lên. Triệu Cầm lạnh cả sống lưng, run rẩy nói, các người muốn làm gì? Mẹ kia, bà điên dám lừa tôi. Đánh mạnh cho tôi. Người thanh niên tức giận hét lên. Đừng, Triệu Cầm vội vàng hét lên. Đáng tiếc đám người này không quan tâm đến sống chết của Triệu Cầm, tay chân của bọn chúng như hạt mưa rơi xuống một cách điên cuồng. Không lâu sau, Triệu Cầm nằm liệt trên mặt đất như chó chết. Sau khi dạy dỗ Triệu Cầm xong, thanh niên nhìn chằm chằm Triệu Cầm với ánh mắt chán ghét, phiêu nam thanh niên nhổ nước bọt vào Triệu Cầm bức xúc nói, không có tiền mà dám giả làm vợ giàu có. Tao thấy là bà không muốn sống nữa, đợi con gái của bà không trả được tiền, con mẹ nó tôi lấy dao đâm chết bà. Nghe vậy, Triệu Cầm sợ hãi toàn thân run lên. Giờ phút này, ruột gan của Triệu Cầm đều hối hận, nếu cho bà ta một cơ hội, có đánh chết bà ta cũng sẽ không bài bạc nữa. Cờ bạc hại người, Triệu Cầm thật sự rất hối hận, nghĩ đến nếu Đường Mộc Tuyết không có tiền chuộc mình thì sẽ bị nhóm xã hội hỗn loạn này đâm chết, trong lòng Triệu Cầm tràn ngập tuyệt vọng. Đối phương ở đâu? Dương Tiêu nhanh chóng lái xe tới tập đoàn y dược Đường Nhân. Đường Mộc Tuyết nhanh chóng bước, lên ghế lái phụ, ở ngoại ô phía Tây, thắt dây an toàn, Dương Tiêu đạp ga, lập tức đi về hướng ngoại ô phía Tây. Địa điểm này có tên là Đại Phú Hào, là một trong những địa điểm vui chơi giải trí tốt nhất ở thành phố Trung Nguyên, nhiều người giàu thích đến đây chơi hai ván nếu không có việc gì làm. Chưa đầy 20 phút Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đã đến nơi. Các người là ai? Có người chặn ở cửa. Suy cho cùng, việc làm ăn của bọn họ không thể gặp người, mỗi người nhà giàu đến đây chơi đều được tra hỏi. Dương Tiêu lạnh giọng nói, chục người, đi theo tôi, biết được Dương Tiêu đến chục người, người mặc đồ đen lập tức đưa Dương Tiêu đến căn phòng bí mật nơi giam giữ Triệu Cầm. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết đi tới, Triệu Cầm vô cùng chật vật như nắm được ngọn cỏ cứu mạng, vội vàng nói, Mộc Tuyết, mau cứu mẹ sắp bị bọn họ đánh chết. Mẹ, con đã nói với mẹ đừng đánh bạc nữa, mẹ lại không nghe, bây giờ thì hay rồi chứ. Nhìn thấy trên người Triệu Cầm đây vết bầm tím, Đường Mộc Tuyết đau xót nói.
nhìn chằm chằm Triệu Cầm bị đánh nằm liệt trên mặt đất, mặt mũi sưng tím, Dương Tiêu cũng không hề thương hại. Kiểu phụ nữ như Triệu Cầm nhất định phải được dạy dỗ nghiêm khắc, anh và Đường Mộc Tuyết là hậu bối, cho dù nói gì thì Triệu Cầm cũng sẽ không coi trọng. Dương Tiêu có dự cảm nhất định Triệu Cầm sẽ gặp rắc rối lớn, không ngờ chuyện này lại xảy ra sớm như vậy. Dương Tiêu thật sự không hề thông cảm cho Triệu Cầm. Phải biết rằng, may mà anh có đủ sức chuộc Triệu Cầm ra ngoài, nếu không có tiền, e rằng bọn họ sẽ cửa tan nhà nát. Suy cho cùng, nếu đã dám cờ bạc, chuyện cửa tan nhà nát này chẳng có gì là lạ, cũng là chuyện thường tình. Anh Cường, người tới rồi. Với sự xuất hiện của Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, người đàn ông trung niên mặc vest lập tức nhận được tin tức. Người đàn ông mặc vest trung niên phát tay hô to, tốt lắm, mang theo các anh em giỏi đi theo tôi đòi tiền. Vâng, một nhóm đàn em đồng thanh đáp lại. Cộp cộp cộp, ngay sau đó, một nhóm người mặc đồ đen cầm dao xông vào căn phòng bí mật bao vây Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Như thể, chỉ cần hôm nay Dương Tiêu không trả 3 triệu tệ tiền chuộc, thì cả ba người Dương Tiêu sẽ bị xẻ thịt. Người đàn ông trung niên mặc vest bước vào căn phòng bí mật, vừa nhìn thấy Đường Mộc Tuyết ánh mắt ông ta đã sáng lên. Lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một người xinh đẹp như vậy. Yo, cô gái này trông xinh gái đấy. Nếu bán cho bên Đông Nam Á, chắc chắn sẽ bán được giá tốt. Người đàn ông trung niên mặc vest nói đùa. Nhìn về phía người đàn ông trung niên, Dương Tiêu lạnh giọng nói, ông hãy tôn trọng một chú ti ha. Nhóc con, giọng điệu lớn lối thật đấy, mẹ mày biết tao là ai không? Nói cho mày biết, hôm nay ba người các người không đưa được 3 triệu tệ, tao sẽ khiến các người không thể sống thoát khỏi đây. Người đàn ông trung niên mặc vest lạnh giọng nói. Dương Tiêu cũng lười nói nhảm với người đàn ông trung niên mặc vest, anh trực tiếp lấy ra một cái thẻ ngân hàng ném lên bàn, quẹt thẻ. Nhìn thấy Dương Tiêu thoải mái như vậy, trên mặt người đàn ông trung niên mặc vest hiện lên một chút kinh ngạc, sau đó chế nhạo, giả thần giả quỷ, đợi lát nữa quẹt không được tiền, thì sẽ được ăn quả ngon. Người đàn ông trung niên mặc vest vừa nói vừa phất tay, một tên đàn em nhanh chóng cầm lấy máy POS. Dương Tiêu bước lên nhập mật khẩu. Người đàn ông trung niên mặc vest lạnh lùng nhìn suốt cả quá trình, như thể chỉ cần quẹt không được, ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Dương Tiêu. Tích, điều khiến người đàn ông trung niên mặc vest ngạc nhiên là khi Dương Tiêu nhập mật khẩu xong thì giao dịch đã thực sự thành công. Sao phế vật này có thể có tiền? Triệu Cầm lập tức ngắn ra. 3 triệu tệ, tròn 3 triệu tệ, đối với bà ta mà nói đó là một con số thiên văn, với 3 triệu tệ này, hoàn toàn có thể mua được căn hộ hạng 3 tốt nhất ở thành phố Trung Nguyên. Vẻ mặt Dương Tiêu không hề gợn sóng, anh thật sự không thèm quan tâm đến đám người này. Giao dịch xong, người đàn ông trung niên mặc vest ngạc nhiên nói, nhóc con, có chút tiền đồ. Thả người, Dương Tiêu thờ ơ nói. Người đàn ông trung niên mặc vest phát tay, được, thả người. Cướp cũng có đạo lý của cướp, bây giờ ông ta đã lấy được tiền, không cần thiết phải tiếp tục làm khó Triệu Cầm. Sau khi rời khỏi căn phòng bí mật, Dương Tiêu nhẹ nhàng nói với Đường Mộc, Mộc Tuyết. Em đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra trước đi. Anh định làm gì? Đường Mộc Tuyết lo lắng hỏi, nhận ra Dương Tiêu định không rời đi. Dương Tiêu nói, lấy lại danh dự. Nói xong, Dương Tiêu đi vào Đại Phú Hào với vẻ mặt u ám. Nhìn thấy Dương Tiêu bước vào Đại Phú Hào, Triệu Cầm kích động nói, đúng vậy, lấy lại danh dự, nhất định phải lấy lại danh dự, bà đây không thể bị đánh uống phí được, mẹ phải đánh thắng toàn bộ tiền của bọn họ. Triệu Cầm hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của Đường Mộc Tuyết, trực tiếp đi theo. Mẹ, Đường Mộc Tuyết tức giận dậm chân, cô thật sự không ngờ Triệu Cầm đã bị đánh tơi tả như vậy mà còn muốn dính líu đến những chuyện này. Trong túi Dương Tiêu chỉ có 100 tệ tiền mặt, Dương Tiêu đi đến quầy lễ tân, nói với người phụ nữ ở quầy lễ tân, cho tôi đổi 100 thẻ chip. Vâng thưa anh, người phụ nữ ở quầy lễ tân lập tức đưa cho Dương Tiêu 100 thẻ đánh bạc. Nói thật Triệu Cầm bị đánh một trận. Dương Tiêu đưa ra 3 triệu tệ, trong lòng anh lại thoải mái đến lạ thường. Có lẽ là bởi vì cả ngày bị Triệu Cầm đánh mắng, sinh ra cảm giác đè nén hoặc là anh không hài lòng Triệu Cầm nghiện cờ bạc, Triệu Cầm mới bị đánh tới tấp, thật ra trong lòng anh rất vui vẻ. Nhưng dù sao thì Triệu Cầm cũng là mẹ ruột của Đường Mộc Tuyết, mẹ vợ của anh không thể trơ mắt nhìn Triệu Cầm bị đánh không quan tâm. Đây không phải là lần đầu tiên Dương Tiêu đến những chỗ như này, có thể nói Dương Tiêu đã đến đây rất nhiều lần. Ở châu Âu và châu Mỹ có rất nhiều nơi như vậy ở, mà ở Đông Nam Á cũng có nhiều nơi như vậy. Dương Tiêu đã đến không ít lần nào dựa vào ánh mắt rồng giành được rất nhiều tiền. Hơn nữa,
rất nhiều nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới ở châu Âu mà anh ủng hộ đều tham gia vào lĩnh vực kinh doanh này. Xét cho cùng, loại hình kinh doanh này thực sự kiếm được tiền rất nhanh. Ở đây, hiệu suất nhanh nhất là chơi xúc xắc. Ở mỗi vòng, nhân viên sẽ cầm một quả chuông xúc xắc, cho 3 viên xúc xắc vào lắc qua lại, từ đó để người chơi đoán. 1 điểm đến 6 điểm là nhỏ, 7 điểm đến 12 điểm là vừa, 13 điểm đến 18 điểm là lớn. Cách chơi này rất đơn giản, nó phổ biến trong tất cả các dịp lễ lớn trong nước, ngay cả trẻ em cũng biết. Cọc cạch, Dương Tiêu bước nhanh đến chỗ chơi xúc xắc, thấy một nhân viên đang lắc xúc xắc. Ầm một tiếng, chuông xúc xắc đặt trên bàn, nhân viên hét lên, đến, đến, đặt cược đi. Lớn lớn lớn, ván này chắc chắn là lớn. Một nhóm người chơi nhanh chóng đưa thẻ chip vào khu vực của mình đã chọn. Nhỏ, ngay lúc 95% mọi người đều đặt lớn, Dương Tiêu bước tới, ném 100 thẻ chip vào khu vực nhỏ. Nghe thấy những lời của Dương Tiêu, nhiều người có mặt tại hiện trường quay lại nhìn Dương Tiêu. Một ông già có thâm niên lão luyện kinh ngạc nhìn Dương Tiêu, nhóc, tay mới hả? Biết chơi xúc xắc là chơi như nào không? Ván này chắc chắn là lớn. Cảm ơn, Dương Tiêu lễ phép đáp. Nhìn thấy Dương Tiêu không thay đổi ý định của mình, nhiều người nhìn Dương Tiêu với vẻ khinh thường. Nếu đã không nghe ông già này, trước mắt phải chịu thiệt đó, người trẻ tuổi. Lòng tốt mà bị coi thành lòng lang dạ thú, người trẻ tuổi, cậu quá non. Triệu Cầm bước lên phía trước nhìn thấy có nhiều người đặt lớn nhưng Dương Tiêu lại đặt nhỏ, bà ta giận dữ mắng, đồ ngốc, không thấy người khác đặt lớn sao? Còn không mau đặt lớn đi, mẹ, đây là tiền của con, mẹ không có quyền xen vào. Lần này Dương Tiêu không cho Triệu Cầm mặt mũi. Ở đây Dương Tiêu mới là cao thủ lão luyện, ở đây trong mắt Dương Tiêu, Triệu Cầm chả là cái thá gì. Dương Tiêu đã biết quá rõ ràng, mỗi nhân viên ở đây đều là cao thủ chơi bản, dù sao thì đã có ai từng nghe nói đến việc thua lỗ trong ngành này chưa. Hơn nữa, nhiều người chơi cá độ ở đây là cá cược, chiêu dụ không khí hiện trường khiến nhiều người chơi khó lựa chọn, từng bước rơi vào bẫy. Vừa rồi, Dương Tiêu đã dùng mắt rồng. Nhìn thấy rõ ràng điểm xúc xắc bên trong chuông xúc xắc, 3 viên, 1 điểm, đều nhỏ, không hề có lớn. Bị Dương Tiêu phản kích, Triệu Cần tức giận thở hổn hển, được lắm Dương Tiêu, cậu dám to tiếng với tôi. Một thằng vô dụng ăn bám như cậu, còn chẳng phải là tiêu tiền của con gái tôi sao? Sao tôi lại không được can thiệp? Theo quan điểm của Triệu Cầm, 3 triệu tệ tiền chuộc vừa rồi chắc chắn là do Đường Mộc Tuyết đưa cho Dương Tiêu, chắc chắn không phải tiền của Dương Tiêu. Trong mắt bà ta, Dương Tiêu là một con ma nghèo cả đời không bao giờ ngóc đầu lên được. Thì ra là nhóc ăn bám, tôi đã có lòng tốt nhắc nhở mà nhóc này lại không nghe. Chậc chậc chậc, những năm này càng ngày càng có nhiều kẻ vô dụng, không cần quan tâm tới cậu ta, lát nữa mà thua cậu ta sẽ chết lặng. Đúng vậy, một thằng đàn ông dựa vào phụ nữ, nói chuyện với cậu ta chỉ tổ tốn nước bọt. Nhóm người chơi nhìn Dương Tiêu với ánh mắt khinh bỉ, như thể Dương Tiêu là nỗi nhục của đàn ông. Ai đang làm ồn ào ở đây? Nhân viên bên trong giận dữ hét lên. Thấy nhân viên hét lên, Triệu Cầm rụt cổ không dám kêu to, sợ bị đánh lần nữa. Dương Tiêu cười không nói gì, không cần giải thích quá nhiều, khi chuông xúc xắc mở ra, sự thật sẽ được phơi bày. Người thanh niên cầm chuông xúc xắc hét lớn, đặt rồi thì bỏ tay ra, đặt rồi thì bỏ tay ra, mở trong ánh mắt của mọi người, nhân viên nhanh chóng mở chuông xúc xắc. Nhìn kỹ thì thấy 3 viên xúc xắc đều là 1 điểm. Nhỏ, không hề có lớn. Sao có thể, nhìn thấy là nhỏ, nhóm người chơi đều ngắn ra. Nhỏ, vậy mà là nhỏ, sắc mặt Triệu Cầm trở nên cứng ngắc, ánh mắt nhìn Dương Tiêu giống như đang nhìn quái vật. Nhỏ, vậy mà thật sự là nhỏ. Anh chàng này lại có thể đoán đúng. Sao cậu ta làm được? Không khoa học chút nào. May mắn thôi. Mặc dù nhóm cao thủ tại hiện trường cực kỳ không muốn thừa nhận. Nhưng họ phải thừa nhận rằng Dương Tiêu đã đoán đúng, chống trả lại sự khinh thường của họ. Đặc biệt là nhiều tay chơi lâu năm tức giận đập ngực dậm chân, theo kinh nghiệm của họ thì ván này rõ ràng phải là lớn. Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, loại kế nhỏ này không thể qua được mắt của anh. Trước kia anh trà trộn trong các điểm giải trí lớn trên thế giới, điểm chơi đại phú hào này mở hay chưa vẫn còn là một chuyện. Nhân viên lắc xúc xắc đã phớt lờ Dương Tiêu, anh ta cho rằng Dương Tiêu đã dẫm phải vận cứt chó mà thôi. Dương Tiêu đoán đúng, Đường Mộc Tuyết lộ ra một nụ cười kiêu ngạo, nụ cười này vô cùng lộng lẫy, hơn trăm đóa hoa nở rộ. Cô biết Dương Tiêu sẽ đoán đúng, sẽ không để cô thất vọng. Bởi vì, trong lòng Đường Mộc Tuyết,
người đàn ông của cô nhất định là Bát Khả Chiến Bại. Ngay sau đó, nhân viên đổi chip và bắt đầu lượt thứ hai. Nhóm người chơi lắng nghe tiếng lắc bên trong của chuông xúc sắc với đôi tai dựng lên, muốn nghe được điểm bên trong đó. Vẻ mặt của Dương Tiêu rất thoải mái, có đôi mắt rồng, có thể nhìn ra mọi manh mối bên trong chuông xúc sắc, dù nhân viên có giở trò như thế nào cũng không thể thoát khỏi cặp mắt rồng đang dò xét của Dương Tiêu. Ta đang, dưới cái nhìn của nhiều người chơi, chuông xúc sắc lại rơi nặng nề trên bàn. Nhân viên không chần chừ, trực tiếp hô to, đặt đi, đặt đi. Lớn, ván này chắc chắn là lớn, một ông già có thâm niên lão luyện nói. Đúng, ván trước đã sai, ván này tuyệt đối không sai đâu. Sông có khúc người có lúc, tôi không tin mình sẽ mắc sai lầm khi đặt cược lớn. Nhóm người chơi lão luyện lần lượt đặt cược rất nhiều chip với nụ cười tự tin trên khuôn mặt của họ. Nhỏ, Dương Tiêu ném ra 200 chip. Nghe thấy lời nói của Dương Tiêu, đám người chế nhạo, bất mãn nhìn Dương Tiêu. Người trẻ tuổi, cậu cho rằng vừa rồi mình dẫm phải vận cứt chó, thì không tin vào sức mạnh của quần chúng sao? Một ông già lão luyện chế nhạo. Không cần quan tâm đến thằng nhóc này, rõ ràng là thằng nhóc này đang chờ may. Cứ chờ mà xem lát nữa thua sạch không mua nổi được cả cái quần cộc đâu. Ha 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 ha, hai lời này vừa dứt, nhóm người có mặt tại đây đã bật cười, như thể Dương Tiêu sẽ thua không mua nổi quần cộc. Nụ cười trên mặt Dương Tiêu vẫn không hề giảm, ngay lúc chuông xúc sắc đặt xuống, Dương Tiêu đã huy động đôi mắt rồng của mình nhìn tình hình bên trong chuông xúc sắc. Hai viên hai điểm, một viên một điểm, cộng lại là 5 điểm, thuộc nhỏ. Triệu Cầm tức giận thở hỗn hển, Dương Tiêu, cậu thật sự cho rằng cậu là thần đánh bạc sao? Quân chúng tinh mắt, còn không mau đặt lớn. Dương Tiêu bỏ ngoài tai lời nói của Triệu Cầm. Đã chơi trò này, sợ nhát là làm theo, vì một số người trong đó nhẹ dạ cả tin, trong đó có người bất cẩn, táng gia bại sản, vợ con ly tán. Mẹ, mẹ vừa mới mất nhiều tiền như vậy, mẹ đừng làm loạn nữa. Đường Mộc Tuyết kéo Triệu Cầm. Triệu Cầm thẹn quá hóa giận, mẹ nói cậu ta thì làm sao hả? Mộc Tuyết, con thật sự cho rằng liều một phen sẽ có thể đổi xe đạp thành xe máy sao? Một thằng phế vật như Dương Tiêu, chơi trò này là đưa tiền cho người ta. Mẹ, con chỉ có 100 chip, thắng thua không quan trọng, chỉ cần con vui là được. Dương Tiêu cười nhẹ. Nhìn thấy Dương Tiêu không hề có lòng thắng bại, mũi Triệu Cầm như bốc khói, bà chỉ vào Dương Tiêu tức giận, cậu. Phế vật như cậu giống đống bùn nhão không thể dính tường, cậu không nghe lời ông già này, thì cậu đợi thua không mua được cả chiếc quần cộc đi. Ngay lúc Triệu Cầm vừa dứt lời, nhân viên mở chuông xúc sắc. Hai viên hai điểm, một viên điểm một, cộng lại đúng 5 điểm, Dương Tiêu đã thắng. Đờ mò, tôi không hoa mắt chứ. Lại nhìn thấy là nhỏ, đám cao thủ lão luyện trố mắt như sắp rơi ra ngoài, bọn họ không ngờ Dương Tiêu lại đoán đúng. Thằng nhóc này bùng nổ sức lực lớn à. Vận may của năm nay vẫn chưa dùng hết. Nhiều người nhìn Dương Tiêu, ánh mắt đã trở nên lạ thường. Lại thắng. Ánh mắt Triệu Cầm lại đờ đẫn, nhìn chằm chằm mặt bàn. Nhân viên nhìn Dương Tiêu nhiều hơn rồi cười khẩy, may mắn, chắc chắn là may mắn. Làm công việc kinh doanh như bọn họ, đã nhìn thấy quá nhiều người chơi may mắn. Chuông xúc sắc lại rung lên, sau đó lại rơi xuống bàn. Lần này chắc chắn phải là nhỏ, nếu không phải nhỏ, tôi sẽ ăn phân tự sát tại chỗ. Một cao thủ kỳ cựu nói rất chắc chắn. Đúng, tôi cho rằng đây là nhỏ, đi một đằng. Tôi không tin hôm nay không lật ngược được. Start, tất cả là start, thắng tôi sẽ làm người mẫu ở đây, thua sẽ xuống biển làm việc. Ngay sau đó nhóm người đặt cược các thẻ chip vào khu vực nhỏ. Lớn, ngay lúc này, Dương Tiêu nhẹ giọng nói.